Nhất niệm vĩnh hằng Tập 121 So với ngũ đại quân đoàn Trăm bộ tộc của Man Hoang nhìn thì rất đông Nhưng cơ bản là chia rẽ rời rạc Không đủ sức dưng chuyển ngũ đại quân đoàn Vốn ngũ đại quân đoàn Không chiến đấu thuận lợi như vậy Vì các trận chiến từ trước tới nay Họ luôn bị biển oan hồn kia làm cho đau đầu Biển oan hồn công kích làm khựng lại Sự lan tỏa của màn sáng trận pháp Thậm chí có đôi khi Còn làm cho màn sáng bị nứt vỡ một oan hồn chẳng là gì với trận pháp nhưng nếu số lượng quá nhiều thì đương nhiên lực công kích có khả năng gây thương tổn cho trận pháp sẽ thay đổi nhưng bây giờ mỗi khi hồn chiều vừa mới tới gần lập tức có một viên tụ hồn đan được ném ra khiến cho cả một khu vực rộng oan hồn trở nên trống rỗng vừa tiêu diệt oan hồn vừa tạo thành thương tổn và ảnh hưởng cho thổ dân khiến cả đại quân man hoang như bị bóp cổ đành phải lùi lại chết tiệt sao lại như vậy không thể nào trường thành không chỉ có lò đan nổ hay sao đó là đan dược gì hồi trước ta nhớ hình như còn xuất hiện qua một lần nhưng mà chỉ có một viên thôi bây giờ khốn kiếp bọn chúng ném ra ít nhất cả vạn viên rồi cái này còn đánh thế nào nữa các tù trưởng giận sôi gan các hồn tù cũng phải nhíu mày còn các luyện hồn sư cao quý bọn họ chỉ có trăm người mà phải toàn lực điều khiển cả biển oan hồn vừa nhiều lại còn đang bất an phải nói rằng là rất nạn. nan <laughs> đều là do cái tên bạch tiểu thuần kia làm ra, đáng chết, chưa trừ được tiền đó, mạn hoàng sẽ còn phải tổn thất cực lớn. Những đôi mắt đầy giận dữ và thù hận của các đại tù trường và hồn tu bắn thẳng lên trường thành. bạch tiểu thuần lùi lại mấy bước, hắn sợ mình lại bị ám sát giống như lần trước, để ý nhìn đám triệu long. so với tu sĩ ngũ đại quân đoàn tu sĩ, đám triệu long ở bên trên chiến trường vốn lẽ không có ý nghĩa gì, chỉ dễ làm người ta chú ý vì họ mặc giáp quá dày thế nhưng khi họ ra tay lại thế như trẻ che mỗi khi gặp nguy hiểm là lập tức ném ra tụ hồn đan số lượng nhiều không đếm xuể khiến cho tu sĩ xung quanh đều phải nhìn mà hâm mộ cái này cũng chưa tính là gì nếu gặp phải tình huống nguy hiểm hơn đám người này còn không chút do dự ném ra cả pháp bảo cho chúng tự bạo mà không chút đau xót của khiến cho không ít thiên phu trường cũng phải chú ý tới đám này là thu hạ của ai vậy trời ạ à! bọn họ có nhiều tụ hồn đan quá, sao lại nhiều như vậy? lại còn pháp bảo nữa, ta thấy bọn họ cho tự bạo năm sáu món rồi, món nào cũng rất là đắt tiền. cái đó có là gì chứ? các người nhìn cho người bọn chúng đi, mỗi người bọn chúng ít nhất mặc đến năm sáu cái hộp giáp, dù thổ dân cự nhân có tự bảo họ cũng đâu có sao? đám hơn trăm người triệu lòng xông vào chiến trường, tận lực giết chóc, số lượng oan hồn và thổ dân họ giết được vượt qua các tu sĩ bình thường rất nhiều. những nơi họ đi qua thế không thể đỡ Rất là cường án Cố lên Bạch tiêu Thuần rất là vui vẻ hô Chỉ chỉ đám triệu long tự hào khoe Họ là thù hạ của ta đó Thế nào lợi hại không Đám tù sĩ bảo vệ trên trường thành Đều im lặng nhìn đám triệu long Trong lòng vừa cảm khái vừa hâm mộ Người của Bắc Bì Quân Đã trở thành sở hữu riêng của Bạch Đại Sư rồi Bỗng từ trong màn hoang xa xa vang lên tiếng sấm. Đám bạch lân hoảng hốt. Ở phương xa, từ trong mây mù xuất hiện một con sông dài. Dòng sông này rất rộng, nước sông đen kịt, bên trong là hàng xa số oan hồn, các oan hồn đều đang vẫy vùng muốn vượt qua khỏi dòng sông nhưng không ra được, bị dòng sông cuốn đi. Minh Hà. Một người kinh hô. Bạch Tiêu Thuần vội lùi lại thêm một khúc nữa, trợn mắt mà nhìn Minh Hà đang biến ảo trên bầu trời. Minh Hà vốn đang chảy xuôi, Bỗng trên trời cao Bên cạnh Minh Hà xuất hiện một bàn tay lớn Bàn tay này là hư ảo Nhưng uy áp khi nó xuất hiện khiến trận pháp của Trường Thành phải run dày Trần Hạ Thiên đang đánh giết với nữ tử áo đỏ Ở trên trời cũng phải biến sắc Bàn tay vùng lên Chặt xuống Minh Hà Tạo nên một tiếng nổ kinh thiên Dầm một tiếng Dòng Minh Hà bị chém chặt một lỗ hồng Đầu nhánh sông bị chỗ chấm đổi hướng Hướng thẳng về phía Trường Thành Lỗ hồng trên Minh Hà nhanh chóng khép lại Trong quá trình đó Oan hồn trong sông đã theo Minh Hà cho tới màn sáng trận pháp của Trường Thành. Những cự nhân thổ dân ở trên đường không né kịp, bị nước Minh Hà chạm phải, thân thể đều tức khắc tan ra, trở thành một phần của Minh Hà. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, chỉ sau vài hơi thở, nước Minh Hà đã va vào màn sáng Trường Thành. Màn sáng rung lên, mỏng hẳn đi trông thấy. Màn sáng không thể co lại, tu sĩ vội vàng lùi về. Bạch Lân gào lên: "Tất cả mọi người, ném tụ hồn đan!" Ta không tin không giết được đám oan hồn này trong chớp mắt Bao nhiêu là tụ hồn đan rào rào bay ra Rơi vào trong minh hạ Đan dược ngay lập tức bị tan ra Nhưng vì chúng là nhắm vào hồn thể Nên dù đã bị tan chảy Uy lực vẫn tràn ra nhất định Điểm chính là số lượng tụ hồn đan Lại cùng lúc Khiến tạo nên những vòng xoáy bên trong minh hạ Tất cả oan hồn gần vòng xoáy Đều bị hút vào Và số lượng vòng xoáy quá nhiều Chúng nhập vào với nhau Khiến cả vòng xoáy càng lúc càng lớn Sau đó Vòng xoáy sụp đổ một lực trùng kích mạnh từ vòng xoáy tỏa ra xung quanh, nước Minh Hà bắn tung tóe, những tiếng kêu thê lương không ngừng vang lên. Minh Hà tứ tán, lỗ hồng Minh Hà trên bầu trời cũng đã liền lại, hình như là bàn tay to chỉ đủ sức đánh ra một kích đó mà thôi. Nên sau đó, Minh Hà lại từ từ biến mất trên bầu trời, mang theo một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Trên chiến trường, oan hồn đã chết cực nhiều, cơ hồ trở nên trống trải, đám còn lại thì hoàng sợ run rẩy, luyện hồn sư cũng không điều khiển được nữa. Còn bắt đầu bị chúng cắn trả Đào tẩu tứ tán Đây là cơ hội tốt đối với ngũ đại quân đoàn Đám bạch lên không chút chần chờ Lập tức triển khai phản sát Màn sáng lại tràn ra Dẫn các tù sĩ đuổi theo tàn sát Bạch tiểu thuần như mày Hắn không ngờ tụ hồn đan của mình lại có uy lực lớn như vậy Kỳ quái Sao lại có uy lực lớn như vậy Bạch tiểu thuần mở to mắt và nhìn thấy các nhân vật đầu lĩnh của cự nhân thổi thân Đều nhìn về phía hắn đầy thù hận Nếu ánh mắt có thể giết người Hắn hẳn đã bị phanh thầy xé xác, xương cốt cũng chẳng còn Cái này, lần đầu tiên đối mắt với người mà Bạch tiêu Thuần trột giả dạ, Cảm thấy là ở chỗ này quá nguy hiểm, đáy lòng phát sầu Lập trường khác nhau mà, hắn biết làm sao Nữ tử áo đỏ đang giao chiến với Trần Hạ Thiên, nhú mày Thiên nhân giao chiến không cho phép bà ta phân tâm nhiều Hai người đánh nhau rất dữ rồi, khiến hư không nứt vỡ Hư không xung quanh dạng mây đỏ, không ngừng vỡ vụn từ dưới đất nhìn lên sẽ thấy bầu trời như nứt ra những, những khe to có xu hướng kéo dài xuống tận mặt đất những nơi nó đi qua như có sấm sét rơi xuống nổ vang tung tóe da đầu bạch tiểu thuần run lên tận mắt nhìn thấy một u hồn tu vi nguyên anh bị một khe nứt hư không xẹt qua ngay tức khắc bị trên năm xẻ bảy hình thần câu diệt thiên nhân bạch tiểu thuần hít thở đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên nhân chi uy nhưng lần nào nhìn thấy cũng làm choán hết hồn cơ thể rung vào trời đất mượn sức mạnh vô thượng của trời đất bạch tâu thuần thì thào hai người ở trên bầu trời xung quanh trần hạ thiên và nước tử áo đỏ dù là gió hay là mây ngay cả là hư không cũng đều biến thành vũ khí của họ biến thành thần long trời lở đất cũng may chiến sự bây giờ nhìn từ đại cục thì trường thành đang chiếm ưu thế tu sĩ liên tục tiến tới oan hồn chiều đã nát tàn thổ dân cự nhân không có oan hồn bảo vệ lại bị màn sáng áp bách liên tục bại lôi. bạch tiểu thuần thở ra hắn đã nhìn thấy chiến tranh rất nhiều lần ngay cả tham dự cũng không ít nhưng với quy mô cỡ này thì đây chính là lần đầu tiên xong hơn trăm luyện hồn sư của man hoang bỗng ngẩng đầu lên sau đó khoanh chân ngồi xuống một người lấy ra một cây nhang màu đen đốt lên hít mạnh vào sau đó cả người run rẩy nhắm mắt như ngủ say từ trên đầu của họ bay lên từng sợi hồn những sợi hồn này chính là bản mạng chi hồn của họ Hơn trăm hồn bầy ảnh Thẳng tới màn sáng của trường thành Màn sáng này ngăn cản được oan hồn Cự nhân Nhưng không cản được hồn ảnh của luyện hồn sư Bạch Tiểu Thuần biến sắc lùi lại Khi các thần hồn gần như chạm vào màn sáng Thì các quân đoàn trường đều bay ra Cùng với các vạn phu trường Nhất tẻ sông tới Đánh chặn thần hồn Khiến thần hồn của các luyện hồn sư không thể gần được trường thành Các cự nhân được lệnh của đại tù trường Lại tiếp tục sông đến những cự nhân này không còn quan tâm đến sống chết, dùng hết sức công kích vào màn sáng, không ngừng tự bạo, khiến cho màn sáng trở nên mỏng hơn. Màn hoàng phản kích, mấy chục vạn cự nhân tự bạo, màn sáng buộc phải co lại, nhiều tu sĩ không kịp lùi lại theo màn sáng, đều bị cự nhân giết chết. Nhiều người bị thổ dân chụp lấy, sẽ sống rất thê thảm. Bạch tiểu Thuần tái mặt, thấy một tu sĩ bị hai cự nhân phân thây nuốt sống, sau đó hai cự nhân này lại có dấu hiệu giống như muốn đột phá. Thổ dân cần tu hành, bởi vì không có linh khí Nên về hấp thu hồn được Đối với bọn họ Linh khí chính là dòng nước thần Trong thân thể tu sĩ lại có chứa linh khí Nên đối với thổ dân man hoang Chính là mỹ vị Ăn thịt chúng đi Lâu lắm rồi không được ăn thịt tu sĩ ha, Chính là hương vị này mà Những thổ dân như phát cuồng Liều lĩnh xông tới để bắt tu sĩ Nếu bắt được là đều lập tức cắn xé Hệt như dã thú Mắt bạch tiểu thuần đỏ lên Thứ hắn đang nhìn thấy đã kích thích hắn rất mạnh Thổ dân ăn người Việc này hắn đã từng được nghe nói Nhưng tới bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy Chết không có gì đáng tiếc Bạch tiểu thuần nghiến rằng Ánh mắt lạnh hẳn đi Hắn im lặng xoay người Chạy thẳng về phía công giáp các Bạch tiểu thuần nhìn mười lò đan đỏ rực Hít sâu một cái Phất mạnh tay áo Mười lò đan bay lên Vần quanh hắn Bạch tiểu thuần hai tay bấm niệm pháo quyết Hắn rút ra từ trong kim đan của mình Một đìa thiên đạo khí thức Đánh vào trong những lò đan Những lò đan này vốn chưa tới thời điểm nứt vỡ Nhưng Bạch Tiểu Thuần có cách làm cho chúng nổ sớm hơn Chính là dựa vào ấn quyết ngoại lực Khiến cho dược lực ở bên trong bùng phát không được Dù uy lực sẽ bị giảm đi Nhưng vì cũng đã nung nhiều ngày Nên cũng chẳng bị giảm bao nhiêu Bạch Tiểu Thuần kéo theo 10 lò đan lớn quay lại trường thành Đi cùng với hắn Là 10 cái lò đan to tướng Đỏ rực Rõ ràng là đang rung lắc vô cùng bất ổn Cái đó Lò đan của Bạch Đại Sư đám tù sĩ vô cùng chờ mong các quân đoàn trưởng đang chiến đấu với thần hồn của luyện hồn sư cũng phải quay sang nhìn các thần hồn luyện hồn sư đều giật mình kinh ngãi các đại tù trưởng và thổ dân đều trừng mắt to thấy hoảng sợ sao sao lớn vậy trời ơi bạch Châu thuần bay ra trường thành ném mười lò đan vào đám thổ dân mọi ánh mắt trên trường thành đều đổ dồn vào mười cái mặt trời đỏ rực đó lò đan của những lần trước đã đủ làm cho họ giật mình Vậy mà kích thước của mấy lò đan lần này Cái này Cái này to quá 10 cái lò đan này mà nổ Các đại tu trường đều trợn mắt trừng mắt Các cự nhân thì biến sắc Nhớ tới những thê thảm khủng bố trong dĩ vãng Bạch ma Chết tiệt Lại là tên bạch ma đó Các cự nhân hoàng hút ao ao lùi về Bạch ma này Chính là tên gọi của bộ lạc dành cho bạch tiểu thuần Kẻ đã làm cho họ vô cùng thê thảm Bạch Tiểu Thuần không biết cái danh xưng này của hắn Đã khá nổi tiếng trong man hoàng Bằng mọi giá Phải phong ấn cái lò đan đó lại Một tiếng gầm vang từ tuốt sau man hoàng Những hồn tu Và các đại tù trưởng vội vã dùng hết tù vi Toàn được cùng nhau ra tay Tạo thành một tấm lưới lớn Tấm lưới xuất hiện rất nhanh Nhưng tốc độ của các lò đan còn nhanh hơn Hai bên va chạm vào nhau Có lò đan bị dừng lại Nhưng có cái lò lọt ra rơi xuống đất Tiếng nổ vang rền tai đều ủ đi át hết tất cả thanh âm đất đai rung chuyển không từ ngữ nào mô tả được cảnh lò đan nổ như đất dùng núi chuyển như tận thế đã tới một vùng biển lửa màu lam từ trong lò bùng vỡ tràn ra khắp bốn phương tám hướng những nơi chúng đi qua đều mang đến những tiếng kêu thê thảm các cự nhân bốc cháy những mảnh vỡ của lò đan như là viên sao băng bắn văng tung tóe Gận sóng trùng kích hất văng tất cả cự nhân đang bốc cháy trên đường đi của chúng những làn khí năm màu không ngừng lan ra khắp nơi chui vào trong người những cự nhân khiến các cự nhân đó nhanh chóng bị thối giữa có những cự nhân như bị choáng đầu rõ ràng là đang bị thiêu cháy vậy mà còn đứng khoai chân mút tay vui sướng nữa lò thứ hai lò thứ ba lò thứ tư lần lượt phát nổ cả chiến trường chìm trong màn lửa màu lam quần quần như là muốn san tất cả thanh bình địa lực sát thương mạnh nhất khi lò vỡ chính là màn sương mù năm màu những nơi sương mù đi qua hầu như không còn một ngọn cỏ. Trong lò đan ẩn chứa một loại dược lực quái dị, mà ngay cả bản thân Bạch Tiêu Thuần cũng không biết rõ. Ngay cả những hồn tu cũng phun máu, vội vàng rút lui, cả man hoang thảm đạm. Tác hại của bốn lò đan này quá lớn, không chỉ số lượng lớn thổ dân bị chúng diệt sát, mà còn tác động lên những người còn sống. Họ đã bị những lò đan này diệt đi chiến ý, diệt đi quyết tâm chiến đấu. Ai nấy chỉ còn biết cuống cuồng chạy lùi về sau, trong mắt họ chỉ còn sợ hãi sợ hãi và mờ mịt, không sao tin được. bạch bạch ma. các thổ dân loạn cả lên, nhìn về phía bạch tiểu thuần trên trường thành đầy sợ hãi. không chỉ có thổ dân, mà ngay cả tu sĩ ngũ đại quân đoàn cũng vô thức ngừng thở. sự kính sợ dành cho bạch tiểu thuần đã lên tới cực hạn. nổ lô là hắn làm ra, tụ hồn đan là hắn luyện, những mặt trời nhỏ dữ dằn khủng bố này cũng là từ tay quán mà có. lần nào cũng tạo nên hiệu quả kinh người. Khi tất cả tiêu tán Khu vực chiến trường kia đã trở thành trống trơn Trên mặt đất chỉ còn lại bốn cái hố sâu Và 6 phế lô chưa nổ được Cả chiến trường chìm trong một lĩnh mịch Một cách quỷ dị Cả hai thiên nhân đang chiến đấu Đám bạch lân và thân hồn luyện hồn sư Cả hai phe địch ta đều xứng giả Chìm đắm trong những tiếng nổ bạo liệt Vẫn còn vang vọng trong đồng Lão giả dưới hình ngũ giác Do năm tiết đàn tạo thành Run run mở mắt Nhìn về phía chiến trường Sau đó ngừng lên Nhìn hai thiên nhân đang giao chiến trên cao Im lặng một lát Rồi quay sang nhìn về phía bạch tiểu thuần trên trường thành Cái nhìn này Như muốn nhìn thấu từ trong ra ngoài Con người của bạch tiểu thuần Bạch tiểu thuần ngơ ngác há to miệng Hít sâu mấy lần Nhìn chiến trường mặt khép phía Chiến công của hắn đang bay lên Với một tốc độ kinh người Ta sẽ trở thành thiên phu trường Bạch tiểu thuần không nén được kích động Đột nhiên Từ trên dạng mây mò máu trên cao một ánh mắt chiều xuống. Một màng huyết vụ từ trên giọng mây, màu máu chóc ra bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Chính là nữ tử áo đỏ kia ra tay, định giết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Trần Hạ Thiên làm sao đồng ý? Lão cười to, vùng tay ra cản. Bạch Tiểu Thuần sợ run, lại thấy những đại tù trưởng ở phía xa ở dưới kia cũng đang ném những ánh mắt dữ tợn điên cuồng về phía mình. Sao... Sao đều nhìn vào ta? Hay, nguy hiểm quá. Ta nên lẹ chạy về thôi Bạch Tiểu Thuần căng thẳng Quyết định lùi về Nhưng trên trời cao Đã vang lên một tiếng nổ to Phía trên lão giả áo đen Khoảng không gian do năm thế đàn tạo ra Đã hoàn toàn tàn vỡ Một tiếng gào dầu dĩ to lớn Từ trong những cái khe đó vọng ra Những bàn tay quỷ thi nhau thò ra ngoài Túm lấy lão giả áo đen Túm vào trong khe Lão giả áo đen không hề phản kháng Để mặc mình bị túm vào sau đó trong khe vang lên tiếng cắn xé nhai nuốt một màn này cực kỳ quỷ dị khiến tất cả tu sĩ đều ngơ ngác mà nhìn bạch tiểu thuần trường to mắt nhìn khoảng không gian ngũ sắc kia nứt vỡ trong lòng cảm thấy rất không ổn vội vàng rời khỏi trường thành nhưng hắn còn chưa kịp đi thì cái khe ấy đã xé rộng ra lộ ra một miệng cực to cự nhân này quá lớn không thể chui ra khỏi cái khe này được chỉ lộ ra được một cái miệng của mình mình mà thôi cái miệng này màu xanh hai hàm răng đen kịt, phía trên vẫn còn dính máu thịt, thò ra một lỗ hồng gào lên. Đói, đói quá. Cái miệng hướng về phía trường thành, hút một cái. Trời đất tối sầm hẳn đi, đất trời vặn vẹo, một luồng lực hút cực mạnh xuất hiện. Ngay cả màn sáng trận pháp cũng không thể cản nổi. Tu sĩ ngũ đại quân đoàn đang hoảng hốt nhận ra cơ thể họ đang bị hút bay lên không. Hơn phân nửa tu sĩ trên trường thành. Đã bị hút về phía cái miệng to đó Bạch Tiểu Thuần không thể lùi lại được nữa Hắn bị lùi hút kia hút ra ngoài trường thành Bay về phía cái miệng rộng Đừng, đừng mà Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết Hắn trơ mắt nhìn mình và biết bao nhiêu người khác Bị hút tới cái miệng kia Hắn nhìn thấy nhiều tu sĩ bay tới đó Bị cái miệng kia cắn nhai Máu thịt tung tóe Tất cả tu sĩ bị hút ra Đều dùng đủ cách để chống trả được hút Nào thi triển bí thuật nào dùng trọng bảo cả phối hợp với nhau dùng đồ loại mọi tuyệt chiêu bọn họ có được ta không thể qua đó bạch tiểu thuần hét lên thông thiên pháp nhãn mở ra một luồng chấn động đi được mạnh mẽ bắn ra nhưng không ghi được tác dụng gì bạch tiểu thuần sốt ruột tay vội bấm pháp quyết đập mạnh vào ngực gầm lên nhân sơn quyết cơ thể của bạch tiểu thuần bành to ra cơ thể hắn biến mất Thay vào đó là một người đá rất to Người đá này to cả trăm trưởng Như một ngọn núi nhỏ Có lẽ nhờ vậy mà sức nặng của nó tăng vọt Khiến nó chống lại được lực hút Hạ mạnh xuống đất Mặt của người đá chính là mặt của Bạch Tiểu Thuần Hắn đấm mạnh cả hai tay xuống đất Hắn đã dùng hết sức lực của mình Dù lực hút kia có mạnh mẽ Vẫn cố gắng ghim cơ thể mình lại Cắm xuống đất Cũng may lực hút này không kéo dài lâu Chỉ chừng 10 lần hít thở cái miệng to kia đã từ từ khép lại Chắc là Là dành thời gian để tiêu hóa những đồ ăn mới nuốt vào Cái khe cũng nhỏ dần lại Bạch Tiểu Thuần thoát ra khỏi trạng thái nhân sơn quyết Đứng sững tại chỗ Rôn rôn hít thở Thành công chống cự lực hút của cái miệng to Không chỉ là một mình Bạch Tiểu Thuần Nhưng mọi người còn chưa kịp thở vào may mắn Thì đã phải giật thoát Vì xung quanh họ chính là những đôi mắt tham lam Của các ngự nhân man hoàng những tù sĩ này bị lực hút của cái miệng kia Hút ra khỏi trận pháp Nhanh quay về Quân chủ và vạn phu trưởng ngũ đại quân Gần đó gầm vang Cặp mắt vĩ đại trên tháp cao không ngừng chiếu xạ Màn sáng trận pháp cũng vội vàng lan ra Muốn nhanh chóng bày thứ bảo vệ cho những tù sĩ kia Số tù sĩ bị hút ra Ít nhất cũng có chừng 20 vạn tù sĩ Bọn họ bị phân tán trên chiến trường Ngay giữa họ và màn sáng trận pháp Chính là rất nhiều cự nhân thổ dân Cơ bản là không thể nào trở về được Giết chúng Các đại tù trưởng gầm lên Mấy chục vạn thổ dân đồng thời ra tay Vây quanh chặt đứt đường về Bạch Tiểu Thuần tái mặt Nhìn quanh mà khóc không ra nước mắt Bạch Ma ở đây Giết Bạch Ma <laughs> Bạch Ma là của ta Hắn là của ta Ta phải ăn hắn Ta Ta biết đầu lĩnh của các ngươi Bạch Tiểu Thuần buồn rầu nói Ta là của chính ta không phải là của các người kẻ nào muốn tà chết kẻ đó sẽ phải hối hận bạch tiêu thuần đầy sinh ác độc hắn vỗ túi chữ vật những chiếc áo giáp bay ra bạch tiêu thuần dùng tốc độ nhanh nhất mặc một đống áo giáp lên người phi kiếm pháp bào ào ảo bay ra xung quanh người hắn vô cùng khí thế chưa hết bạch tiêu thuần lại lấy ra rất nhiều phù văn hắn dán tất cả lên người nói thì chậm nhưng mà xảy ra thì nhanh bạch tiêu thuần võ trang vừa xong thì hơn 10 người thổ dân cự nhân đã vào tới Mọi người này đều có tu vi tương đương với kết đàn Nhưng tầng phòng hộ trên người Bạch Tiểu Thuần quá mạnh mẽ Họ cơ bản không phá vỡ được Lại còn bị chấn ra Phun máu Một màn này khiến cho đám thổ dân đang tiếp tục chạy tới háo miệng Chết tiệt Hắn mặc có hơn 10 cái áo giáp Hắn hắn làm sao mặc được như vậy Đám phủ văn đó Cái nào cũng rất là đắt Mà hắn lại dán trên người cả ngàn cái Trời đất Hắn là một cái túi chữ vật sống Bạch Tâu Thuần hít sâu, cố lấy dũng khí, dùng hết sức xông thẳng về phía những cự nhân mới bị án đẩy lùi. Các ngươi, các người đã khinh thường quá mức rồi. Bạch Tâu Thuần giống to, đừng thấy hắn mặc bộ đồng áo giáp, quanh người đầy là pháp bảo phi kiếm, phù văn dán chặt trên người, dậm dạp chẳng chịt, không dưới mấy nghìn. Mà tưởng cứ công kênh nặng nề, tốc độ hắn không chậm tí nào, mà vừa xông tới, đã hất bay một cự nhân gần nhất. Thổ dân bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay ra xa Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải Bấm niệm pháp quyết Hơn mười thanh phi kiếm xung quanh hắn Dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đám thổ dân xung quanh Bạch Tiểu Thuần không cho thổ dân cơ hội phản ứng Chỉ trong nhé mắt Có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên Phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần Đã chém thổ dân thành mây gói Những thổ dân này Cho đến lúc chết vẫn không thể tự bảo Bạch Tiểu Thuần không do dự sông lên Hắn như là cự long xông vào đám thổ dân Tới lúc gần một thổ dân liền vận dụng phi kiếm chém tới Tên thổ dân muốn né tránh Nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh Nên không kịp tránh né Hắn kêu thảm thiết và đầu lâu bay lên cao Cùng lúc đó Các thổ dân khác lục tục tới gần Cũng đồng loạt bay ra Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu Nâng tay đánh thẳng vào mặt đất Trong tiếng nổ vang Mặt đất chấn động rất mạnh Phong bạo càn quét xung quanh Sắc mặt của đám cự dân biến hóa bạch tiêu thuần dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần vừa rồi vượt qua mấy chục thổ dân Dầm một tiếng tiếng nổ rung trời có lẽ hình ảnh này không là gì so với cả chiến trường nhưng bạch tiêu thuần lại là chiến thần trong khu vực quán mặc cho vài chục thổ dân ngăn cản như thế nào thì cũng không thể ngăn cản hắn lại nhưng chiến trường có quá nhiều thổ dân xung quanh hắn lại xuất hiện mấy trăm thổ dân giết tới gần rất nhiều công kích đánh vào trong phòng hộ trên người của bạch tiêu thuần từng tầng phòng hộ sụp đổ thân thể hắn chấn động, ánh mắt đỏ thẫm và càng ngày càng điên cuồng hơn trước. Các người khi dễ người quá, nhiều người khi dễ một mình ta. Bạch Tiểu Thuần vừa xông lên, vừa gào thét. Hắn như sao băng nện thẳng vào ngực của thổ dân. Sau khi đánh bay thổ dân, lại phát hiện có mấy trăm thổ dân vây quanh tầng tầng và ra tay về hắn. Khí thế cực kỳ kinh người. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn đừng tay trái vỗ tối chứa vật mang ra rất nhiều đan dược. Những đàn dược kia bay xung quanh và nổ tung Sương mù mê huyễn dung nhập vào thân thể của đám thổ dân Bọn chúng làm các hành động cổ quái Bạch Tiểu Thuần muộn nhờ cơ hội này Mà thoát ra khỏi vòng vây Và lúc hắn lao ra Lại có vài trăm thổ dân cự nhân đào tới Mỗi một tên đều có sát khí kinh thiền Thậm chí có hơn 10 thổ dân lúc tới gần hắn liền tự bạo Đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần mang theo kinh hãi Hắn muốn né tránh nhưng không kịp Hơn 10 thổ dân cự nhân Đồng thời tự bạo dấu uy lực kinh người rất nhiều dung dịch ăn mòn bắn ra xung quanh. Sắc mặt của Bạch Tiêu Thuần biến hóa, rất nhiều tầng phòng ngự ở trên ngoài thân thể hắn sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ lực lượng trùng kích xông lên phía trước, thoát khỏi vòng vây. Bởi vì chiến trường quá lớn, khoảng cách màn sáng trận pháp quá xa, dù tốc độ của Bạch Tiêu Thuần nhanh hơn cũng không thể thoát ra ngoài. Hắn dừng lại và phát hiện xung quanh lại xuất hiện vài trăm thổ dân ngăn cản đường đi. Bạch Ma, người chết chắc rồi. Ta muốn ăn ngươi Thổ dân xung quanh gào thét Bọn chúng sinh ra sát ý kinh người Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run rẩy Ánh mắt càng điên cuồng hơn trước Hắn nâng tay phải Điều động ba pháp bảo bay về phía trước và tự bảo Pháp bảo tự bảo uy lực kinh người Trong tiếng nổ vang Đã có mấy trăm thổ dân tàn nát Không chờ Bạch Tiểu Thuần tiếp tục bỏ chạy Lại có mấy trăm thổ dân lao đến đắp chỗ trống Bọn chúng muốn dùng phương thức hao tồn Bạch Tiểu Thuần tới chết trăm đại tu trường thổ dân đều đồng ý sử dụng phương thức như vậy bọn chúng cười lạnh biết rõ bạch tiểu thuần không có gì ngoài ý muốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ thậm chí có mấy đại tu trường rời khỏi khu vực đang đứng tiến về phía bạch tiểu thuần các đại tu trường khác cũng tản ra đánh chết cường giả và thiên phu trường năm đại quân đoàn cả chiến trường vô cùng hỗn loạn trần hạ thiên trên bầu trời sốt ruột thủ đoạn chiến tranh như vậy chưa từng xuất hiện bao giờ Lần này xuất hiện nên hắn không kịp trở tay, hắn cũng không thể làm gì bởi vì đã có nữ tử áo đỏ ngăn cản nên hắn bền khó dịch chuyển cản khôn. Đám người bạch lân và đa số vạn phu trường đang ở trong trận pháp nhưng địch nhân của bọn họ là thần hồn luyện sư cường đại. Chiến đấu vô cùng hung hiểm nên không thể phân tâm. Trong thời gian ngắn cuộc chiến đã biến hóa kinh người, thi thoảng có tu sĩ thoát khỏi vòng vây trở về với màn sáng mới dám thở ra một hơi. Bởi vì có hơn hai chục vạn tu sĩ năm đại quân đoàn phân tán các nơi, người trở về chỉ là số ít. Chiến tranh dùng phương thức máu tanh thảm thiết nhộm đỏ mặt đất. Bạch Tiêu Thuần gào to, cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, từng tấc huyết nhục trên người hắn như đang gào thét. Thổ dân không ngừng vây quanh người hắn. Bạch Tiêu Thuần nảy sinh ác độc, hắn vận dụng hàn ý ở trong người mình. Từ khi giao chiến tới hiện tại, hắn tuy mạnh mẽ hung hãn, nhưng chỉ sử dụng lực lượng thân thể mà thôi Dù sao Đây cũng là ngoài trường thành Không thể cảm nhận linh lực Thi truyền thuật pháp Nhưng không thể bổ sung Linh lực hao tổn rất nhanh Một khi khô kiệt Chờ đợi hắn chính là tử vong Cho nên muốn sử dụng linh lực Cũng phải chờ tới lúc mấu chốt nhất Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái Hắn dứt khoát điều động ba thanh pháp bào Bên ngoài thân thể nổ tung Tiếng nổ dung chuyển trời đất xuất hiện Thổ dân bốn phía trọng thương Bay xa trong ánh mắt của bọn chúng chỉ còn hung tàn và khát máu chúng không rút lui mà là tiến lên tự bạo thanh âm tự bạo vang lên liên tục mấy chục thổ dân tự bạo tác động lên màn sáng phòng ngự xung quanh người của bạch tiểu thuần cũng không bao lâu tất cả màn sáng đều sụp đổ những áo giáp kia không thể trèo trống bao nhiêu thời gian bạch tiểu thuần mượn nhờ lực lượng pháp bảo tự bạo thoát khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp áo giáp trên người hắn cũng tàn đắt phía sau hắn là một đám thi thể bởi vì Bạch Tiểu Thuần cường hãn và điên cuồng Cho nên tâm thần đám thù dân phía sau Sinh ra dao động Bọn chúng đều bị Bạch Tiểu Thuần trấn nhiếp Bạch ma Lực lượng của một mình hắn Giết chết rất nhiều người của chúng ta như vậy Đáng chết Tên này không chỉ luyện dược kinh người Mà ngay cả chiến lược cũng như thế Giữ lại không được Ta nhất định phải ăn hắn Chẳng qua hắn có nhiều phòng hộ mà thôi Hiện tại hắn cũng không có thứ gì bảo hộ Hắn phải chết Thổ dân xung quanh gào thét liên tục. Có ba thổ dân thân thể cao lớn hơn những thổ dân vây quanh, dùng ánh mắt hung tàn nhìn Bạch Tiêu Thuần. Ba thổ dân dùng lực lượng khủng khiếp tấn công hắn. Sắc mặt Bạch Tiêu Thuần tái nhợt như tờ giấy. Hắn đang thở hồng hộc và nhìn thổ dân bốn phía như thủy triều ập tới, dường như thổ dân giết không thể hết. Nghe bọn chúng gào rú và máu tươi trong miệng chúng chảy ra ngoài, đôi mắt Bạch Tiêu Thuần đỏ rực như máu. Không có phòng hộ, các người cho rằng có thể thuận lợi giết ta sao bạch tiêu thuần cười cười nụ cười mang theo khinh thường và điên cuồng hắn đã bất chấp giá nào hãy biết rõ nếu ở lại nơi đây sẽ rơi vào cảnh kiều tử nhất sinh nếu không dốc hết sức liệu mạng thì chẳng thể sống sót lao ra ngoài trong tiếng cười điên cuồng bạch tiêu thuần đứng thẳng lực lượng thân thể cường đại bộc phát tạo thành phong bạo càn quét bốn phía làn da quán biến thành bầu vàng sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh kim cương Hai chân và hai tay xuất hiện vô số vụ văn Giống cấm chế Bất tử trường sinh công bộc phát toàn diện Vào lúc lực lượng bùng nổ Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu Nhìn lên phía trước Một bước vừa chạm đất Đã sử dụng thần thông hám sơn trạng Hắn lao thẳng vào một tên cự nhân Trong ba cự nhân đang lao tới Tốc độ quá nhanh Tiếng xe gió vừa vang lên Thân thể của Bạch Tiểu Thuần đã hóa thành tàn ảnh Đụng thẳng vào người thổ dân cao lớn Tên thổ dân này y vào lực lượng thân thể cường đại Cho nên xem thường Lúc phát hiện Bạch Tiểu Thuần sắp va chạm với mình Hắn không né tránh Không chờ hắn kịp suy nghĩ Thân thể của hắn đã bị Bạch Tiểu Thuần đụng bay Âm thanh xương cốt vỡ vụn kèn két vàng lên Tên thổ dân kêu lên thảm thiết Không chờ thân thể hắn kịp chạm đất Đã nổ tung thành huyết nhục Hắn bị Bạch Tiểu Thuần va chạm Thần hình câu diệt Sau khi diệt thổ dân cự nhân trước mặt Bạch Tiểu Thuần quay người nhìn sang hai thổ dân cự nhân phía sau đang lao tới. Trong mắt bọn chúng mang theo sát ý muốn giả tay. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh và nâng tay phải lên. Hắn mặc đối thủ đánh một quyền vào ngực mình, hắn giơ tay phải lên như tia chớp bóp ít hầu của tên thổ dân. Tay của Bạch Tiểu Thuần bóp ít hầu thổ dân nhưng không thể bóp chặt được. Hắn chỉ có thể dồn lực hủy diệt vào hai ngón tay sau đó bóp nát ít hầu. Hắc khí bao phủ khắp toàn thân thổ dân, những nơi đi qua làm xương cốt thổ dân võ bột đây là toái hầu tòa vẫn chưa chấm dứt sau khi chấm dứt hai thổ dân bạch tiêu thuần nâng chân phải đá ra phía sau tên thổ dân thứ ba sau lưng vung trường kiếm chấm vào người hắn chân của bạch tiêu thuần vừa chạm với trường kiếm đối phương thanh âm răng rắc vàng lên trường kiếm sụp đổ tay của tên thổ dân cũng bị chân phải của bạch tiêu thuần đá trúng oanh một tiếng tên thổ dân kêu lên thảm thiết tay phải huyết nhục mơ hồ Toàn thân hắn sinh ra từng tia hắc khí Dường như đã bị phong ấn Phong ấn có tác dụng gây thống khổ không cách nào hình dung Thân thể thổ dân run dày Hắn kêu thảm thiết Không ngờ đau đớn tới mức quỳ xuống ôm chặt toàn thân Đây là bất tử cấm Còn ai muốn chết nữa không? Bỗng nhìn Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại Đạp lên cánh tay tên thổ dân đang quỳ đạp xuống đất Trên người của Bạch Tiểu Thuần sinh ra sát khí kinh thiên Tóc dài phất phơ dù quần áo tồn hại lộ một nửa làn da màu vàng hắn giống như chiến thần đứng giữa chiến trường ánh mắt hắn bằng theo điên cuồng và hung thản hắn nhìn chằm chằm thổ dân bốn phía đám thổ dân bị hắn nhìn không dám sồng lên thân thể run rẩy liên tục lui ra sau ngay cả thở cũng không dám thở mạnh bọn chúng sợ hãi khi nhìn bạch tiểu thuần bọn chúng tận mắt nhìn tình cảnh vây giết và lực lượng chiến đấu khủng bố của bạch tiểu thuần hắn đã đánh chết hơn ngàn thổ dân cho dù mượn nhờ lực lượng phòng hộ và pháp bảo tự bạo nhưng trước mặt của bạch tiểu thuần không dùng bất cứ phòng ngự nào vẫn đánh chết ba người lực trùng kích việc này quá lớn tiếng quát quán quanh quẩn đám thổ dân xung quanh không dám nói lời nào đánh chết ba thổ dân cự nhân hình như là gọn gàng nhưng đối với bạch tiểu thuần mà nói lại là rất vất vả ba người kia không phải thổ dân bình thường tu vì có thể sánh ngang với kết đan đại viên mãn chỉ còn cách nguyên anh nửa bước mà thôi bạch tiểu thuần vận dụng bất tử trường sinh công có tác dụng mấu chốt trong trận đấu không nói thứ khác chỉ sức khôi phục giúp bạch tiêu thuần chiến đấu rất lâu rồi hắn mượn nhờ lực chấn nhất từ việc giết ba thủ dân trước mặt bạch tiêu thuần nhìn như uy vũ nhưng trên thực tế toàn thân đang buông lỏng hắn đang thừa cơ khôi phục sức khỏe ta tới vào lúc này có một tiếng thét vang lên tiếng thét từ phía sau đám thổ dân truyền tới mặt đất chấn động vài cái bạch tiêu thuần ngẩng đầu nhìn lên đã phát hiện thổ dân cự nhân cao trăm trượng xuất hiện. Thổ dân kia mặc y phục lồng thú.Tên thổ dân cự nhân tóc tai bù xù, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trên mặt có không ít vết sẹo, nhìn mà giật mình nhưng vô cùng tàn bạo. Lúc hắn quát lớn, thân thể chạy như điên, những nơi đi qua tất cả thổ dân đều sợ hãi né tránh, một ít không tránh kịp đã bị đá bay đi xa. Khi cự nhân xuất hiện, đám thổ dân xung quanh hương phấn giống to chợ uỷ choán Bạch Tiêu Thuần hãi hùng khép vía, hắn không biết thổ dân xung quanh hồ có phải là tên của cự nhân hay không. Cho dù thế nào thì cái tên cự nhân này cũng là cao thủ bên phía màn hoàng. Từ hình thể và uy vọng của hắn có thể phát hiện đây là một thủ lĩnh. Bạch Tiêu Thuần nhìn cự nhân lao về phía mình, ánh mắt cự nhân mang theo một tia tàn nhẫn tới gần Bạch Tiêu Thuần. Hắn nâng một cướp đạp mạnh vào người của Bạch Tiêu Thuần. Chết đi cho ta! Không nói bàn chân to nhỏ Chỉ tốc độ cũng vô cùng kinh người Tiếng xe gió vang lên Còn mang theo cả lực lượng thân thể cường đại Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mở to quan sát tất cả Hắn biết mình không thể né tránh Một khi né tránh lực chân nhiếp Đám thổ dân xung quanh sẽ biến mất Bọn chúng sẽ tiếp tục vây công mình Là người chết đấy Nguy cơ trước mắt Bạch Tiểu Thuần tức giận ngập trời Hắn giống to một tiếng Điên cuồng Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên cũng không né tránh đánh một quyền vào cự nhân nhìn từ xa phát hiện tình cảnh này vô cùng buồn cười cự nhân cao hơn trăm trượng bàn chân lớn như ngọn núi nhỏ bản thân của bạch tiểu thuần thì trong mắt cự nhân không khác gì là con kiến không ngờ cái con kiến này lại dám dùng nắm đấm ngăn cản công kích dầm một tiếng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bầu trời như sắp sụp đổ tiếng đồ lớn vang vọng cả chiến trường cho dù các chiến trường ngàn dặm cũng có thể nghe rõ sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng dưới vụ nổ mạnh nắm đấm của bạch tiểu thuần va chạm với bàn chân cự nhân toàn thân của bạch tiểu thuần chấn động dữ dội hắn cảm thấy lực lượng khủng khiếp lan truyền khắp thân làn ra, xương cốt thậm chí mỗi tấc huyết nhục bạch tiểu thuần đang run rẩy mạnh dường như sinh cơ sắp bị hủy diệt thân thể tan vỡ không còn hình dáng ta không thể chết ở đây bạch tiểu thuần gào thét trong người hắn bộc phát lực lượng vô cùng vô tận chống đỡ hắn không ngờ huyết nhục toàn thân hắn dung hợp tạo thành một lực lượng khổng lồ phản kích cự nhân chết 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 đi bạch tiểu thuần giống to hắn lại xuất một quyền quyền này ẩn chứa lực lượng bất tử bì bất tử kim cương bất tử cân hắc quang bao phủ nắm đấm va chạm với bàn chân cự nhân một tiếng nổ khủng khiếp sinh ra thân thể của thổ dân cao hơn trăm trượng run rẩy hắn gào thiết thảm thiết đùi phải hóa thành huyết vụ tất cả huyết nhục sụp đổ ngay cả xương cốt cũng biến thành cho bụi hắc màng không ngừng khuếch tán bao phủ cự nhân cao trăm trượng chân trái thân thể hai tay đầu của hắn đều trong nháy mắt bị hắc quang đánh thành huyết vụ huyết vụ bay tung tóe như mưa tên thổ dân còn rên gì dưới chân bạch tiểu thuần đã sớm bị được trùng kích hình thần câu diệt phạm vi trăm trượng xung quanh bạch tiểu thuần không còn tên thổ dân nào khác xung quanh yên tĩnh tâm thần rung động đám thổ dân xung quanh có cảm giác bị cây búa nện thẳng vào đầu bọn chúng không dám tin vào mắt mình cảm giác sợ hãi lan tràn ra khắp toàn thân chết tại tại sao lại có thể như vậy khôi đấy hắn là khôi đấy lực lượng vô cùng lớn hắn thất bại cũng bỏ đi không ngờ một quyền của bạch ma đã đánh chết hắn hình thần câu diệt điều này sao có thể chứ trời ơi rốt cuộc bạch ma này là thánh tộc hay là chúng ta là thánh tộc lực lượng thân thể vừa rồi đám thổ dân xung quanh run rẩy ánh mắt sợ hãi nhìn bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần đã chứng minh hắn không dựa vào phòng hộ mà là dựa vào lực lượng cường đại đánh chết khôi nổi danh lực lượng vô cùng huyết vụ rơi trên người đám thổ dân xung quanh nội tâm của bọn chúng không còn chút chiến ý thân ảnh dưới huyết vụ chính là ác mộng lớn nhất trên đời đứng trong huyết vụ thân thể của bạch tiểu thuần không quan tâm lực át mòn hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám thổ dân đứng xung quanh còn ai muốn chết nữa không Các thổ dân trầm mặc Không nói nhiều Tiếng hít thở dồn dập Ánh mắt sợ hãi đến tận cùng Còn ai muốn chết không Sát khí trên người của Bạch Tiểu Thuần bộc phát dữ dội Hắn đi vài bước và hét lớn lần nữa Sắc mặt đám thổ dân xung quanh tái nhợt Lùi ra phía sau vài bước Muốn giết Bạch Tiểu Thuần ta Ta hỏi các ngươi Còn ai muốn chết không Bạch Tiểu Thuần giống to Giọng nói quán vượt qua cả thiên đồi quanh quẩn tứ phương Truyền khắp non nửa chiến trường Tiếng thét cũng lọt vào tay các thổ dân Và tu sĩ khổ chiến nơi xa Tất cả tu sĩ nghe câu này Liền chấn động mạnh Bọn họ có sắc mặt khác nhau Khi nhìn sang khu vực Bạch Tiểu Thuần đang đứng Tuyệt đại bộ phận tu sĩ cắn răng Tiến tới gần Bạch Tiểu Thuần Các tu sĩ năm đại quân đoàn tán tác khắp chiến trường Lục tục xuất hiện Bọn họ ai cũng có thường thế và chật vật lúc tới gần đám thổ dân cũng không phát hiện tên thổ dân nào dám ra ngăn cản xung quanh bạch tiêu thuần xuất hiện mấy trăm tù sĩ sau khi nhìn thấy bạch tiêu thuần trước mặt bọn họ phát hiện xung quanh đều là thi thể thổ dân cảnh tượng vô cùng thảm thiết nhìn mà giật mình tâm thần chấn động khi phát hiện bạch tiêu thuần không khác gì chính thần tham kiến bạch đại sư tham kiến bạch đại sư tiếng nói quanh quần vang theo rung động khó có thể hình dung cho dù là số bọn họ mới gặp Bạch Tiểu Thuần lần đầu Nhưng cũng vô cùng kính nể hành động quán Lúc này tu sĩ xung quanh đều phát hiện thổ dân đang khiếp vía Nên không ngăn trở Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương Tâm thần không ngừng rung động Hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt Nhiều người lực lượng lớn Bạch Tiểu Thuần nghĩ như thế Sắc mặt biến thành lạnh đồng Khi thế trên người lan tràn ra ngoài Hắn vùng tay lên cao khét lớn Đi Ta mang các người quay về trường thành Chỉ là một câu Nhưng nháy mắt đã đánh động tâm thần vô số tù sĩ xung quanh Bọn họ đều nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần Trong chiến trường mờ mịt bất lực Nhìn xung quanh chỉ toàn là thổ dân Trong lúc kiều tử nhất sinh Bọn họ nhìn thấy hy vọng Một tia hy vọng quay về trường thành Bọn họ cũng hiểu đây chỉ là hy vọng vô cùng xa vời Nhất là nhìn những đồng bạn xung quanh Không ngừng tử vong Càng nhiều như vậy Trước mắt có người đứng ra nói cho bọn họ biết Hắn muốn dẫn mọi người quay về trường thành Mà người này có thể làm được Thậm chí còn làm thủ dân sợ ái Thậm chí hô một tiếng Làm cả đời bọn họ không bao giờ quên Tâm thần rung động khó có thể hình dung được Còn ai muốn chết không? Những lời này ăn sâu vào tâm thần các tù sĩ Bọn họ hô hấp dồn dập Không phải là do khẩn trương Mà là do kích động khó nói thành lời Bọn họ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần lục tục quay đầu thủ hộ xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt của bọn họ mang theo khát vọng và sinh mệnh, khát vọng cuộc sống. Đi, ai ngăn cản chúng ta, chúng ta giết chết. Đi, hô tỏ lên, dẫn nhiều tu sĩ cùng trở về trường thành. Đi, chỉ sợ chúng ta cuối cùng không thể về trường thành, nhưng chúng ta muốn cả man hoàng biết quyết tâm của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần giống to, mấy trăm tu sĩ xung quanh giống như người chết đuối bắt được cọc rơm cuối cùng. Ánh mắt của bọn hắn đỏ rực Đi Bạch Tiểu Thuần cố vũ tinh thần Xong liền phất tay Hắn cắn răng xung phong về phía trước Chỉ có như vậy mới có thể hình thành được lực ảnh hưởng mạnh nhất Mới kích thích được quyết tâm muốn sống của mọi người Sau khi vung tay Hắn liền bay thẳng về phía màn sáng trận pháp Đi Đi Từng tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa Mấy trăm tu sĩ cùng bộc phát lực lượng Túm tụm xung quanh Bạch Tiểu Thuần lao như mũi tên Bọn họ giết trở về trưởng thành Những nơi bọn họ đi qua Đám thổ dân không ngừng lui ra sau Dù sao biết rõ không địch lại đám người Đã có quyết tâm tử vong Là chuyện ngu xuẩn Nhất là nhìn thấy bạch tiều thuần hung tàn Thổ dân càng là như vậy Thổ dân là một đám người hung hãn không sợ chết Bình thường chỉ cần đại tu trường ra lệnh Là sẽ lao ra tới chịu chết Thề phải diệt sát đối thủ Nhưng hiện tại Không có kẻ nào dám sông lên Bọn chúng bỏ mặc mấy trăm tu sĩ giết trở về Nhất là Bạch Tiểu Thuần đang đi tiền phòng Hắn dùng lực lượng thân thể của mình mở đường máu Hoàn toàn không sử dụng pháp thuật tấn công Bởi vì hắn sợ hãi Hắn cảm thấy nơi này không có ít người giết được mình Linh lực sẽ trở thành đòn sát thù cuối cùng nhất Cũng may Bất từ trường sinh công có sức khôi phục kinh người Vì thế hắn mang theo mấy trăm tu sĩ Quay trở về màn sáng trận pháp Trên đường quay trở về Thế như trẻ che Sở dĩ thế công sắc bén như vậy cũng là do mấy trăm người đang vào trong thời khắc tuyệt vọng Cho dù là trả giá tất cả Ngày sau đó ngã xuống cũng cam lòng Bọn họ không cho phép bất cứ ai Dành cộng dơm cứu mạng của mình Tiếng đồ mạnh kinh thiên Tiếng chém giết vang vọng khắp chiến trường Bọn họ vừa tiến về phía trước vừa hô to Còn ai muốn chết Các đạo hữu năm đại quân đoàn Chúng ta mang các ngươi trở về nhà Lời này không ngừng truyền khắp nơi Truyền khắp bốn phương tám hướng càng không ngừng có tu sĩ dãy rủa khỏi các đám thổ dân gia nhập một quân đoàn. Nhân số xung quanh bọn họ càng ngày càng nhiều, từ mấy trăm người biến thành mấy ngàn người. Quy mô mấy ngàn người vô cùng kinh khủng, thế công của bọn họ càng khủng khiếp hơn. Bọn họ không khác gì là con dao nhọn đâm thẳng vào chiến trường. Dù rất nhiều tu sĩ trong trường thành đã chú ý tới, ngay cả Trần Hạ Thiên trên bầu trời cũng nhìn xuống. Hắn kinh ngạc trước ý chí cầu sinh của bọn họ. Cặp mắt vĩ đại, toàn lực yểm hộ. Màn sáng trận pháp tiến về phía trước Tiếp ứng cho Bạch Tiểu Thuần Trần Hạ Thiên ra lệnh Đôi mắt vĩ đại trên tháp cao Tiếp tục bắn tia sáng ra ngoài Tia sáng thanh lý thổ dân Trên đường Bạch Tiểu Thuần tiến lên Màn sáng trận pháp dù vạn vẹo Cũng chậm chạp tiến về phía trước hướng Bạch Tiểu Thuần Đám đại tù trường các bộ lạc cũng phát hiện tình hình Giết kẻ này đi Đúng lúc này Nữ tử áo đỏ đang giao thủ với Trần Hạ Thiên đã lên tiếng Giọng nói của nàng lan ra khắp chiến trường Trần Hạ Thiên tức giận toàn được ra tay Nhưng không có tác dụng Chỉ thấy trên trăm thần hồn luyện hồn sư Và mấy ngàn hồn sư đều nhìn sang Trong đó Có một bộ phận hóa thành hào quang bay thẳng về phía đám người Bạch Tiểu Thuần Thân ảnh của bọn họ quỷ dị Tốc độ cực nhanh Cả đám đều là tuấn nam tuấn nữ Nhưng ánh mắt âm u Ẩn ẩn nhìn thấy hồn phách trong mắt bọn họ Trần Hạ Thiên ra lệnh Và cả mắt vĩ đại mở đường Ngay cả màn sáng trận pháp cũng tiếp ứng Bạch Tiêu Thuần nghe xong liền kích động, và lúc hắn kích động, lại nghe thấy tiếng quát của nữ tử áo đỏ. Ngay sau đó là đám hồn tu đang bay tới. Khinh người quá đáng! Bạch Tiêu Thuần sốt ruột, nội tâm càng tức giận, cảm giác nhìn thấy sinh cơ, nhưng bị người khác ngăn cản làm choán nổi giận. Các huynh đệ, tiêu diệt đám hồn tu, diệt bọn chúng quay trở về trường thành! Bạch Tiêu Thuần gào thét. Mấy ngàn tu sĩ xung quanh phát hiện tình hình và đồng loạt ra tay Những hồn tu kia không phải tiến lên một mình Lúc tới gần Không rõ đã dùng phương pháp gì bức bắt đám thổ dân đang rút lui tiến lên Ánh mắt thổ dân mất tiêu cử Và nổi điên như dã thú Bọn chúng liều mạng tấn công đám bạch tiêu thuần Cũng may Không phải là tất cả đám thổ dân đều bị hồn tu ảnh hưởng Chỉ có một phần thổ dân mà thôi Cho dù như thế Thì cũng tạo thành ảnh hưởng với bạch tiêu thuần Trong chớp mắt Các hồn tu đã tới gần Có không ít người tiến gần bạch tiểu thuần Đám thổ dân cự nhân liều mạng Ngăn cản mấy ngàn tu sĩ tiến lên Các bạn vừa nghe xong tập số 121 Của bộ truyện nhất điểm Vĩnh Hằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập 122 Hồn tu bay nhanh nhất Là một trung niên Thân thể hắn mơ hồ Và lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần Trong mắt hắn sinh ra hàn quang Và kết ẩn quyết một đám hoa diễm màu xanh lá xuất hiện trong tay hắn đánh thẳng mọi người của bạch tiểu thuần phía sau hắn có bảy tám hồn tu chậm hơn tới gần hiển nhiên là chỉ cần ngăn cản bạch tiểu thuần một hồ hấp như vậy công kích sau đó sẽ tiêu diệt bạch tiểu thuần hình thần câu diệt xa hơn có vài chục hồn tu đang tới gần bọn họ đang dùng tốc độ cao nhất thậm chí có không ít người tàn ra phong tỏa đường lui của bạch tiểu thuần muốn giết ta nguy cơ trước mắt ánh mắt của bạch tiểu thuần sinh ra một tia thần thái điên cuồng đối mặt với thế công của nam tử trung niên trước mặt, Bạch Tiêu Thuần không né tránh, ngược lại còn tiến tới đồng quy vô tận. Sau khi va chạm với tên hồn tu trung niên, tiếng nổ anh vang vọng khắp chiến trường. Khóe miệng Bạch Tiêu Thuần chảy máu nhưng không lùi. Hắn điên cuồng thi triển hắn sơm tràng, trực tiếp đụng bay tên hồn tu trung niên, sau đó tấn công đám hồn tu phía sau. Chiến đấu biến hóa đột ngột, ánh mắt của bảy tám hồn tu khác thường, ra tay không chút do dự. Bảy tám hồn long xuất hiện thôn phệ Bạch Tiêu Thuần đang chờ các ngươi bạch tiêu thuần gào thét ánh mắt hắn biến thành màu xanh ra trời chỉ trong nhèm mắt cả thiên địa bị hàn khí khủng bố bao phủ cơ thể bạch tiêu thuần sinh ra hàn khí kinh người hàn môn dưỡng niệm quyết mặc dù hàn khí chưa đạt tới chí hàn nhưng cũng gần như vậy sau khi hàn khí bộc phát bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh những nơi hàn khí đi qua thổ dân cũng tốt hồn tu cũng được thân thể bọn họ chấn động nhất là những thổ dân tận mắt nhìn thấy thân thể mình đóng băng sắc mặt đám hồn tu biến hóa kịch liệt. Tình hình đang diễn ra nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhất là những hồn tu ở gần Bạch Tiểu Thuần bị đông cứng thân thể, ngay cả tu vi cũng đóng băng. Trong nháy mắt phạm vi mấy ngàn trượng biến thành khu vực băng thiên tuyết địa, hàn băng bao trùm các nơi, hàn khí kinh người, thậm chí trên bầu trời còn có bông tuyết rơi xuống. Hiện tại tới phiền ta giết người. Bạch Tiểu Thuần quát lớn, hắn khẩn trương, hắn sợ hãi nhưng hắn không muốn chết. Nếu mình không muốn chết, thì hẳn chỉ có thể giết người Nơi đây đã thành hàn giới Xung quanh cái thế giới của Bạch Tiểu Thuần Trong nháy mắt Phạm vi mấy ngàn trượng biến thành hàn băng Thổ dân cũng tốt Hồn tu cũng được Chỉ trong thích tắc tâm thần Thân thể tu vi của bọn họ Đều đóng băng hoàn toàn Dưới Nguyên Anh không thể di động Cho dù là tu sĩ kết đan đại viên mãn Giả anh cảnh cũng như thế Tất cả thổ dân đứng xung quanh Sợ hãi không nhỏ Tâm thần hồn tu không ngừng dãy ruộng Thoát khỏi trói buộc dưới hàn khí đóng băng, bọn họ không thể thoát ra trong thời gian ngắn. Bạch Tiêu Thuần tiến lên phía trước một bước, hắn phất tay, đánh nổ thân thể tên hồn tu trung niên đứng trước mặt. Bảy tám hồn tu đang tấn công Bạch Tiêu Thuần hoảng hốt, bọn họ không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiêu Thuần tấn công mình mà thôi. Thanh âm nổ mạnh quanh quần bên tai, bảy tám hồn tu kết đan bị đánh nổ thân thể hóa thành huyết nhục đóng băng bay tứ tán ra xung quanh. Nơi này là thế giới của ta. Trong mắt Bạch Tiêu Thuần sinh ra một tia ác độc, Hắn nâng tay phải đấm vào mặt đất Hàn khí không ngừng lan ra xung quanh Lúc này không phải mấy ngàn trượng Trực tiếp đóng băng Phạm vi gần vạn trượng Hàn khí thượng hàn Sắp biến thành trí hàn Đóng băng mọi thứ trong phạm vi vạn trượng Bạch tiểu thuần thế như trẻ che Những nơi hắn đi qua Không ngừng đánh giết các hồn tu kết đan bị đóng băng Mọi việc diễn ra quá nhanh Bạch tiểu thuần tiến đến một bước Liền giết một hồn tu Đám thổ dân khiếp sợ không nhỏ đầu lâu bị đánh nổ tung. Bạch tiểu Thuần lao ra khỏi vòng vây, hắn bấm niệm pháp quyết, phá hủy thân thể hơn 10 hồn tu thế gần. Xung quanh có không ít thổ dân và hồn tu, bởi vì chỉ có thể mượn nhờ hàn khí chí hàn trong thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần không thể diệt sát toàn bộ đối thủ, thậm chí qua mấy hồ hấp, sau đã có hồn tu dễ dụa ra khỏi tuyệt vọng. Dường như tìm được một đường sinh cơ, thân thể bọn họ có thể hoạt động phạm vi nhỏ. Nhìn thế vậy, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó giang tay ra hai bên Hắn quát lớn Kính ảnh Lúc hai chữ này vừa rời khỏi miệng hắn Thì lập tức bao phủ phạm vi vạn trưởng Hơn 10 tấm gương lớn như thân người xuất hiện Sau khi tấm gương xuất thế Đã ngưng tụ thành hình hư ảnh Trong nhé mắt trong đó Có bạch tiêu thuần đi ra Giống như là phân thân 10 phân thân hàn kính chém giết bốn phía Tiếng bằng vỡ nát vàng lên Toàn thân thổ dân sụp đổ Từng hồn tu hình thần câu diệt Mặc dù còn sống nhưng thân thể hành động chậm chạp, tối đa chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết trước khi tử vong. Tiếng nổ vang mạnh, vang vọng bốn phương, trong phạm vi vạn trượng biến thành tu la địa ngục. Đáng tiếc, thần thông phạm vi lớn tiêu hao vô cùng khủng khiếp, mà thần thông ở thiên đại lục còn đỡ, bởi vì tại đó có linh khí bổ sung, bốn phía trong man hoang không có thiên địa linh khí, linh lực bản thân tiêu hao một ít, sẽ ít đi một ít. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng, thượng hàn đến cực hạn. Chỉ sử dụng trong dây lát Nhưng tiêu hao bảy thành linh lực trong người Cho nên Cả quá trình chỉ duy trì chừng mười hô hấp mà thôi Bạch Tiểu Thuần xông thẳng về phía trước Tay phải bấm niệm pháp quyết Băng hàn xung quanh nhanh chóng tàn biến Trong nhẹ mắt Hàn rơi biến mất Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên Một ít thân thể tan vỡ Không ít hồn tu và thổ dân chưa bị đóng bằng đều thét lớn Phạm vi vạn trượng Chỉ toàn là hình ảnh huyết nhục mơ hồ Mặt đất vô số thi thể Mấy trăm thổ dân tử vong Bảy tám chục hồn tu bị diệt sát Đám thổ dân và hồn tu xung quanh cảm thấy may mắn Vì mình không tiến vào phạm vi vạn trưởng Bọn họ sợ hãi không nhỏ Lúc ánh mắt nhìn về phía bạch tiểu thuần Còn mang theo khủng bố Chỉ sợ cả đời này bọn họ không quên được hình ảnh trước mắt Tại sao lại như vậy? Người này quá mạnh Hắn chỉ có tu vi kết đan Nhưng thực lực lại sánh ngang với Nguyên Anh Hắn diệt sát kết đan Như là nghiền nát con sâu cái kiến vậy Thổ dân và hồn tu màn hoàng xung quanh vô cùng xung động. Mặc dù đóng băng trong phạm vi vạn trượng, nhưng không gây thương tổn với tu sĩ năm đại quân đoàn. Dù vậy, bọn họ vẫn rất sợ hãi. Bọn họ hít thở không thông, lại nhìn xung quanh, sau đó mới nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt bọn họ mang theo cuồng nhiệt, thậm chí không ít người sinh ra thần sắc sùng bái. Mạnh được yếu thua, cường giả mới được người khác tôn trọng. Trong tu chân giới, càng phải như vậy. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã lập uy, hắn thành công Khắc thanh danh của mình vào sâu trong nội tâm của nhiều người Cùng ta giết ra ngoài Chúng ta quay về trường thành Bạch Tiểu Thuần hít thở hỗn loạn Hiện giờ hắn vô cùng mệt mỏi Tù vì hao phí hơn phần nửa Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn là gào thét Tù sĩ năm đại quân đoàn xung quanh Đồng đoạt đáp lại Cả đám người cùng vây quanh Bạch Tiểu Thuần Tiến thẳng về phía màn sáng Khi mọi người bảo vệ xung quanh mình Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi Rồi hắn tỏ ra mình vô cùng hung tàn Nhưng trên thực tế tim hắn đập nhanh hơn ai hết hắn sợ hãi thế nào cũng chưa có mình hắn biết rõ nhưng hắn cảm thấy mình không thể để lộ sợ hãi cho người khác thế cho nên mới trẻ giấu trước kia hắn làm quá nhiều lần cho nên không khác gì ngựa quên đường cũ lại lấy một bình linh dịch ra uống từng ngụ một thậm chí còn mang rất nhiều linh dịch chia cho các tu sĩ xung quanh bạch tiểu thuần âm thầm xuất ra một viên thần khư đan đặt vào trong lòng bàn tay chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thần khư đan mới là đòn sát thủ chính thức của hắn có viên thuốc này tất cả thương thế sẽ khôi phục lại ngay lập tức. Mặc dù linh lực không khôi phục, nhưng trong thú chứa vật quán có quá nhiều linh dịch. Từ đó tâm thần mọi người phấn chấn, càng hung hãn xung phong điều chết. Đám thổ dân và hồn tu không cách nào có thể ngăn cản. Mấy ngàn tu sĩ vây quanh bạch tiêu thuần chỉ còn cách màn sáng chừng ngàn trượng. Ở phương xa có mấy trăm hồn tu đang bay tới gần đám người bạch tiêu thuần. Thậm chí ở nơi xa hơn còn các đại tù trường bộc phát khí thích cường đại lao nhanh về phía trước. Bản thân bọn họ có chiến lược nguyên anh cặp bắt vĩ đại trên tháp cao chấp hành mệnh lệnh của trần hạ thiên cho nên bắn ra vô số đạo quang ngăn cản đám tu trưởng nguyên anh đến gần dù vậy vẫn có một ít người đến gần được số lượng đám hồn tu kết đàn quá nhiều từng cột sáng bắn ra cũng có sơ suất cho nên nhiều tên đã đến được khu vực bạch tiêu Thuần tiến lên bọn chúng bộc phát hồn lực ảnh hưởng tâm thần của các thổ dân xung quanh đôi mắt các thổ dân trông rỗng không thiêu cử bọn chúng xông về phía trước và tự bảo dường như muốn dùng mạng của mình lưu mạng bạch tiêu thuần lại nơi đây tiếng nổ ầm ầm vang vọng chiến trường các thổ dân tự bảo hình thành trùng kích huyết nhục ăn mòn rất mạnh bắn ra xung quanh trong khoảng thời gian ngắn gây thương tổn cho mấy ngàn tu sĩ thế tiến của bọn họ chậm dần những tu sĩ trọng thương phun máu tươi chậm dần và sắp tách ra khỏi đại quân bạch tiêu thuần sốt ruột hắn rút ra một bình linh dịch uống cạn thân thể lao tới phía trước hàn khí lại bộc phát lúc hàn khí lan tràn ra xung quanh Hào quang bao phủ thân thể hồn tu, trên thân mỗi người có sương mù màu đen bảo vệ. Sương mù lại ngưng tụ hồn ảnh, ngăn cản hàn khí của Bạch Tiêu Thuần tới gần. Đám hồn tu không còn bộ dáng thịt cá mặc người ta chém giết nhiều trước, bọn chúng có thể di động phạm vi nhỏ trong hàn giới. Từ đó trên lý luận, Bạch Tiêu Thuần cũng phải tăng cường hàn khí mạnh hơn, hoặc là gia tăng thời gian hàn giới tồn tại. Nếu không, trong 10 hô hấp không thể diệt sát đám hồn tu cản đường. Dù sao đám hồn tu trước kia không thể phản kháng, hiện tại bọn chúng có được năng lực phòng vệ. Bạch Tiểu Thuần không thể làm được biện pháp thứ nhất Thứ hai, màn hoàng Không có linh khí Cho dù là dựa vào linh dịch Thì cũng cần có thời gian chuyển hóa Cho nên hắn cũng không làm được Nhưng Tiểu Thuần phải làm được Hắn dùng ý chí thiết huyết Dốc sức liều mạng không tiếc thương tổn chém giết hồn tu Bởi vì liều mạng Cho nên hắn mới thoát khỏi vòng vây Trực tiếp tới gần một tên hồn tu Mặc kệ thần thông của đối phương đánh lên người mình Bạch Tiểu Thuần không né tránh Hắn bắt lấy cánh tay của đối thủ Và vận hám sơn tràng trực tiếp đụng người này đến phần thần toái cốt. Vẫn chưa chấm dứt, hắn tiến lên một bước, không nhìn hồn tu đang bấm niệm pháp quyết ngưng tụ hồn lực, tạo thành hồn kiếm đâm tới. Hắn không quan tâm hồn kiếm đâm vào vai phải mình, Bạch Tiêu Thuần nâng tay trái, bóp vỡ ít hầu đối phương. Tốc độ của Bạch Tiêu Thuần không giảm, hắn vừa tiến lên vừa thúc dục từ khí hóa đỉnh, càng có vô số cường phong gào thét xung quanh, những nơi cường phong đi qua, hồn tu chết tổn thương thảm trọng. Bạch Tiêu Thuần nổi giận, thương thế quán rất nặng đôi mắt đỏ rực vô cùng kinh người. Phía sau hắn là thi thể, phía trước hắn là đám hồn tu đang di động trong phạm vi nhỏ. Tâm thần của bọn chúng vô cùng xung động. Bọn họ cho rằng bạch tiêu thuần điên rồi, bộ dáng không muốn sống. Mặc dù hắn giết không ít hồn tu, nhưng thương thế bản thân lại vô cùng nghiêm trọng. Bạch tiêu thuần không quan tâm, hắn cất bước tiến lên tiêu diệt kẻ địch. sát Đột nhiên trước mặt xuất hiện một lão hồn tu, lão già hét đến một tiếng và bộc phát khí thế rất mạnh. Huyết nhục trên cánh tay hắn đã mục nát, lộ ra xương tay đen kịt. Hắn đâm vào ngực của Bạch Tiêu Thuần như muốn bóp nát trái tim kẻ thù. Cùng lúc đó, xung quanh có bảy tám hồn tu không tiếc trả giá, thất khiếu chảy máu, kích phát hồn lực ngăn cản hàn khí, đồng thời cũng ra tay ngăn cản Bạch Tiêu Thuần tiến tới. Bọn họ liên thủ, liều chết cũng phải lưu Bạch Tiêu Thuần ở lại nơi này. Trong lúc nguy cơ trước mặt, Bạch Tiêu Thuần cười cười, nụ cười quán vô cùng dữ tợn tùy ý bàn tay đen kịt của lão già đánh vào ngực mình, ánh mắt lão già vui mừng. hắn đánh một chảo vào ngực của bạch tiểu thuần, nhưng sắc mặt lại biến hóa. cảm giác mình đã đánh vào một khối tình thiết, nội tâm khiếp sợ muốn lùi ra sau, nhưng đã chậm. bạch tiểu thuần đánh ra một quyền, muốn đánh nát đầu lão già hồn tu. lão già kêu lên thảm thiết. hắn bị hàn khí ảnh hưởng, hắn dù là hồn tu giả anh cũng không thể ngăn cản kết cục hình thần câu diệt của mình. đánh chết lão già. Bạch Tiểu Thuần quay người bấm niệm pháp quyết, xung quanh hắn sinh ra phong bạo, phong bạo xoay tròn ngăn cản thế công của bảy tám hồn tu. Mặc dù bị thương phun máu tươi, nhưng Bạch Tiểu Thuần dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào ngực của đám hồn tu. Bảy tám hồn tu bị đánh trúng, bay ra sau như diều đứt dây. Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong bởi hô hấp. Từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến bây giờ, đã đánh chết hơn trăm hồn tu, cũng không ít thổ dân ngã xuống, sau lưng hắn máu chảy thành sông hàn khí xung quanh biến mất thân thể của bạch tiểu thuần đảo nhưng có tu sĩ phía sau đỡ lấy đôi mắt của những tu sĩ kia đỏ rực bọn hắn nhìn bóng lưng của bạch tiểu thuần dũng mãnh xông lên phía trước bọn họ cảm thấy hổ thẹn vì mình nhỏ yếu lập tức bảo hộ bạch tiểu thuần giữa vòng vây xông lên chém giết sắc mặt bạch tiểu thuần tái nhợt hô hấp dồn dập thừa dịp mọi người bảo hộ hắn hắn nuốt viên thần khư đan vào bụng lại uống cạn mấy bình linh dịch bổ sung khí huyết cho bản thân Sở dĩ vừa rồi Dùng tổn thương đổi lấy cơ hội chém giết đối thủ Là vì hắn có thần khư đan trong tay Hắn đã dùng qua đan dược này Biết rõ sự thần kỳ của nó Đan dược vừa vào miệng biến thành lực lượng nóng như lửa đốt Trong nhé mắt tràn ngập toàn thân Thân thể trên người hắn khôi phục rất nhanh Trong quá trình hắn nuốt đan dược Mấy ngàn tu sĩ trùng kích tới gần màn sáng Hiện tại cách màn sáng Không tới 500 trưởng Thậm chí có không ít tu sĩ Tán lạc ở các nơi chạy tới Nhân số của bọn họ đã vượt qua vạn người Bọn họ cũng hình thành quy mô trên chiến trường Cũng không phải chỉ có khu vực bọn họ Khu vực khác cũng có 7-8 đại quân quy mô như vậy Mỗi một quân đoàn Đều có ít nhất một nhân vật hạch tâm Mà hạch tâm của các quân đoàn vạn người Chính là Bạch Tiểu Thuần Khác với các nhân vật trọng yếu Do uy tín điều khiển đại quân Bạch Tiểu Thuần đã giết ra uy nghiêm của mình Ở trên chiến trường Giết ra những thanh danh trong chấm giết sinh tử Cảnh tượng một người hung hãn Không sợ chết đối kháng mấy trăm hồn tu đánh chết không ít thổ dân và hồn tu. Mọi người đều nhìn vào trong mắt. Bạch Tiểu Thuần đã nhận được tán thành của đại quân, vạn người xung quanh. Lúc quân đoàn vạn người sắp lao ra khỏi lớp vòng vây, khoảng cách màn sáng càng ngày càng gần. Đột nhiên, những đại tu trưởng Nguyên Anh ý đồ giết tới ngăn cả bọn họ, cũng có một người không rõ vào thủ đoạn gì, vượt qua hào quang từ cặp mắt vĩ đại đấy, quấy nhiễu đến gần đám người. Khác với đám đại tu trưởng thổ dân khác, thân thể quán chỉ cao hơn 10 trưởng. nhưng chỉ cần bước ra một bước là biến thành cự nhân cao trăm trưởng Bước thêm một bước nữa, bộc phát khí thế vô cùng cường đại, lực lượng nhu hóa thành thực chất, càn quét bốn phương tám hướng. Tiên đại tổ trưởng bộ lạc thổ dân dùng tốc độ cực nhanh tiến về phía trước, sắc mặt hắn giữ tợn hung ác, nhìn đại quân vạn người đang tiến lên. Bạch Ma, nhận lấy cái chết đi. Tiếng quát hắn to như sấm truyền ra khắp chiến trường. Những tu sĩ bảo hộ xung quanh Bạch Tiêu Thuần phun máu tươi, thân thể run rẩy. Cùng lúc đó, Đại tù trưởng thân thể to lớn giết vào đám người Hắn đừng bàn tay phải như ngọn núi Đè xuống Những tù sĩ năm đại quân đoàn không thể ngăn cản Tên đại tù trưởng bộ lạc tổ dân Giết đến gần Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần được người khác nâng đỡ Hắn ngừng đầu nhìn lên Ánh mắt khiếp sợ không nhỏ Nguyên Anh Bạch Tiểu Thuần không do dự Lúc trước hắn suy đoán rất đúng Màn Hoàng sẽ không để mình dễ dàng quay lại trường thành Cho nên đã lưu lại không ít đòn sát thù làm chuẩn bị phòng ngừa chuyện trước mắt xảy ra. Mặc dù hiện giờ chấn động tâm thần, nhưng hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Tiểu Thuần cắn răng bấm niệm pháp quyết, bất tử trường sinh công trong cơ thể bộc phát. Hắn lập tức bay thẳng tới gần tên đại tù trưởng, hàn khí trong người khuếch tán ra xung quanh. Chỉ trong nghe mắt, hai bên va chạm với nhau ở trên không trung, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, hắn cảm thấy lực phản chấn cực mạnh và uy áp nguyên anh như muốn nghiền nát cơ thể của mình. Tên đại tù trưởng bộ lạc thổ dân Cũng không dễ chịu Khóe miệng chảy máu tươi Ánh mắt hắn không dám tin Và không tưởng tượng nổi Thân thể đạp 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 lui ra phía sau vài bước Rốt cục là người có tu vi gì Người không bị thương Tên đại tù trưởng hỏi hai câu Nội tâm hắn rung động khó có thể hình dung Với tu vi của hắn Cũng chỉ có thể đánh ngang tay với bạch ma Từ điểm này hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Tu vi có thể giết người Bạch Tiểu Thuần lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn nhìn thấy màn sáng cách mình càng ngày càng gần, lại nhìn những tên đại tù trưởng bộ lạc tu vi nguyên anh ở xung quanh đã bị cột sáng ngăn cản không thể tới gần. Hắn biết rõ kéo dài thời gian càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang đỏ rực. Hắn bất chấp giá nào, hai tay bấm pháp quyết, nhấn vào mặt đất. Thủy trạch. Hắn vừa quát lớn, thiên địa xung quanh chấn động. Hơi nước lan tràn ra các hướng, dường như phạm vi xung quanh biến thành đầm nước. Lúc đầm nước vừa mới xuất hiện, ánh mắt đại tu trưởng bộ lạc biến hóa, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử bộc phát, nguy cơ này lan tỏa ra từng thớ thịt ở trên người. Bạch ma có cổ quái. Sát ý trong mắt đại tu trưởng càng mạnh, hắn biết hắn không thể để bạch ma tiếp tục thi triển thần thông, thân thể trăm trưởng thu nhỏ còn 10 trưởng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tấn công bạch tiểu thuần. Đi chết đi, ngươi đi chết đi. Bạch Tiểu Thuần cũng giống to. Hắn giơ tay lên cao, mái tóc bồng bềnh và toàn thân đầy máu tươi. Hắn bộc phát khí thế kinh người, kinh thiên động địa. Tiếng quát của hắn truyền khắp chiến trường. Quốc độ. Rầm một tiếng, mặt đất rung chuyển. Một cây gai nhọn khổng lồ mọc ra từ mặt đất phóng thẳng lên trời. Sau đó cái cây thứ hai, cây thứ ba mọc lên. Chúng lớn như ngọn núi. Mọi người ở trên chiến trường trố mắt ngạc nhiên. Tiếng ít khí lạnh vang liên tục tên đại tù trưởng bộ lạc đứng mũi chịu sào, hắn trực tiếp va chạm với cây gai khổng lồ hắn há miệng phun máu tươi trong mắt mang theo thần thái không dám tin nhìn ba cây gai như ngọn núi chắn ngang đường thân tỉa hắn bị hàn khí xâm lấn xung quanh bị đầm nước bao phủ dưới chân lại có gai nhọn mọc ra thậm chí hắn nhìn thấy trong đầm nước ẩn giấu một con cự thú đáng sợ mọi việc vẫn chưa chấm dứt bạch tờ thuần xông lên phía trước tên đại tù trưởng bộ lạc vẫn được giữa không trung bạch tờ thuần vươn hai tay ra và quát lớn Nhân Sơn Quyết Oanh một tiếng Vô số đất đá xung quanh tụ tập lại Trong chấp mắt ngưng tụ trên người của Bạch Tiểu Thuần Và biến thành người đá khổng đổ Hắn dùng lực lượng của cả ngọn núi Toàn lực nện vào người của Đại Tù Trường Bộ Lạc Triệu Sư huynh có thể giết Nguyên Anh Bạch Tiểu Thuần ta cũng có thể Bị Thủy Trạch Quốc Độ bao phủ Bốn phía xung quanh có hàn khí xâm thể Trên có lực lượng như núi của Bạch Tiểu Thuần Tất cả mọi thứ tổng hợp lại Hình thành sát cục kinh thiên vì sinh tồn Bạch Tổ Thuần đã sử dụng đòn sát thủ kinh thiên Lúc trước hắn đoán mình sẽ gặp tình cảnh cực kỳ nguy hiểm Ít nhất một lần Cho đến khi bắt đầu sử dụng lực lượng thân thể Hay là linh lực đều có lưu thủ Nhất là thần khư đan Đây là căn bản giúp hắn sinh tồn Cũng là thứ giúp hắn dốc sức điều mạng đến cuối cùng Mặc dù hắn sợ chết Nhưng trong tình cảnh nguy hiểm lúc nào cũng có thể chết Thì có sợ hãi cũng vô dụng Muốn không chết Thì chỉ có thể liều mạng bất chấp giá nào bạch tiểu thuần suy nghĩ thật kỹ khi phát hiện hắn phản kích tên đại thủ trưởng bộ lạc cũng liều mạng hắn cảm nhận nguy cơ sinh tử trước giờ chưa từng có hắn thì vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn là tu sĩ nguyên anh cho dù là nguyên anh sơ kỳ thì cũng là nguyên anh bạch tiểu thuần có mạnh hơn nữa hắn cảm nhận được đối phương chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ thậm chí còn chưa đạt đến đại viên mãn hết lần này tới lần khác một kết đan hậu kỳ lại có thể tạo thành một nguy cơ mãnh liệt như vậy Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã và kiêng kỵ. Đây là suy nghĩ quán, cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, đại tu trưởng bộc phát toàn bộ tu vi bản thân, thân thể quán trong nhe mắt cứng rắn như kim cương. Thổ dân man hoàng khác với hồn tu, bọn họ chú trọng thân thể, thân là đại tu trưởng, mặc dù hắn am hiểu một ít pháp thuật, nhưng thân thể mới là căn bản. Muốn giết ta? Đại tu trưởng gào thét, hai tay nâng lên ngăn cản thế công của nhân sơn quyết. Giết ngươi! Bạch Tiểu Thuần cũng gào thét, lực lượng nhân sân quyết phối hợp với thủy trạch quốc độ và hàn khí cũng bộc phát toàn diện. Giờ một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phong vân đảo ngược, thiên địa biến sắc, thậm chí cả chiến trường cũng rung chuyển theo, có không ít tu sĩ hai bên cùng ngưng chiến nhìn sang. Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Các đại tu trưởng khác không hẹn mà cùng nhìn ra cảnh này, tâm thần bọn họ sinh ra sóng tỏ rõ lớn, ngay cả đám luyện hồn sư đang chém giết với cường giả năm đại quân đoàn cũng phải chú ý nhìn sang phía Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại trận chiến của Bạch Tiểu Thuần chính là trung tâm của cả chiến trường Giữa ánh mắt của mọi người Tiếng đồ kinh thiên động địa kèm theo hàn khí lan tỏa khắp bốn phía Gai nhọn trong thủy trạch quốc độ cũng từ từ biến mất Về phần Bạch Tiểu Thuần Thân thể hắn chấn động rất mạnh Hắn đùi ra sâu, Nhưng trong người còn tiếng kèn két xuất hiện Thân thể do nhân sân quyết biến thành vỡ vụt Bàn thể xuất hiện và phun máu tươi Hắn lấy một viên thần đan khư cuối cùng ra phục dụng Hắn cũng không nhìn thành quả chiến đấu Mà chú tâm bay về phía màn sáng So với hắn Vị đại trường tọa Nguyên Anh kia Không tốt hơn chút nào Vị chán đứng ở bị nhân Sơn Quyết đánh nát Thủy trái quốc độ và hàn khí biến mất Chỉ còn là thân ảnh hắn đứng đó không nhúc nhích Đột nhiên cơn gió thổi qua Và thân thể hắn rung động Vỡ vụt bắt đầu từ đầu xuống hai chân Sau đó bị gió thổi tan Thân chết thần diệt Hồn phi phách tán Cho dù hắn chết vẫn còn lưu lại nét mặt sợ ái Và không cam lòng Thời gian dần qua cả thân thể hóa thành cho bụi cả chiến trường yên tĩnh, lúc này tiếng hít thở dồn dập sinh ra khắp nơi. Không có khả năng. Trời ạ, à, kết đan hậu kỳ lại đánh chết được Nguyên Anh. Đây, đây cũng không phải là Nguyên Anh bình thường, mà là đại tu trưởng bộ lạc man hoang chúng ta, thân thể kinh người, bạch ma đáng chết, hắn chẳng những không chết, còn đánh ra thanh danh hiển hách nữa. Lúc này tiếng xôn xao vang vọng khắp nơi, hơn vạn tu sĩ xung quanh Bạch Đầu Thuần kịp phản ứng bọn họ gào thét, cùng Bạch Tiểu Thuần lao về phía màn sáng. Đám thổ dân và hồn tu xung quanh không ai ngăn cản, tâm thần bọn chúng rung động rất mạnh. Bọn chúng sợ thật rồi, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lao về phía mình, sắc mặt của bọn chúng tái nhợt và phân tán ra xung quanh, hoàn toàn không dám ngăn cản. Có quá nhiều thổ dân và hồn tu chết trong tay của Bạch Tiểu Thuần, hiện tại ngay cả đại tù trưởng cũng vẫn là ở trong tay hắn, ai dám kêu lên ngăn cản? Cột sáng từ ánh mắt bắn ra càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng nhanh. Cột sáng ngân cản các đại thủ trưởng không cách nào tới gần. Cùng lúc đó, tiểu đội trăm người của Bạch Tiểu Thuần cùng xông tới tiếp ứng. Lúc trước bọn họ chạy xung quanh tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần, hiện tại liều sống liều chết cũng phải bảo vệ hắn bình an. Dù sao Bạch Tiểu Thuần đối đãi với bọn họ không tệ, nhất là Bạch Tiểu Thuần dựa vào chiến tích hôm nay, nhất định là một bước lên trời. Ánh mắt của bọn họ mang theo cuồng nhiệt, khó có thể hình dung được. Màn sáng trận pháp không ngừng tiến về phía Bạch Tiểu Thuần, Hoàn toàn vươn dài tới nơi đây và rút ngắn phạm vi ở nơi khác, cho nên đám thổ dân hồn tu và đại tù trưởng man hoàng có thể trơ mắt nhìn bạch tiêu thuần tiến vào màn sáng. Vào lúc tiến vào trong màn sáng, thân thể của bạch tiêu thuần run rẩy, nội tâm hắn vô cùng kích động. Ngay trước đó hắn dũng mãnh không sợ chết bao nhiêu, thì hiện tại sợ sợ hãi bấy nhiêu, sắc mặt tái nhật và thờ hồng hộc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, quay người quát đám thổ dân man hoàng: Các ngươi chờ bạch gia gia ta! Trong màn sáng Hơn trăm thần hồn luyện hồn sư Đang chiến đấu với Bạch Lân Và các cường giả sắc mặt cổ quái nhìn sang Bọn họ chết tổn thương không ít Sau khi nhìn nhau liền bay về phía Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Đám người Bạch Lân sao không đồng ý để bọn họ làm thế Năm quân trưởng và các vạn phu trưởng Và cường giả Nguyên Anh trong năm đại quân đoàn Cùng xông lên ngăn cản Những luyện hồn sư kia giải tán Mục tiêu của bọn họ không phải là Bạch Tiểu Thuần Mà là rời khỏi màn sáng vừa phân tán đều từ các hướng rời khỏi màn sáng. Trong đó có một ít cách Bạch Tiêu Thuần không xa. Tuy có tâm ra tay, nhưng xung quanh Bạch Tiêu Thuần có không ít tù sĩ. Lại nhìn tình cảnh đại tù trường chết đi đã làm cho bọn họ sợ hãi cũng không chần chờ liền bay ra ngoài. Bạch Tiêu Thuần tận mắt nhìn thấy tất cả, cũng cực kỳ cảnh giác. Cũng may đám luyện hồn sư bay ra, lúc này hắn thở ra một hơi. Tù sĩ xung quanh túm tụm bay về phía tường thành. Trong nhé mắt, về đến tường thành, toàn bộ khí thức của bạch tiểu thuần biến mất trái tim đập mạnh nhìn chiến trường hồi tường hung hiểm trước đó hắn cảm giác mình vừa nhặt lại một mạng cho tới lúc hoàng hôn khi đêm tối hàng lâm trần hạ thiên và hồng trần nữ đều dừng tay đại chiến hai bên chấm dứt một giai đoạn sau khi rút về lưu lại thi thể trên mặt đất trận chiến này màn hoàng tổn thất cực kỳ thảm trọng dù cho là năm đại quân đoàn cũng như vậy sau khi nghỉ ngơi khôi phục một đêm chiến tranh tiếp tục diễn ra âm thanh rất chóc vang vọng thi thể ba tháng trôi qua cuộc chiến diễn ra suốt ba tháng đại quân thổ dân man hoang không ngừng gia tăng đồng dạng quân đoàn giới thành cũng tiến tới gia nhập chiến trường không ngừng bổ sung quân cho trường thành thời gian ba tháng trong năm đại quân đoàn có người xông ra chiến tranh cho nên nổi bật trong đám người bạch tờ thuần là người có thành danh hiển hách nhất suốt ba tháng qua hắn không đi tiền tuyến ba tháng trước hắn cường đại và thiết huyết cứu hơn vạn tu sĩ về trường thành những người này sùng bái Bạch tiêu Thuần tới cực điểm Chiến tích của hắn Lan truyền rất rộng Người năm đại quân đoàn không ai không biết Đồng thời Màn Hoàng có rất nhiều cường giả quật khởi Đại đa số trong đó đều là luyện hồn sư Nhất là một tháng trước Khi chiến tranh ra tới khâu cuối cùng Những luyện hồn sư kia Không dùng thần hồn xuất khiếu Mà là tự mình giết vào chiến trường Bọn họ vừa ra tay đã làm chiến trường chấn động Bởi vì pháp bảo bọn họ thi triển Không tính là trí bảo nhưng bất cứ pháp bảo gì Cũng có 7-8 ngân vân luyện linh trở lên Thậm chí Có một ít pháp bảo đã luyện linh hơn 10 lần Có 3 loại luyện hồn sư kinh người nhất Họ có tu vi nguyên anh hậu kỳ Dựa vào pháp bảo bộc phát chiến lược cường đại chém giết nguyên anh Thậm chí có thể dung chuyển thiên nhân như là bạch lân Bởi vì pháp bảo 3 luyện hồn sư Có tới 13 ngân vân Đây là tiêu chí luyện linh 13 lần Rất nhiều tu sĩ nam đại quân đoàn dung động Nhất là Bạch Tiểu Thuần Thậm chí sau khi nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tự mình đi trường thành tận mắt quan sát, hắn cũng khiếp sợ không nhỏ. Bạch tiểu thuần không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, phải biết rằng tại Đại Lục Thông Thiên, hắn nhìn thấy pháp bảo luyện đinh nhiều nhất chỉ đạt tới 10 lần. Hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy pháp bảo luyện linh 13 lần. Không đúng, chẳng lẽ trong man hoàng ẩn giấu bí mật gì liên quan tới luyện linh? Tâm tư của Bạch tiểu thuần thay đổi thật nhanh. Vô thức cảm thụ quy văn hoa ở trên người mình Hết đời này tới lần khác Đám người Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy ngoài ý muốn Dường như không kinh ngạc khi nhìn thấy pháp bảo luyện linh trong tay luyện hồn sư Ngược lại ánh mắt nóng bỏng, ra tay mạnh hơn, sắc bén hơn Tâm tư muốn đạt pháp bảo rất rõ ràng Dường như với những quân trưởng và phạn phu trưởng của bọn họ mà nói Trừ đạt được chiến công ra, cướp đoạt pháp bảo luyện linh trong tay luyện hồn sư Mới là thu hoạch của bọn họ chờ mong nhất Trận chiến tranh này lại diễn ra thêm một tháng mới kết thúc Màn hoàng lùi bình Tới lúc thổ dân và hồn tu Luyện hồn sư đi xa Bên phía trường thành không chi kích Dù sao trường thành cũng là tổn thất trong chiến tranh rất lớn Trần Hạ Thiên Đại chiến Hồng Trần Nữ bất phần thắng bại Đều là có thường thế Vào lúc rời đi Bạch Tiểu Thuần lần đầu nhìn thấy bộ dạng Hồng Trần Nữ Nàng mặc trường bào màu đỏ Mái tóc đen dài Gương mặt trẻ tuổi và dung mạo xinh đẹp tuyệt trần Thậm chí còn xinh đẹp hơn Trần Mạn Giao vài phần Trọng yếu nhất Là tu vi của nàng Toàn thân sinh khí vô cùng cao quý và kinh diễm Bạch Tiểu Thuần không thèm quan tâm những thứ đó Hắn đang phát dầu Nhìn Lý Hoành Minh Lý Hoành Minh là thiên phu trường Đạt được rất nhiều chiến công Tiểu Thuần Hiện tại danh tiếng của người rất lớn đấy Sau khi chiến tranh kết thúc nửa tháng Buổi trưa ngày hôm nay Lý Hoành Minh đi thẳng tới công giáp các sau khi gặp Bạch Tiểu Thuần liền hô to Căn cứ mật báo Màn Hoàng đã tăng bài danh truy sát người lên rất cao Người có biết trao thưởng cái gì không Thiên thú hồn Mặc dù là trong phần thiên thú hồn không biết thuộc tính Nhưng giá trị quá lớn Phải biết nếu gom đủ thiên thú hồn kim mộc thủy hòa thổ Có thể thành tựu cảnh giới nguyên anh đấy Giá trị trao thưởng như vậy Chỉ có nhân vật bài danh top 10 truy sát bảng mới có Chúc mừng người Tiểu thuần Hiện tại ngươi đã là bài danh thứ 10 trong tất sát bảng rồi Những người bài danh trước ngươi Đều là tu sĩ Nguyên Anh Ba người mới sau cũng là Nguyên Anh Ngươi chỉ là tu sĩ kết đàn duy nhất Bạch Ma Đây chính là xưng hô man hoang gọi ngươi Lý Hoành Minh vô cùng hâm mộ Nhìn sang Bạch Tiểu Thuần Sau khi hắn nghe tin tức liền chạy tới báo tin Bạch Tiểu Thuần nghe xong Thì liền kinh hãi lạnh mình Treo thưởng Một phần thiên thú hồn bạch tiểu thuần hít sâu một hơi nội tâm hắn chấn động và sầu mi khổ kiềm hắn có thể tưởng tượng được sát ý của đám thổ dân vào hồn tù man hoang khi gặp mình sẽ tăng lên rất nhiều nội tâm của lý hoành minh cảm khái nhìn bạch tiểu thuần hắn nhớ ngày đó bạch tiểu thuần vừa tới trưởng thành khi đó hắn không ngờ bạch tiểu thuần lại xông ra thanh danh lớn như vậy lại hàn huy một ven hắn phát hiện bạch tiểu thuần có phần thất hồn lạc phách lý hoành minh vỗ vai bạch tiểu thuần mới đi sau khi lý hoành minh rời đi Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống và than thở hey, Bỏ đi, bỏ đi Ta đến bất cứ nơi nào cũng có thể xông ra thành danh tỏ lớn Là người tài nghệ kinh diễm tuyệt luôn hey, Cùng lắm thì sau này ra khỏi trường thành Sống ở nơi đây 10 năm Rồi quay về tông môn vậy Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình Nội tâm hắn bất an Hiện tại hắn đang rất khẩn trương Hắn đang lo lắng hồn tu man hoang Và tu sĩ năm đại quân đoàn biết cái đầu của mình đáng giá như vậy cũng may bạch tiểu thuần không lo lắng bao đâu phong thường cuộc chiến này cũng xuất hiện có không ít người từ cuộc chiến tầm thường Thằng chức thập phu trường thậm chí bách phu trường bạch tiểu thuần và hai người khác từ bách phu trường tấn thẳng thiên phu trường sau khi trở thành thiên phu trường trừ công giáp các gia bản thân của hắn còn lĩnh khu của thiên phu trường nơi đó trừ trăm người triệu long ra còn có chín trăm tu sĩ khác trú đóng phải biết rằng Chiến công từ bách phu trường tấn thần thiên phu trường rất lớn Tồn tại muốn thông qua chiến tranh Tấn chức là chỉ số ít Về phần hai bách phu trường khác Tấn thần thiên phu trường Đã chấn thủ tại trường thành hơn trăm năm Những năm gần đây Tu Vi đột phá kết đan đại viên mãn Càng dốc sức lừa mạng đến ngày hôm nay mới thành công Cho dù Bạch Tiểu Thuần đánh chết không ít hồn tu Đánh chết một đại tu trường Chiến công hắn vẫn chưa có đủ Sở dĩ có thể tấn chức thành thiên phu trường Nguyên nhân trọng yếu là nhờ tụ hồn đan và lò đan trăm trưởng đây mới là nguyên nhân giúp cho bạch thiều thuần có nhiều chiến công tấn chức thiên phu trưởng thân là dược sư sáng tạo hồn tu đan có thể cải biến đại cục chiến tranh sáng tạo trí bảo tạc lô ảnh hưởng tức cục diện chiến trường bản thân có chiến lực kinh người đánh chết rất nhiều hồn tu thậm chí còn diệt sát một đại tù trưởng tuy chỉ bằng thân thể sánh ngàng nguyên anh không phải tu sĩ nguyên anh chân chính dù sao tu sĩ kết đan bình thường cũng không thể làm được trừ việc này ra còn có hơn vạn tu sĩ được hắn cứu Và sung bái cuồng nhiệt Danh tiếng của hắn truyền khắp trường thành Từ đó mới tấn chức thiên phù trường Còn một việc khác Chính là man hoàng tất sát bảng Đã thăng bại danh hắn lên vị trí thứ 10 Danh tiếng và vinh quang Cùng điệp gia hình Thành trùng kích đã truyền khắp trường thành Quân chủ bốn quân đoàn khác Đều xem trọng Bạch Tiểu Thuần tột độ Ai có được Bạch Tiểu Thuần Chẳng những như có được một hãn tướng Càng có được tụ hồn đan và tạc lô thậm chí còn hơn vạn tu sĩ cuồng nhiệt, trung tâm và danh tiếng cực thịnh. Kể từ đó, bốn quân chủ khác không ai không động tâm. Vì vậy lúc Bạch Tiêu Thuần được phòng thêm phu trưởng, hoàng hôn ngày hôm đó, liền bên ngoài cung giáp các có một đạo hào quang xuất hiện. Trong hào quang là một áo giả áo đen, trên người lão giả quá khí bao phủ và ngưng tụ hư ảnh con hổ trên đỉnh đầu. Mãnh hổ hai mắt màu đỏ, yêu khí bao phủ toàn thân. Tu vi của lão không tầm thường, không ngờ là nửa bước thiên nhân, hắn đứng đó cũng làm cả phiến thiên địa rung chuyển. Tù sĩ công giáp các chấn động, sau khi nhìn thấy liền bái kiến. Bái kiến quân chủ hắc yêu quân Nội tâm đám người triệu lòng rung động không nhỏ. Bọn họ lập tức bái kiến, bạch tiêu thuần đang đả tọa, sau khi cảm nhận được uy áp liền nhìn quân chủ hắc yêu quân trên bầu trời. Hắn chưa từng gặp y một mình bao giờ, chỉ nhìn thấy trên chiến trường vài lần. Nội tâm kinh sợ vì sao đối phương lại tới đây. Đối phương cũng đang nhìn hắn lão già cười ha ha xuất hiện trước mặt bạch tiêu thuần ánh mắt mang theo tán thưởng không nhỏ bạch đại sư hãy gia nhập hắc yêu quân của ta đi tất cả đãi ngộ của ngươi ở nơi đây chỉ cần đến hắc yêu quân của ta sẽ tăng lên gấp ba lần bạch tiêu thuần sững sờ hắn sống trong bắc bì quân rất tự tại tạm thời không có ý định rời đi nhưng ánh mắt quân chủ hắc yêu quân quá nóng bỏng dường như là cực kỳ hy vọng mình đồng ý hắn do dự không biết mình nên lên tiếng như thế nào Thì đột nhiên phương xa Có một đạo hào quang xuất hiện Người chưa đến nhưng lời nói đã tới trước Đừng có nghe hắn Bạch đại sư tiến vào thất sát quân ta đi Chỉ cần ngươi gia nhập thất sát quân ta Ta sẽ cho ngươi thù lao gấp 10 lần Ta còn cam đoan ngươi không chịu bất cứ thường tổn nào Từ man hoàng Tuyệt đối sẽ không để ngươi lâm vào hiểm cảnh như lúc trước Tiếng nói quanh quảnh công giáp các Một nam tử trung niên mặc áo trường bào Màu đỏ Tươi cười xuất hiện trước mặt của Bạch Tiểu Thuần Nam tử tướng Mạo Tuân Mỹ Tươi cười ôn hòa Vừa nhìn qua tính tình không cao ngạo Bạch Tiểu Thuần nhớ vị này Có sát khí rất nặng Lúc trên chiến trường Trừ Bạch Lân không ai có thể sánh bằng bảo. bảo vệ ta bình an Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động Hắn nhìn sang nam tử trung niên Thất sát quần Lúc trước hắn đang lo lắng an nguy của mình Hiện tại lại có người bảo đảm an toàn cho mình Sao hắn lại không động tâm chứ Vừa thấy sắc mặt của Bạch tiêu toàn biến hóa Lão giả hắc yêu quân sốt ruột Đang muốn tiến lên Thì phương xa có tiếng hử lạnh vang lên Hắc yêu quân cùng với thất sát quân quá keo kiệt rồi Bạch đại sư không nên gia nhập quân đoàn keo kiệt Không dùng được đâu Đồ man quân của ta Sẽ cấp cho người thù lao gấp 20 lần Đồng thời cam đoan người an toàn Chỉ cần người cần dược thảo gì Lập tức chuẩn bị cho người Cần linh dịch, đan dược hay là mọi vật tư tu hành Đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng trong hư vô có tiếng cười vang ra Trên bầu trời có hào quang thứ ba xuất hiện Đó là thân ảnh cường trắng Người đến là đại hắn mặc trọng giáp giống như một ngọn núi nhỏ Thân thể trắng kiện, đôi mắt hùng ác Hắn nhìn lão già và nam tử trung niên Sau đó với nói chuyện bạch tiểu thuần Quân chủ hắc yêu quân Và nam tử trung niên thất sát quân Nhìn chằm chằm vào đại hắn vừa xuất hiện Ba người sinh ra chín ý không nhỏ Bạch tiểu thuần nháy mắt mấy cái Hắn nhìn ba quân chủ không ngừng lôi kéo mình Đồng thời hắn cũng động tâm Hắn cảm thấy đồ man quân mới là lựa chọn tốt nhất cho mình Nhưng lúc này có tiếng hử lạnh vang lên trong hư vô Phong bạo cùng quét ngang bầu trời Thậm chí trên bầu trời xuất hiện tia chớp Trong thiềm điện là một tu sĩ tóc bạc Tu sĩ tóc bạc vừa xuất hiện Đã đáp xuống sân của bạch tiểu thuần Dưới chân hắn xuất hiện nhiều tia chớp lan ra bốn phía Đình viện biến thành lôi trì đáng sợ Hết lần này tới lần khác Lôi trì không gây thương tổn cho bạch tiểu thuần nhưng lại ảnh hưởng đến người khác Sắc mặt ba quân chủ còn lại biến hóa Bọn họ vận chuyển hết tu vi Bức lôi điện cách sang người mình Diệt hồn tử Người muốn làm gì Đại hắn quân chủ đồ man quân hết lớn <laughs> Làm gì Đương nhiên là muốn cướp người Bạch đại sư Tiến vào diệt hồn quân của ta đi Bồn tọa bảo vệ ngươi bình an trong 10 năm Tặng thù lao lên 50 lần Bảo vệ ngươi đạt được vinh hoa phú quý Khi trở về tông môn Cung cấp tất cả dược tạo tài nguyên cần thiết Thậm chí Ta còn có thể cấp cho người một viên nguyên anh đan vô cùng trân quý Người chỉ cần gật đầu Nguyên anh đan Sẽ là của người ngay lập tức Tu sĩ tóc bạc lên tiếng Một viên đan dược như thủy tinh xuất hiện ở trong tay hắn Đan dược vừa mới xuất hiện Đã sinh ra mùi hương kinh người Đám người triệu lòng khiếp sợ không nhỏ Phải biết rằng nguyên anh đan là tài nguyên tu hành cực kỳ trọng yếu Tinh không đạo cực tông cũng không có nhiều Bất cứ xuất gia viên nào Cũng phải có ghi chép lại Quý giá không khác gì thiên thú hồn cả Thậm chí trình độ khát vọng mọi người còn vượt xa thiên thú hồn Dù sao thiên thú hồn kết thành nguyên anh cường đại Nhưng cần gom đủ kim mộc thùy hòa thổ Mới có thể sử dụng Nhưng nguyên anh đan Lại trợ giúp tu sĩ kết đan đại phiên mãn Đột phá tu vi bước vào nguyên anh Mặc dù tiền lực phát triển ngày sau không bằng cường giả nguyên anh Sử dụng thiên thú hồn Nhưng vẫn là nguyên anh dù sao thì không phải ai cũng có thể gom đủ kim bọc thủy hòa thổ ngũ hành thiên thú hồn bạch tiêu thuần đi đến trường thành nhưng chưa gặp phải viên nguyên anh đan nào có thể thấy rằng viên đan này chân quý cỡ nào Tù sĩ tóc bạc trước mặt chỉ cần bạch tiêu thuần gật đầu là sẽ tặng ngay choán bạch tiêu thuần không động tâm là gạt người ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn đan dược cho dù hắn không muốn dựa vào đan dược đột phá nguyên anh nhưng nguyên anh đan lại có hiệu quả khác chỉ cần không phải kết đan đại viên mãn nuốt vào nó sẽ trợ giúp tu sĩ đột phá tới kết đan đại viên mãn Từ đó Bạch Tiểu Thuần tiết kiệm rất nhiều thời gian Hắn có thể đột phá hậu kỳ Bước vào đại viên mãn Nhìn thấy tu sĩ tóc bạc Xuất nguyên anh đan ra rụ rỗ Nội tâm ba quân chủ khác rung động Không phải bọn họ không có nguyên anh đan Chỉ có điều đan dược giá trị quá lớn Nên bọn họ do dự Nhìn thấy tu sĩ tóc bạc cầm nguyên anh đan Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hảo quang sáng ngời Sắc mặt ba người khác thì âm trầm Hắn muốn chờ đợi giá cao hơn Nhưng nếu làm như thế Thì tướng ăn quá xấu Vào lúc muốn gật đầu đồng ý Thì trên bầu trời xuất ra tiếng gào thét giận dữ Vô liêm sỉ Toàn bộ cút hết cho ta Đáng chết Đám người các ngươi dám đến Bắc vì quân đoạt người của lão tử sao Không phải là nguyên anh đan sao Tiểu thuần Đừng có nghe bọn chúng Ta cho người ba viện. Giọng nói như sấm rét Bạch lần xuất hiện trong mắt hắn mang theo lửa giận Không phải lừa giận Bạch Tiểu Thuần Mà là giận bốn người kia Đây chính là địa bàn của hắn Đào người hiển nhiên như vậy Bạch Lân làm sao có thể chịu được Sau khi xuất hiện Còn mang theo sát khí Hắn hất tay áo một cái Sinh ra phong bạo cuốn bốn người kia ra xa Bạch Tiểu Thuần thấy hắn giận dữ như vậy Thì liền lui ra sau Đám người triệu lòng đã sớm bỏ chạy đi thật xa Đám tu sĩ tóc bạc biến sắc Không nghĩ tới Bạch Lân lại ra tay Nên dùng tu vi ngăn cản Lúc năm quân chủ đánh nhau Trên cặp mắt vĩ đại trên tháp cao Bắn ra một tia sáng lên người của năm quân chủ Oanh một tiếng Lực lượng tia sáng đó hóa thành sóng xung kích Đầy đám người Bạch Lân rui ra sau Cùng lúc đó Giọng nói già nua của Trần Hạ Thiên Truyền tới nơi này Đều trở về hết đi Thân là quân chủ Còn ra thể thống gì Bạch Lân cắn răng nhìn bốn người trước mặt Bốn người kia biết rõ mình đuôi lý Cho nên họ khàn Vẫn dùng ánh mắt chờ mong Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần mới đi xa Bạch Tiểu Thuần nháy mắt Nhìn bốn người kia Liền nhìn sang Bạch Lân Hắn trột dạ muốn giải thích À... là... Là bọn họ tự mình đến Bạch Lân mặt đen sầm Hắn nghiến răng, nghiến lợi Đi đến bên người của Bạch Tiểu Thuần Tiểu Thuần Bốn gia hòa kia không có hảo ý Đừng có nghe bọn chúng Người cứ yên tâm lưu lại chỗ ta An toàn không thành vấn đề Thảo dược không thành vấn đề Thù lao cũng không thành vấn đề Nguyên Anh Đan cũng không thành vấn đề Các bạn vừa nghe xong tập số 122 Của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng Cảm ơn các bạn đã chui lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập 123 Bạch Lân nói xong liền đau lòng Hắn xuất hai viên Nguyên Anh Đan Nhưng vạn phần lưu luyến đưa cho Bạch Tiểu Tuần chỗ ta chỉ có hai viên, người cho ta một ít thời gian, ta nghĩ biện pháp tìm cho ngươi một viên. Bạch Lân đau lòng, suy nghĩ nên dùng biện pháp gì lấy nguyên anh đan. dù cho có thể hối đoái vật này, nhưng trên thực tế phải chờ rất lâu, cung cấp không đủ. Bạch Tiêu Thuần cầm hai viên nguyên anh đan, Tim đập thình thịch nhìn Bạch Lân, nghĩ tới đối phương đối xử với mình không tệ, dù sao đi nơi nào thì cũng làm thù hạ của người khác cả thôi. hắn nghiêm túc gật đầu. Quân trưởng sẽ bạch tiểu thuần ta lừa người nào Lúc trước bốn người kia lôi kéo khi quân trưởng chưa tới Sở dĩ kéo dài như vậy Chẳng lẽ quân chủ không hiểu sao Bốn vị quân chủ Là người bạch tiểu thuần không thể chưa vào Không dễ cự tuyệt Ta là đang chờ quân chủ tới đấy Bạch tiểu thuần nói rất trịnh trọng Quân chủ có ân tình quá lớn Bạch tiểu thuần ta không ép buộc Hai viên nguyên anh đan này Vô cùng chân quý Xin quân chủ thu hồi viên thứ ba. Bạch Tiểu Thuần ung quyền bái thật sâu Đáy lòng đắc ý Cảm giác mình nói nghiêm túc và rất lợi hại Hắn nói lời này Mà kệ Bạch Lân có tin hay không Đều động dung Cũng lĩnh phần tình của hắn Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần nửa ngày Cảm thấy Bạch Tiểu Thuần biết làm người Hít sâu một hơi liền lên tiếng Tiểu Thuần Nếu có khả năng Tận lực trong 10 năm Đổi lấy chức vị vạn phu trưởng Một khi ngươi trở thành vạn phu trưởng Thân phận và địa vị của ngươi Thậm chí nghịch Hà Tông cũng khác biệt vạn phu trưởng năm đại quân đoàn chúng ta cho dù là người nào sau khi về tông đều liệt vào hàng ngũ trưởng lão thiết huyết đường địa vị cao quý hơn các đường khẩu khác người có thể làm được như vậy từ nay về sau người đã bước vào trong thế lực cường đại nhất của tinh không đạo cực tông chỉ cần không phản tông là có thể hoành hoành không sợ bạch lân không nói quá nhiều hắn nói mờ mịt sau đó mới quay người rời đi Bạch Tiêu Thuần hơi suy nghĩ Đưa mắt nhìn Bạch Lân rời đi Trở lại trong lầu các Hắn xuất ảnh bài thân phận Nhìn chính công vạn phu trường Liền hít khí lạnh Nhiều như vậy Bạch Tiêu Thuần liễu lưỡi Hắn không biết vạn phu trường làm sao tấn chức Bởi vì chiến công nhiều hơn thiên phu trường gấp trăm lần Cũng có cả trăm lần chiến tranh như lần trước Thì mới có thể đạt được Cũng được Thiên phu trường cũng có thể Bạch Tiêu Thuần nhột trí sau khi lắc đầu, liền thu hồi lệnh bài thân phận. Hắn nhìn hai viên nguyên anh đan, trong mắt sinh ra hào quang nóng rực. "Kết đàn đại viên mãn." Bạch Tiêu Thuần chỉnh hô hấp, hắn mở cấm chế ra, sau đó an bài mọi việc, báo với đám người Triệu Long, sau đó bế quan, chuẩn bị ổn thỏa đến đêm khuya. Hắn cẩn thận cầm một viên nguyên anh đan đưa lên miệng. Đan dược đưa vào miệng, toàn thân Bạch Tiêu Thuần rung mạnh, đầu óc rung động rất mạnh, giống như là thiên lôi giáng xuống đầu thần thức nổ tung lực lượng thiên địa khuếch tán ra xung quanh và dung nhập vào trong kim đàn oanh một tiếng lực lượng nguyên anh đan quá khổng lồ nó giống như là sóng biển càn quét khắp thân thể của bạch tiêu thuần những nơi đi qua kinh mạch toàn thân vô cùng rung động sau khi khuếch tán toàn thân liền thống nhất tiến vào trong kim đàn kim đàn của bạch tiêu thuần ẩn chưa khí thức thiên đạo trong đó có 9 tầng đinh hải hiện tại lực lượng thiên địa bàng bạc trực tiếp rót vào bên trong toàn thân của bạch tiêu thuần run lên tu vi không ngừng tăng lên Tu vi bạch tiêu thuần lúc trước là kim đan hậu kỳ, cách đại viên mãn không xa. Hiện tại, hàn khí trong kim đan đã đạt đến 7-8 phần, chỉ cần đạt đến 10 thành là sẽ thành đạt tới đại viên mãn. Lúc này, lực lượng thiên địa không ngừng tăng lên, không ngừng bao phủ 9 tầng linh hải ở trong kim đan. Hắn càng vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết, chuyển hóa hàn khí. Đây không phải là hàn khí bình thường, mà là thượng hàn. Một khi đạt đến đại viên mãn, Hàn khí của Bạch Tiểu Thuần cũng đột phá theo Từ thượng hàn biến thành trí hàn Trí hàn có thể đóng băng một khu vực nước thông thiên hạ hà. Hàn khí kinh khủng Nhất là phối hợp với điểm bất phàm của Bạch Tiểu Thuần Có thể nói là bất cứ đối thủ nào cũng bị đóng băng Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng có thể làm cho đối thủ hình thần câu diệt bằng một ý niệm Cho dù là Nguyên Anh thì cũng bị trí hàn hạn chế Một khi Tu Vi Bạch Tiểu Thuần đột phá trở thành đại viên mãn Như vậy lực lượng thiên đạo Kim Đan cũng bạo phát ra ngoài đây chính là kim đan mạnh nhất là thiên đạo kim đan có thể dung chuyển nguyên ảnh trước đó hắn dựa vào thần khư đan đánh chết đại tù trường thân thể sánh ngang với nguyên ảnh bạch tiêu thuần bước vào đại viên mãn hắn chỉ là thần thông cũng có thể chiến với hồn tu nguyên ảnh một trận kim đan đại viên mãn bạch tiêu thuần nghĩ tới đây nội tâm hắn vô cùng chờ mong cũng cực kỳ phấn chấn hắn chờ đợi ngày hôm nay thật lâu sau khi ổn định tâm thần vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết khắp toàn thân từng tia hàn khí không ngừng bay ra khắp thân thể. Hàn khí bao phủ lầu các, trong chớp mắt, mọi thứ trong lầu các đều đóng băng, thậm chí bên ngoài lầu các cũng hóa thành khối băng. Âm thanh ken két quanh quẩn khắp nơi, đám người Triệu Long đang tụ bên ngoài cũng khiếp sợ. Bọn hắn trợn mắt nhìn lầu các hóa thành khối băng, nhìn từng tia hàn khí lan tràn, không ít lò đan trên quảng trường bị đóng băng. Trước đó, bọn họ đang nghe Bạch Tiêu Thuần thông báo nên rời đi thật ra, nếu không cũng khó tránh vận rồi biến thành tượng băng. Đại nhân đang tu hành công pháp gì Hàn Hàn khí rất mạnh Triệu Long và đám người lưu lệ nhìn nhau Nội tâm hít khí lạnh Hiện tại lùi ra sâu mới phát hiện ra hàn khí Trong đầu các đã bao phủ một nửa công giáp các Những nơi hàn khí đi qua Biến thành thế giới bằng tuyết Cũng may Trong công giáp các chỉ còn lại có mình bạch tiểu thuần Các đại sư khác đã chuyển đi Nếu không cũng bị băng phong hoàn toàn Qua nửa nét nhang Cả công giáp các biến thành thế giới băng và tuyết Không chỉ đám người triệu long kinh ngãi Ngay cả tu sĩ bác bì quân khác cũng vậy Đều chú ý tới biến hóa kinh người tại đây Thậm chí Những vạn phu trường tu vi nguyên anh cũng khiếp sợ Về phần bạch lân Hắn tự mình chạy đến đứng ở giữa không trung Nhìn sang công giáp các Ánh mắt sinh ra hào quang kỳ lạ Hàn khí mạnh đến tận cùng Trong trận chiến ngoại trường thành đúc trước Hắn có thể sử dụng hàn khí mạnh như hiện tại Ngăn cản kẻ địch Chắc chắn sẽ quay về dễ dàng Bạch Lân càng nhìn càng tán thưởng Lập tức hạ lệnh cho tu sĩ Bắc Bì quân thủ hộ xung quanh Bảo hộ cho Bạch tiêu Thuần Cuối cùng việc này cũng kinh động tới thiên nhân cảnh Trần Hạ Thiên Cặp mắt vĩ đại cũng nhìn sang công giáp các của Bạch tiêu Thuần Sau khi nhìn kỹ Cũng thu hồi ánh mắt Dường như Hàn khí có biến hóa Trần Hạ Thiên nói nhỏ Thời gian trôi qua Bạch tiêu Thuần bế quan mấy tháng Cũng may trong mấy tháng qua cũng có vài lần chiến tranh nhưng quy mô rất nhỏ không có khả năng xuất hiện nhiều trận chiến lớn như nửa năm trước hắn tu hành mấy tháng cũng đến thời khắc mấu chốt nhất kim đan trong người tiêu hóa toàn bộ lực lượng nguyên anh đan rót đầy toàn bộ chín tầng linh hải hàn khí không ngừng sinh sôi và đóng băng toàn bộ kim đan dường như toàn bộ kim đan đều biến thành khối băng hiện tại kim đan đóng băng chín thành hàn băng sinh ra hào quang trói mắt nó chậm rãi lan tràn khắp toàn thân bạch tiều thuần không nhúc nhích hắn ngồi tại đó lại qua ba ngày vào hoàng hôn ngày hôm nay đột nhiên kim đan trong người của bạch tiều thuần rung động không ngừng cuối cùng một thành sót lại trong kim đan đã biến thành băng đàn trong đầu bạch tiều thuần sinh ra tiếng nổ quanh quần hắn mở mắt trong mắt sinh ra khí thức vô cùng bàng bạc và tăng lên rất nhanh đột phá tu vi không còn là kim đan hậu kỳ mà bây giờ đã là kim đan đại viên mãn thành Bạch Tiêu Thuần khoát lớn Ánh mắt mang theo hào quang khác thường Hắn phát hiện hàn khí trong kim đàn Đã vượt qua hàn khí trước kia rất nhiều Hàn khí lưu động trong người Nhưng không gây thương tổn tới bản thân Bạch Tiêu Thuần chậm rãi nâng tay phải lên Ánh mắt nhìn sang Một tia hàn khí bay ra khỏi ngón tay Đóng bằng bốn phía Bạch Tiêu Thuần phát hiện trong hàn khí Có ẩn chứa băng hoàng Thậm chí tầng băng bao phủ toàn bộ công giáp các Ngay sau đó cũng bao phủ phạm vi các tu sĩ thủ hộ xung quanh bọn họ hoảng sợ né tránh chí hàn bạch tiêu thuần vẫn như thường hắn nhìn hàn khí và suy nghĩ một lúc hắn phát hiện hàn khí trong kim đan đã biến hóa không nhỏ dường như đang nuôi dưỡng cái gì đó bạch tiêu thuần trầm mặc một lúc hắn suy nghĩ liên tục mặc dù hắn không biết trong kim đan nuôi dưỡng cái gì nhưng có thể cảm nhận được chấn động vô cùng quen thuộc hắn có dự cảm rất mạnh một khi nó thành công phá xác ra ngoài sẽ kinh thiên động địa ngự lực. Bạch Tiêu Thuần thì thào, đột nhiên ánh mắt sinh ra hào quang. Ta biết rồi, ta tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết, hôm nay hàn đã đại thành, như vậy trong kim đan đang nuôi dưỡng niệm. Đối với thứ gọi là niệm, Bạch Tiêu Thuần có suy đoán và lý giải riêng của mình. Hắn suy nghĩ một lúc và đưa ra đáp án, chỉ cần niệm lực nuôi dưỡng thành công, mọi thứ sẽ được công bố. Tù vi đã là kim đan đại viên mãn, kế tiếp chính là bất tử trường sinh công. Bạch Tiêu Thuần cảm nhận thân thế biến hóa, dược lực viên nguyên anh đan quá lớn, trừ chèo chống Bạch Tiêu Thuần bước vào đại viên mãn ra thì vẫn còn thừa một ít. Hắn dung nhập vào huyết nhục và biến thành sinh cơ. Không hổ là nguyên anh đan. Đáng tiếc ta không biết phường thuốc, ta cũng đoán ra được chủ dược trong nguyên anh đan có một thứ gọi là sinh tiên thảo. Sinh tiên thảo, đây là dược thảo gần như đã tuyệt chủng, tác dụng lớn nhất của nó là cung cấp sinh cơ cho tu sĩ. Truyền thuyết sinh cơ có thể giúp người ta thành tiên, đương nhiên đây là chuyện không có khả năng nhưng cũng nói lên giá trị của nó cho dù ta có ăn thêm một viên nguyên anh đàn chỉ áp chế không đột phá nguyên anh mà dùng bất tử trường sinh công hấp thu bất tử trường sinh công cũng có đột phá bất tử quyền tầng thứ ba bất tử cần hôm nay ta đã thu thành hai chân hai tay chỉ kém thân thể và đầu lâu mà thân thể cần sinh cơ bạch tiêu thuần trầm ngâm một lúc hắn nâng tay phải cầm một viên nguyên anh đan nuốt vào trong miệng liên tục ăn hai viên nguyên anh đan nếu việc này truyền ra ngoài sẽ gây ra anh động không nhỏ giá trị của nguyên anh đan rất cao có rất ít người thừa nhận nổi dược lực trùng kích bạch tiêu thuần nuốt viên nguyên anh đan này lực lượng thiên địa trong nguyên anh đan khuếch tán khắp toàn thân dược lực muốn trùng kích băng đan dường như muốn nghiền nát phá đan đột phá nguyên anh vào lúc dược lực muốn đụng chạm vào băng đan đôi mắt bạch tiêu thuần tỏa sáng đột nhiên vận chuyển bất tử trường sinh công, thân thể hắn rung động rất mạnh, lực lượng kinh người ngưng tụ khắp toàn thân. Trong thời gian ngắn, hắn như người cưỡi ngựa dùng cương trên bờ vực. Dược lực muốn chạm vào băng đan bị kéo vào trong vòng xoáy. Bất tử trường sinh công chính là công pháp cần đầy đủ sinh cơ là có thể tu thành vô hạn. Bạch Tiêu Thuần đã biết thêm điểm này từ lâu. Từ khi bắt đầu tu hành cho tới bây giờ, Bạch Tiêu Thuần biết rõ tu hành bất tử trường sinh công cần hao tổn tài nguyên rất lớn, to lớn tới mức nghịch hà tông cũng không đủ trèo trống sợ rằng cũng chỉ có tông môn thượng du như là tinh không đạo cực tông mới có thể cung cấp đủ tài nguyên cho bạch tiểu thuần tu hành đây chỉ là bất tử quyền tầng thứ ba chỉ đến cấp độ bất tử cân phía sau còn có bất tử cốt cùng với bất tử huyết có thể nghĩ sinh cơ cần thiết nhiều đến mức nào ta không quản nhiều như vậy ánh mắt của bạch tiểu thuần mang theo thần sắc kiên định vòng xoáy không ngừng hấp thu sinh cơ ẩn chứa trong nguyên anh đàn Thân thể hắn cực nóng Hết lần này tới lần khác Trong người lại sinh ra một tầng hàn băng ngăn cách cay nóng Dược được bao phủ khắp toàn thân Hắn cảm nhận rõ trong từng khối huyết nhục Lực lượng thân thể hắn càng lúc càng mạnh hơn trước Thậm chí Sau khi tương điên với tứ chi Nó lại hình thành cấm chế như là ẩn như hiện trong người Thời gian trôi qua Không biết quái bao nhiêu lâu Đôi mắt bạch tiêu thuần mở ra Thân thể trừ đầu Thì các bộ vị khác đều sinh ra hào quang màu đen trong hào quang màu đen trên người bạch tiêu thuần hít thở trầm ổn ánh mắt sinh ra tinh quang sáng người hắn cảm nhận rõ lực lượng thân thể tiến thêm một bước dài đây chưa phải là trọng điểm hắn cảm nhận rõ thân thể mình đang rung động và nhẹ hơn trước rất nhiều thậm chí hắn có cảm giác mình hơi vận động thân thể cũng có thể xuyên phá hư không bạch Tiểu thuần ngạc nhiên khi mình có cảm giác như thế hắn nhịn xúc động muốn thở sau khi cảm nhận rõ thân thể biến hóa liền khiếp sợ đây là Bạch Tiêu Thuần vô cùng vui vẻ, hắn có cảm giác mình đã chạm vào gông cùm nào đó. Bạch Tiêu Thuần hưng phấn không nhỏ, hắn muốn vận chuyển bất tử trường sinh công đột phá, sinh cơ trong nguyên anh đan chậm rãi biến mất. Đáng tiếc, Bạch Tiêu Thuần tiếc nuối, hắn kích động không nói thành lời. Kim đan đại viên mãn, bất tử trường sinh công gần đại thành, hiện tại không kết đan nào dám chọc vào ta. Bạch Tiêu Thuần cười to, hắn đứng lên và cảm nhận thân thể. Cảm giác muốn phá tan không gian càng mạnh hơn trước Hắn cũng không áp chế Và bước lên một bước Hắn tiến lên Tầng băng trước mặt nổ tung Thân thể Bạch tiêu Thuần biến mất Trong nháy mắt hắn biến mất Tầng băng bốn phía không ngừng vỡ vụn Vỡ vụn lan tràn khắp các lầu chung quanh Lan ra quảng trường bên ngoài Chỉ hơn 10 hô hấp Tầng băng bao phủ công giáp các đã vỡ hoàn toàn Tiếng đổ kinh thiên động địa tu sĩ Bắc Bì Quân thu hộ chung quanh Kinh hãi Đám người triệu long xung quanh nhìn nhau Cả công giáp các biến thành khối bằng lớn nhưng sụp đổ quá nhanh. Ngày tiếp theo, tất cả cỏ cây, lò đan, phòng ốc, ngay cả lầu cát của Bạch Tiểu Thuần cũng đã trên năm xẻ bảy. Vô số người hít thở không thông, bọn họ phát hiện trong lầu các sụp đổ không nhìn thấy thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần. Không gặp đại sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người triệu lòng sững sờ. hắn và Lưu Lệ bay thẳng về phía lầu cát sụp đổ. Tại nơi này không có bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần Vào lúc bọn hắn tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần Bên ngoài trường thành Tại vị trí chiến trường trước kia Mặc dù hiện tại không có chiến tranh xảy ra Nhưng mặt đất bị tàn phá không ra hình dáng Mặc dù đã xử lý toàn bộ thi thể Nhưng nơi đây vẫn bị máu huyết nhuỗm đỏ Giống như địa ngục Chỉ có hùng thú thích ăn thịt người trong man hoang Xuất hiện tại đây Chúng không ngừng đào bới đất đá dưới chân Để tìm kiếm chân tay cụt Đột nhiên cả khu vực địa ngục xuất hiện gợn sóng và rung động sau khi rung động xuất hiện các hắc quang sinh ra dường như hắc quang hình thành phù văn nào đó bốn phía có không ít hùng thú đang ăn thịt người bị kinh động chúng nhanh chóng chạy đi không dám tới gần cùng lúc các tu sĩ canh gác trường thành cũng phát hiện ra sắc mặt bọn họ ngưng trọng nhìn sang thậm chí có chiến xa cũng phát hiện trên chiến xa xuất hiện hào quang tùy thời bắn ra đúng lúc này gợn sóng lan ra xung quanh và sụp đổ một bóng người bước ra khỏi gợn sóng trong mắt tu sĩ thủ hộ trường thành xuất hiện sát ý đang muốn ra tay thì có người hô to bạch đại sư là bạch tiểu thuần những tu sĩ thủ hộ trường thành ngạc nhiên bọn họ không hiểu bóng người kia xuất hiện khi nào người này chính là bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần vừa mới ra ngoài nên còn mờ mịt hắn nhìn xung quanh và phát hiện mình đang ở nơi nào nội tâm hoảng sợ không nhỏ tại sao lại ở nơi này bạch tiểu thuần khẩn trương hắn sợ đột nhiên có một đám hồn tu xuất hiện cho nên nhanh chóng bay thẳng về phía trường thành cho ta đi vào trong lúc bay đi bạch tiêu thuần hô to tu sĩ trong trường thành do dự bạch tiêu thuần vội vàng ném ngọc bài thân phận về phía trước sau khi nghiệm chứng thân phận bạch tiêu thuần mới quay về trường thành bạch đại sư tại sao ngươi lại đi ra ngoài chúng ta không thấy người nào ra ngoài cả huống hồ muốn ra khỏi trường thành cần có lệnh của quân chủ tu sĩ chung quanh nhìn bạch tiêu thuần Ánh mắt hoài nghi Có người lên tiếng hỏi thăm Là Là ngoài ý muốn Ngoài ý muốn Bạch Tiểu Thuần ho khan Lúc này đã quay về trường thành Tâm tình khẩn trương Cũng đã ổn định lại Hắn đang ở trong lầu các công giáp các Đột nhiên thừa cảm giác phá không thế nào Cho nên bước ra một bước Hắn không ngờ vừa ra một bước Đã tiến vào trong hư vô đen kịt Lúc này ở trong hư vô Hắn cảm giác thân thể mình sắp sụp đổ Sợ hãi dễ dụa kịch liệt thật vất vả mới thoát ra ngoài nhưng đã ở bên ngoài trường thành rồi lúc này nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi sau khi giải thích một lúc liền tiến vào chủ thành quá nguy hiểm sau này không thể mạo hiểm như thế được bạch tiêu thuần nhớ lại tình cảnh vừa rồi càng nghĩ hắn càng sợ hắn cân nhắc mình có thể vượt qua màn sáng trận pháp xuất hiện ở bên ngoài xem ra kỹ thuật vừa rồi cũng tương tự với thuấn gì dường như không phải dù sao màn sáng trận pháp trên trường thành trừ khi lúc chiến tranh mới có được cặp mắt vĩ đại gia trì lực lượng mới có thể cho phép tu sĩ năm đại quân đoàn xuyên qua lúc bình thường cần có lệnh bài quân chủ mới có thể đi ra ngoài có lẽ ta đi ra ngoài vô cùng đơn giản bạch tiêu thuần nháy mắt mấy cái hắn ẩn ẩn cảm giác đây chính là thần thông kỳ lạ của bất tử cân chẳng lẽ đây mới là bất tử cấm nhắm vào tất cả cấm chế Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới điểm này Nhưng không thử Hắn vừa nhớ lại cái cảm giác thân thể sụp đổ trong hư vô Liền vô cùng sợ hãi Không được Quá là nguy hiểm Cho dù có thử thì cũng phải chờ ta tu thành bất tử cân Đến đại thành đã Đột phá gông cùng siềng xích xong thì mới thử Bạch Tiểu Thuần lắc đầu Vừa mới đến gần công giáp các Thì phát hiện đám người triệu long Đang tìm kiếm mình Sau khi gặp được Bạch Tiểu Thuần Quay về mới thở ra một hơi chúc mừng đại sư đột phá tù vi đại sư ngươi xem đi có cần chúng ta xây dựng lại hay không đám người triệu long vội vàng bái kiến lúc nhìn bạch tiểu thuần liền cảm thấy hắn sâu không lược được lúc trước còn tu luyện trong đầu các sau đó lại biến mất trước ánh mắt của bọn họ công giáp các bị hủy hoàn toàn bạch tiểu thuần là thiên phu trưởng bác bì quân cũng có lĩnh khu của mình hắn lập tức lên tiếng không ở nơi này nữa chúng ta đi lĩnh khu đi trong trường thành có 5 đại quân đoàn Mỗi quân đoàn đều có lãnh địa của mình Phân biệt các phương Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm Lãnh địa của Bắc Bì quân nằm ở phía Đông Nơi này phân chia thành 10 khu vực Cũng là lính khu của 10 vạn phu trường Bất cứ vạn phu trường nào Cũng có tu vi nguyên anh Phần lớn đều giết ra từ núi thầy biển máu Sát khí nhiều hơn người khác không ít Thực lực và chiến lực vượt xa cùng thế hệ Có thể nói Không có công lao khủng khiếp Hoặc là hậu trường thân hậu thì đừng có nghĩ trở thành vạn phu trưởng Lĩnh khu của mỗi vạn phu trường Chia thành 10 quân doanh Dưới chứng vạn phu trường Có 10 thông lĩnh thiên phu trường, Không có phân chia bách phu trưởng Và thập phu trường. Bình doanh của Bạch Tiểu Thuần nằm trong lãnh địa phận Của vạn phu trưởng đệ tam quân Bắc bì quân, chu hưng quân Cũng tiếp giáp với bình doanh của Lý Hoàng Minh Sau khi Bạch Tiểu Thuần tấn thẳng thiên phu trưởng Bình doanh quán được vạn phu trường Chu Hưng Quân an bài rất tốt cũng đưa một ngàn tu sĩ tới Từ điểm này có thể thấy đối phương chiêu cố Bạch Tiểu Thuần rất nhiều Cho nên một ngàn tu sĩ được đưa tới Chính là một bộ phận trong vạn người Được Bạch Tiểu Thuần cứu tại chiến trường Một bộ phận bị đưa sang các quân đoàn khác Nhưng Bạch Lân tự mình dẫn tới Những tu sĩ này mang lòng cảm kích Bạch Tiểu Thuần Càng tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần hung hãn và điên cuồng Bọn họ sớm tâm phục khẩu phục Cho nên nội tâm hưng phấn Khi làm thù hạ Bạch Tiểu Thuần trên đường bạch tàu thuần đi vào binh doanh một ngàn tu sĩ đang huấn luyện trên quảng trường có người thi triển các loại thần thông có một ít người thì bàn luận với nhau như là ra tay tàn nhẫn nhưng trên thực tế đều có chừng mực có một ít người ngồi đả tòa trên người sinh ra khí chất lạnh lùng không đến gần thậm chí trong khoảng thời gian bạch tàu thuần trở thành thiên phu trường trong binh doanh đã có bộ dạng như vậy thù hạ các thiên phu trường khác đều kinh hãi nhìn bọn họ đột nhiên trên bầu trời có độn quang xuất hiện Tốc độ độn quang cực nhanh Không qua bao lâu Đã đến gần binh doanh Ánh mắt mọi người đang đóng trong binh doanh đều nhìn sang Đại nhân đang trên đường tới đây Người vừa xuất hiện là một nam tử trung niên Trên người hắn sinh ra khí chất thiết huyết và lạnh lùng Hắn vừa nói xong Thì tất cả tu sĩ rung động Xếp thành hàng Có mấy bách phu trưởng lập tức hét lớn Trình đốn đội hình Cả binh doanh tăng hiệu suất hành động Lúc Bạch Tiểu Thuần đến Còn cho rằng mình đến nhầm nơi Cả ngàn tu sĩ đứng thành hàng Chờ đợi Bạch Tiểu Thuần Bọn họ đứng đó Nhưng khi thấy ngưng tụ thành một Cùng lớn tiếng hô to Bái kiến đại nhân Tiếng hô như sấm sét vang vọng Bình doanh Tiếng nói truyền khắp lãnh địa đệ tam quân Kể cả Lý Hoành Minh Và các thiên phu trưởng khác Đều nghe được tiếng hô. Không ít người ngạc nhiên đi ra ngoài quan sát Bạch Tiểu Thuần bọn họ lại nhìn sang một ngàn tu sĩ đang xếp hàng cảm nhận khí chất thiết huyết và hung hãn của bọn họ dường như trong người mang theo chiến ý cực mạnh chiến ý không nhắm vào bạch tiểu thuần mà là chỉ cần bạch tiểu thuần ra lệnh một tiếng hắn chỉ vào nơi nào bọn họ sẽ san bằng nơi đó kiều bình hãn tướng những người kia cảm tạ ân mạng của bạch tiểu thuần cũng nhìn thấy bạch tiểu thuần thiết huyết tàn nhẫn cho bọn họ kính nề và cuồng nhiệt bọn họ chưa triệt để báo ơn bọn họ vẫn là tư quân của bạch tiểu thuần Đám người Lý Hoành Minh phát hiện việc này Tâm thần chấn động không nhỏ Đây là lần đầu tiên Bạch tiêu Thuần đi vào binh doanh của mình Hắn nhìn những thân ảnh từng quen biết Cảm nhận khí chất hùng hãn không sợ chết Máu huyết trong người hắn nóng rực Hắn dừng bước Nội tâm không ngừng nhớ ra trận chiến nửa năm trước Qua một lúc Bạch Tiểu Thuần thở dài Nội tâm hắn cảm động Cũng hiểu bọn họ chính là người được mình cứu khi đó Nhất là khi Bạch tiêu Thuần nhìn thấy ánh mắt Sùng bái và cuồng nhiệt của bọn họ Nhìn mình nội tâm hắn xúc động giơ tay lên cao đi theo ta mọi người có rượu cùng uống có thịt cùng ăn có chiến công cùng đoạt lúc chạy trốn khỏi chết mọi người cùng nhau chạy bạch thờ thuần giống to hắn cảm giác lời nói của mình vô cùng khí phách sau khi nói xong càng ngàn tu sĩ vô cùng vui vẻ bọn họ cùng ôm quyền hô to tuân mệnh đại nhân tiếng hồ càng vang vọng bốn phương Sắc mặt đám người Lý Hoành Minh quái dị Bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều đồng liêu Ở trước mặt thù hạ Nói những lời ủng hộ và động viên Chưa bao giờ nghe ai nói chuyện trực tiếp như Bạch Tiểu Thuần Tại kiến trúc quan tài cực lớn Nằm trong lĩnh địa Bắc Bỉ Quân Bạch Lân lắc đầu cười khổ Nhìn sang hướng bình doanh Bạch Tiểu Thuần Bên cạnh hắn Có 10 thân ảnh mặc áo giáp Phần lớn là trung niên Cũng có một ít lão giả Ánh mắt bọn họ nghiền ngẫm Bọn họ đang thương nghị công việc cho Bắc Bì quân Và bị tiếng hồ lớn hấp dẫn Nên dùng thần thức dò xét Bạch Tiểu Thuần này nói chuyện quá thẳng Không ngờ nói cả câu chạy trốn khỏi chết Mọi người cùng bỏ chạy nữa Bạch Lân cười cười Hắn quay đầu nhìn sang lão giả tóc bạc Trong 10 người trước mặt chu Huỳnh Bạch Tiểu Thuần ở chỗ của ngươi Kẻ này có tác dụng lớn với bác bì quân Ngươi nên chiếu cố một hai Mười người đây chính là mười vạn phu trường trong Bắc Bỉ Quân Cái lão già tóc bạc Chính là thượng cấp Bạch Tiểu Thuần Vạn phu trường Đệ tam quân Chu Quân Quân Hắn chỉ cười khẽ và gật đầu Quân chủ yên tâm Lão phu sẽ an bài Bạch Đại Sư thỏa đáng Bạch Lân gật gật đầu Hắn nhìn vạn phu trường Bắt đầu tiếp tục thương nghị chuyện quan trọng của Bắc Bỉ Quân Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần cùng cả ngàn tu sĩ tiến vào trong binh doanh Nơi này là nhà mới của bọn họ Đám người Triệu Long là thân vệ nên an bài song xuôi, binh doanh thủ hộ chặt chẽ từ trong ra ngoài, bất cứ người nào ra vào mà không có thủ lệnh thì đều sẽ bị giữ lại. Dù sao Bạch Tiểu Thuần hôm nay không chỉ là thiên phu trường hắn càng là nhân vật đứng thứ 10 trong tất sát bảng của Man Hoang, bị treo giá một thiên thú hồn. Không chỉ Man Hoang động tâm mà ngay cả tu sĩ cũng thèm muốn. Dù sao việc này từng xảy ra không ít. Thời gian nửa năm trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đi vào trường thành gần 2 năm Từ khi hắn trở thành thiên phu trường Mặc dù ngoài trường thành xảy ra không ít cuộc chiến Nhưng quy mô rất nhỏ Không cần hắn tham gia Bạch Tiểu Thuần đã sớm quen với tình hình Ở trong trường thành Chuyện hắn thích làm nhất Chính là thường cách một đoạn thời gian Mặc áo giáp thiên phu trường Dẫn theo nhiều binh sĩ đi bộ trong trường thành Hắn muốn hưởng thụ ánh mắt hâm mộ Và kính sợ của người khác với mình Bạch Tiểu Thuần làm việc này Thực là không biết bệt Phi thường, mưu cầu danh lợi Ban đầu đám người triệu long còn kinh ngạc Một ngàn tu sĩ cũng như vậy Lúc đầu còn ngạc nhiên Nhưng về sau thì không thèm quan tâm nữa Bọn họ cũng biết rõ tính cách của cái tên Bạch Tiểu Thuần này Số lần Bạch Tiểu Thuần ra ngoài là quá nhiều Thậm chí còn làm không ít việc không đàng hoàng Ngay cả Bạch Lân cũng nghe qua Hắn vô cùng đau đầu Vì vậy an bài một phen Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần mang theo một ngàn tu sĩ xuất thành như thực lệ Hắn hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người qua đường cũng nghe ngóng những lời tán dương xung quanh Bỗng nhiên ở xa xa Có mấy ngàn tu sĩ mặc áo giáp xuất hiện Những nơi bọn họ đi qua Đều bị dọn bãi Tất cả mọi người đều lui xa ra trăm trượng Cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng bị ép tránh đường Các người làm gì? Bạch Tiểu Thuần không vui Vạn phu trưởng niên trì vinh Đại nhân xuất hành Các người nhanh lui ra sau Tu sĩ kia lên tiếng Trong tay cầm một lệnh bài Lệnh bài còn viết một chữ niên và đồ đằng lột ra Trong năm đại quân đoàn Chỉ có lệnh bài vạn phu trường Mới mang theo họ Sau khi xuất hiện lệnh bài Tu sĩ này phật tay Xua đổi mọi người xung quanh Cũng đẩy đám người Bạch tiêu Thuần ra sau Bạch tiêu Thuần rất khao hứng Nhưng không có biện pháp Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gần vạn tu sĩ đi ngang qua Sau khi con đường được dọn dẹp Một lão giả mặc áo giáp màu đỏ Sáng ngời đi tới Theo sau hắn có 10 thiên phu trường Mỗi người vô cùng cung kính đi theo lão già Có không ít người lui ra xa hơn trăm trượng Bọn họ nhìn thấy lão già liền hoan hô Ánh mắt cuồng nhiệt hơn cả lúc Bạch Tiểu Thuần xuất hành Thậm chí Từng tiếng nghị luận truyền vào tay của Bạch Tiểu Thuần Vạn Phu Trường Trời ạ à, Rất ít khi gặp được Vạn Phu Trường xuất thành đấy Bất cứ Vạn Phu Trường nào Cũng là nhân vật kinh thiên động địa trong trường thành Dậm chân một cái Có thể dung chuyển tám phương Khi thế kia Phu Trương và bá đạo như vậy Bạch Tiểu Thuần trận mắt há mồm Hắn hít khí lạnh và nội tâm ê ẩm Có gì khó lường chứ Không phải là vạn phu trường sao <laughs> Bạch Tiểu Thuần nhìn đối vương phu trường Hắn cắn rằng nói Ta cũng muốn trở thành vạn phu trường Hằng hái đi ra Phiền muộn quay về Bạch Tiểu Thuần trở lại binh doanh Và nghĩ tới tràng cảnh vạn phu trường xuất hành Nội tâm hắn vô cùng ganh tị Vạn phu trường Bạch Tiểu Thuần cắn rằng hắn nghĩ đến bên cạnh niên trì vinh có 10 thiên phu trường lại như đến bản thân mình <laughs> không được ta nhất định phải trở thành vạn phu trường bạch tiêu thuần ngẩng đầu lên ánh mắt mang theo vẻ kết đoán nửa năm qua hắn không tu luyện cũng không luyện đan chỉ lo hưởng thụ vinh quang từ thân phận thiên phu trường mang lại lúc này hắn mới tỉnh ngộ thiên phu trường không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn từ khi ý niệm muốn trở thành vạn phu trưởng xuất hiện trong đầu, Bạch Tiêu Thuần nhớ thích Bạch Lân đã từng nói qua, bảo hắn đã cố gắng trở thành vạn phu trưởng. Dùng thân phận vạn phu trưởng, xuất ngũ trở lại tông môn sẽ trở thành trưởng lão thiết huyết đường Bạch Tiêu Thuần thì thảo hắn cảm thấy mình phải tìm hiểu rõ tin tức, cho nên ra ngoài một lúc. Việc này trong nam đại quân đoàn không tính gì là bí mật, thậm chí lưu truyền rộng rãi. Bạch Tiêu Thuần hơi nghe ngóng là biết được tất cả. Sau khi biết rõ trường lão thiết huyết đường có địa vị rất cao Còn vượt qua cả các trường lão bình thường Thậm chí chỉ thấp hơn trường môn nửa cấp Bạch Tiểu Thuần đã cực kỳ hưng phấn Điểm này sao có thể Đây chính là trường môn tinh không đạo cực tông đấy Mặc dù cũng là nguyên anh Nhưng lại có địa vị cực cao Vì sao trường lão thiết huyết đường chỉ thấp hơn hắn có nửa cấp Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Sau khi tìm hiểu rõ ràng Thì hắn cũng biết tại sao Năm đại quân đoàn không nghe lệnh trưởng môn Thiên nhân chỉ có thể tỏa chấn Trong tinh không đạo cực tông Người nắm giữ năm đại quân đoàn Chính là lão tổ bán thần Sở dĩ thiết huyết đường có địa vị cao Là vì thiết huyết đường chính là lệnh của lão tổ bán thần Bạch Tiêu Thuần động tâm Hắn suy nghĩ Nếu mình trở thành vạn phu trường Qua mấy năm quay về tông môn Lại đổi ngũ hành thiên thú hồn Và đột phá thiên phú nguyên anh Cuối cùng là trở thành trường lão thiết huyết đường Đến lúc đó địa vị của mình là vô cùng cao thượng Thân phận khác với trường lão khác Nghịch Hà Tông Cũng sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn Bản thân mình cũng chiếm được lợi ích không nhỏ Nghĩ đến đây Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần nóng rực Ánh mắt tỏa sáng như là sao Và mang theo hưng phấn Ta nhất định phải trở thành vạn phu trưởng Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi Sau khi có chí hướng như vậy Bạch Tiểu Thuần lại bắt đầu sầu muộn Muốn trở thành vạn vu trường Cần có quá nhiều chiến công Cần trăm trận đại chiến nửa năm trước mới có thể Nhưng hiện tại Đã qua nửa năm Nhưng không có trận chiến nào như lúc trước Từ đó bà tiêu Thuần xuất xuất ruột Vì vậy trong ngày tháng sau đó Hắn thường xuyên đi tường thành Nhìn man hoang xa xa Cũng quan sát đại quân thổ dân Tại sao còn chưa tới <laughs> Đáng chết Thời gian của ta không còn nhiều Chỉ còn lại có 7-8 năm Làm sao bây giờ bạch tiểu thuần đứng than thở trên tường thành đám thổ dân và hồn tu kia quá là chết nhát tại sao còn chưa đánh tới đi bạch tiểu thuần chờ nhiều tháng nhưng không thấy đại chiến nào diễn ra tu sĩ trên trường thành thường xuyên bắt gặp bạch tiểu thuần nhìn về phía màn hoàng cũng nghe hắn lẩm bẩm rất quái dị bọn họ đưa mắt nhìn nhau bọn họ cảm thấy thổ dân màn hoang không đánh mới là chuyện tốt suy nghĩ của bạch tiểu thuần khác biệt với mọi người thực sự rất là kỳ quái đương nhiên cũng có một ít người nhìn xa suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần Và cảm khái Vì cái gì không đến Còn không phải là bởi vì ngươi Nếu không vì những thủ đoạn của ngươi Qua nhiều năm như vậy Cứ cách vài ngày là man hoang sẽ tấn công một lần Mỗi tháng sẽ có một lần đại chiến đấy Chờ đợi một thời gian ngắn Bạch Tiểu Thuần thực sự không có biện pháp Hắn nghĩ cách tìm chiến công tới mức đỏ mắt Hắn định tìm đường tật Không có biện pháp Đám thổ dân không nghe lời Ta chỉ có thể dùng biện pháp khác tìm chiến công Ta nhất định phải trở thành vạn vu trưởng. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng Sau khi rời khỏi tường thành Tiến thẳng đến tháp cao Hắn nhớ lúc trước đến đây Hối đoái vật phẩm Từng nhìn thấy có bảng nhiệm vụ Trên đó cũng có tất sát bảng Tương tự với màn hoang tất sát bảng Phía trên có liệt ra một loạt cái tên Chỉ cần đánh chết là có thể chiếm được rất nhiều chiến công Ta hiện giờ là thiên phu trường Trong tay có vô số thủ hạ cường giả Cũng không tin không tìm được nhiều chiến công bạch tiểu thuần nghĩ thầm trong lòng hắn nhanh chóng tìm đến khu vực trọng tâm đến dưới tháp cao nhìn thấy không ít tù sĩ bọn họ không ngừng gật đầu cho bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần ngẩng đầu nhìn cặp mắt vĩ đại trên tháp cao hắn lấy lệnh bài thân phận và tra xét tất sát bà hắn nhìn người đứng đầu vừa xem xong bạch tiểu thuần ngạc nhiên và than thở hồng trần nữ Xếp vị trí đầu tiên trong tất sắc bảng Chính là Hồng Trần Nữ Trong đó có ghi rõ tu vi của nàng Là thiên nhân sơ kỳ Thu đoạn tàn nhẫn, tính cách lãnh khốc Thậm chí còn nhắc nhở mọi người Nếu tu vi không tới thiên nhân Gặp phải nàng thì lập tức bỏ chạy Từ khi nàng xuất hiện đến nay Vô số tu sĩ đã chết trong tay của nàng Nàng giết không ít tu sĩ Nguyên Anh Càng kinh người hơn Thời gian nàng tu hành đến bây giờ Chưa đến 200 năm Dùng thời gian chưa đến 200 năm tu hành đến thiên nhân Bạch Tiểu Thuần xem ra ít có khả năng Thực tế đối phương là tu sĩ Màn Hoàng Màn Hoàng tài nguyên cản cối Không có thiên địa linh khí Chỉ có hồn lực Trong tình cảnh khó khăn mà vẫn đạt được cảnh giới cao như vậy Có thể thấy tư chất của Hồng Trần Nữ Là nghịch thiên cỡ nào Ta nhớ Hồng Trần Nữ Bạch Tiểu Thuần nhìn vị trí đầu tiên trên tất sát bảng trong đầu hắn nhớ lại gương mặt nữ tử Mình gặp nửa năm trước Nàng có tướng mạo tuyệt mỹ Thậm chí còn đẹp hơn cả trần mạn giao ba phần Mặc quần áo màu đỏ vô cùng nổi bật Hết lần này tới lần khác Ánh mắt vô cùng sắc bén Toàn thân sinh ra sát khí ngập trời Bạch Tiểu Thuần chỉ nhìn thôi Cũng phải kinh hồn táng đạm Hắn nhớ tới trận chiến trường thành nửa năm trước Khi nàng đại chiến với Trần Hạ Thiên Vẫn nghĩ cách diệt sát mình Hình ảnh Trần Hồng Nữ Không chỉ xuất hiện trong đầu của Bạch Tiểu Thuần mà bất cứ kẻ nào nhìn các thứ hạng trên tất sắc bàn đều xuất hiện hình ảnh và lưu ý. Nhân vật kinh diễm như vậy bị trao thưởng kinh người, phạm là người đánh chết hồng trần nữ sẽ lập tức trở thành quân trưởng. Nếu không còn vị trí quân trưởng thay thế, thậm chí có thể tổ kiến một quân đoàn khác. Ban thưởng như thế vượt qua suy nghĩ trở thành vạn phu trưởng của Bạch Tiểu Thuần quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể nhìn vào hâm mộ, hắn không có lá gan dám trêu chọc hồng trần nữ. Không phải là đang nói nhảm sao Người có thể diệt nàng Thì cũng chỉ có thiên nhân Nếu ta có tu vi như vậy Thì còn thèm gì cái chức quân trưởng quân đoàn nữa chứ Bạch tiêu Thuần lắc đầu Hắn cảm thấy mình có tu vi như vậy Đã sớm trở lại nghịch Hà Tông Cho dù là tinh không đạo cực tông Cũng không muốn đắc tội thiên nhân Bạch tiêu Thuần thờ dài Hắn nhìn xuống bài danh thứ hai Tên thứ hai cũng là thiên nhân Tên là Kinh Chập Chiến tích của hắn cũng vô cùng đáng sợ Bạch tiêu Thuần hãi hùng khiếp phía Càng xem thì càng hoảng sợ Hắn phát hiện thứ hạng trước 30 Đều là luyện hồn sư tu vi nguyên anh Tùy phía sau cũng có kết đan Nhưng chiến công giảm xuống rất nhiều Bạch Tiểu Thuần tính toán sơ bộ Hắn phát hiện nếu mình ra tay với kết đan Chỉ cần giết từ bài danh 30 Đến 200 Thì miễn cưỡng mới góp đủ chiến công trở thành bạn phu trường Phải làm sao bây giờ Bạch Tiểu Thuần thở dài Hắn không thể không buông tha suy nghĩ tìm chiến công từ tất sát bảng hắn cảm thấy việc này quá nguy hiểm lại nghĩ đến vinh quang huy hoàng và đủ lại chỗ tốt sau khi trở thành vạn phu trường bạch tiêu thuần cảm thấy không cảm lòng suy nghĩ mình có sở trường gì hắn không thể tìm được biện pháp kiếm nhiều chiến công như vậy hay đau đầu quá bạch tiêu thuần càng nghĩ càng phát hiện mình trừ luyện đan ra thì chả còn cái sở trường gì khác không đúng Ta còn có một sở trường Bạch Tiều Thuần dừng bước Hắn nghĩ đến lúc mình lừa dối Triệu Thiên Kiêu Và tự xưng là tình thánh Liền có ý định Hắn quay đầu sang nhìn vị trí đứng đầu tất sát bảng Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần Bắt đầu do dự Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ta vì làm vạn phu trường Phải đi bán cái nhàn sắc của mình Câu dẫn hồng trần nữ sao Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất là bi phẫn ủy khuất hắn nhớ đối phương lớn tuổi nhưng lại vô cùng xinh đẹp nói không chừng sẽ có tính cách cổ quái gì gì đó hắn cảm giác mình hy sinh quá lớn khi làm những việc như vậy không có lợi Ê... bạch tiêu thuần ủ rũ hắn bỏ qua suy nghĩ đáng sợ này chẳng lẽ ông trời ghen ghét bạch tiêu thuần ta sao nhất định ngăn cản ta trở thành vạn vu trưởng sao bạch tiêu thuần bi thương ngẩng đầu nhìn trời Hắn cứ đứng đó mà than thở suốt cả nửa ngày Hắn muốn quay về binh doanh Thời điểm hắn sắp rời khỏi tháp cao Đột nhiên bên ngoài tháp cao có rất nhiều tu sĩ mở túi chức vật ra Thả ra những oan hồn mà mình thu thập được Túi chức vật không thể dung nạp oan hồn quá lâu Cho nên những oan hồn kia vô cùng ảm đạm Sau khi bay ra ngoài Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hấp được từ cặp mắt vĩ đại hút đi Trong chớp mắt Cặp mắt vĩ đại hút đi oan hồn Bạch Tiều Thuần phát hiện Cặp mắt linh động hơn trước một phần Bạch Tiểu Thuần muốn rời đi Nhưng lại dừng bước Hắn phát hiện tu sĩ hiến tế oan hồn Được không ít oan hồn đang hưng phấn chạy đi Nhìn thấy hình ảnh vừa rồi Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần sinh ra hào quang thật ráng Hắn vỗ đùi Đúng vậy Tại sao ta lại quên việc này chứ Ta có thể tế hồn Chỉ cần có thể đầy đủ hồn tế hiến Thì chiến công không ngừng gia tăng Ai, Cũng không được sau khi kích động ban đầu, bạch tiêu thuần buồn phiền. tuy tây hiến hồn là biện pháp rất tốt để đạt được chiến công, nhưng hiện tại chiến tranh đã giảm bớt, oan hồn thì cũng giảm bớt rồi. bạch tiêu thuần cảm giác mình có trổ hết tài năng, thì cũng không có đất dụng võ. lúc này ảm đạm rời đi. sau khi về quân doanh, bạch tiêu thuần phiền não đau đầu suy nghĩ tình hình, biết rõ muốn đạt được đầy đủ hồn, thì chỉ có một biện pháp, chính là rời khỏi trường thành đi man hoang tìm. Từ đó có thể đạt được oan hồn Bạch Tiểu Thuần than thở Hắn buông tha suy nghĩ vừa rồi Sau đó hắn yên lặng Ở trong binh doanh không muốn ra ngoài Tiếp tục tu hành bất tử trường sinh công Bất tử trường sinh công tầng thứ ba Bất tử cân Chưa còn kém phần đầu là đạt đến đại thành Mặc dù đầy đủ được dược thảo Nhưng phần đầu là khu vực trí mạng Với tính cách cẩn thận của Bạch Tiêu Thuần Hắn sợ gặp nguy hiểm trong lúc tu hành Vì vậy không dám nhất cổ tác khí cân nhắc hồi lâu liền quyết định tu hành chậm lại một ít thời gian nửa năm trôi qua bạch tiêu thuần tới trường thành đã gần ba năm trong đó cũng có mấy lần chiến tranh bạch tiêu thuần cực kỳ mưu cầu danh lợi dù không tự mình tham dự nhưng tu sĩ dưới chứng hắn thu hoạch không ít toàn hồn khoảng cách trở thành vạn phu trường còn kém quá lớn hôm nay còn kém hai tháng nữa là tròn ba năm bạch tiêu thuần đến trường thành hắn ngồi trong binh doanh tu hành bất tử trường sinh công bất tử cân đã đạt bao phủ một nửa đầu hắn bạch tiêu thuần không thể không cẩn thận lúc bất tử cân bao phủ phần đầu đó là nguy hiểm nhất hắn gặp nguy cơ sinh tử vài lần rồi đột nhiên trong lúc tu hành túi chữ vật của bạch tiêu thuần xuất hiện hào quang màu đỏ bạch tiêu thuần sững sờ hắn mở mắt nhìn vào túi chữ vật chuyện gì vậy bạch tiêu thuần hiếu kỳ mở túi chữ vật ra xem Hắn phát hiện lệnh bài của mình đang tỏa ra hào quang màu đỏ sáng ngời. Việc gì? Bạch tiêu thuần ngạc nhiên, xuất lệnh bài thân phận ra. Hắn có được lệnh bài khi đi lên thuyền hai năm trước. Tông môn từng nói, không được làm mất lệnh bài, cũng không thể hư hào. Nếu không sẽ không thể thông qua trường thành, cũng không thể trở về tông môn sau khi hoàn thành thí luyện. Lúc trước đã có người cảnh báo bạch tiêu thuần vẫn ghi nhớ ở trong lòng. Còn âm thầm thử một chút Cũng không biết lệnh bài là dùng vật liệu gì để chế thành Với tu vi của hắn, Không thể làm hư hào Lúc này mới an tâm không ít Trước mắt lệnh bài tỏa ra hào quang trói mắt Nếu chỉ như vậy thì cũng bỏ đi Bạch Tiêu Thuần hít khí lạnh Hắn phát hiện trong lệnh bài Sinh ra lực lượng cuồng bạo Dường như là sắp nổ tung Chuyện gì vậy Bạch Tiêu Thuần đứng lên Sắc mặt biến hóa Hắn dùng thần thức dò xét lệnh bài Lúc thần thức dò xét lệnh bài liền có tin tức truyền vào trong đầu hắn Thời gian hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất còn 2 tháng Trong 2 tháng không ra khỏi trường thành làm nhiệm vụ Lệnh bài sẽ hủy diệt Sau khi đọc tin tức vừa xuất hiện Bạch Thiều Thuần ngạc nhiên Không nói nên lời Hắn xác định lại lần nữa Cẩn thận dò xét chắn đồ mồ hôi lạnh Đáng chết Thời gian 10 năm hoàn thành 3 nhiệm vụ Ta biết việc này Nhưng đâu có nghĩ là hạn chế thời gian làm nhiệm vụ đầu tiên bạch tâu thuần sốt ruột nếu lệnh bài quán vỡ vụn như vậy thì rất khó có thể quay về tinh không đạo cực tông hey, đây là bức người mà bạch tâu thuần tức giận trên thực tế không chỉ quán mới nhận được tin tức này tất cả thiên kiêu năm đó khi tới nơi đây và không ra khỏi trường thành chấp hành nhiệm vụ một lần lệnh bài của bọn họ sẽ sinh ra hào quang màu đỏ hiển nhiên đây là mục đích của tinh không đạo cực tông chuyên môn nhắm vào những người không dám ra khỏi trường thành mà đối mặt với màn hoàng bạch tiêu thuần khẩn trương bay ra khỏi bình doanh hắn bay đến nơi của bạch lân hắn cũng tìm được bạch lân dùng thân phận bạch tiêu thuần hiện tại lúc này vô cùng sốt ruột nên không thông báo câu nào hắn trực tiếp tiến vào đại trướng của bạch lân quân chủ cứu mạng bạch tiêu thuần vừa bước vào quân trướng liền gào to bạch lân đang đả tỏa Nghe vậy bất đắc dĩ mở mắt ra Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xông vào Không chờ hắn hỏi Bạch Tiểu Thuần Đã xuất lệnh bài màu đỏ Sau khi nói xong Hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Bạch Lân Bộ dạng ta là người của ngươi Ngươi phải làm chủ cho ta Bạch Lân cũng xứng sở Hắn là người năm đại quân đoàn Thù hạ quán trừ Bạch Tiểu Thuần Thì đều là tất cả tu sĩ thiết huyết đường Cũng không có thiên kiêu nào khác gia nhập vào Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần nhiều lần Làm các hành động kinh người Hắn cũng không lên tiếng trưng dụng An tâm Chớ có phổi Bạch Lân lên tiếng hàn lấy ngọc giản ra hỏi ý một phen Sau một lúc lâu Mới nhìn sang Bạch Tiểu Thuần Các bạn vừa nghe xong tập số 123 Của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập 124 Bạch Tiêu Thuần bất an Hắn lập tức lên tiếng hỏi thăm Quân chủ Ta là thiên phu trưởng sao Lệnh bài của ta nát rồi Có làm sao không Tuy ngươi là thiên phu trưởng Bắc Bỉ Quân Nhưng là người ta trưng dụng Nếu người là vạn phu trưởng thì còn dễ nói Trước mắt Đây là tông môn quy định Việc này là ta sơ sẩy Nhưng người cứ yên tâm Ta sẽ giải quyết giúp người Bạch Lân nhìn bộ dáng của Bạch Tiêu Thuần vội vàng như vậy, sau đó hắn cười cười, cầm ngọc giản lên. Bạch Tiêu Thuần thấy Bạch Lân truyền âm vào ngọc giản, hắn nhớ đến bối cảnh Bạch Lân liền yên tâm không ít. Chờ suốt nửa ngày, lại phát hiện Bạch Lân nhíu mày, nội tâm của Bạch Tiêu Thuần mát lạnh và lo sợ. Qua nửa nén nhang, sắc mặt Bạch Lân biến thành khó coi. Hắn thu hồi ngọc giản, mới nói chuyện với Bạch Tiêu Thuần. <laughs> đám người trong tông môn quá mục nát không hiểu biến báo bạch tiểu thuần ba lần nhiệm vụ ta đã cắt bớt cho người hai lần người vẫn phải ra ngoài làm nhiệm vụ một lần không phải chỉ là một nhiệm vụ sao không có gì cả bạch lần cảm thấy xấu hổ hắn thật muốn giúp bạch tiểu thuần nhưng mấy năm qua hắn chặt chém tông môn quá ác rồi trường lão tông môn phụ trách việc này đã cắn chặt việc bạch tiểu thuần không buông hắn cũng tức giận nhưng dù sao hắn không thể làm gì Lúc này mới an ủi Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần như là sắp khóc Sau khi xác định một lần Nhìn thấy Bạch Lân thật không có biện pháp Hắn giúp mình giảm đi hai lần nhiệm vụ Đã là rất tốt rồi Quân chủ Ta Ta đứng thứ 10 trong tất sát bảng Của man hoang đấy Đám người kia hận ta muốn chết Thậm chí còn nghĩ mọi cách để giết ta 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 làm sao mà dám đi ra ngoài chứ bạch tiêu thuần sắn suýt Ai, không có việc gì người cứ cải trang ăn mặc một phen là được đi nhanh về nhanh không có người biết rõ việc này chỉ có ta và người biết là đủ bạch lần tranh thủ khuyên bảo huống hồ dù tông môn cắn chặt chuyện này cũng không buông bạch mộ cũng có biện pháp không phải là nhiệm vụ sao <laughs> nhiệm vụ của trường thành là nhiệm vụ người thân là thiên phu trường ta cho ngươi quyền lợi ban bố một nhiệm vụ cho chính bản thân mình Tự người đi mà hoàn thành Có một yêu cầu Nhiệm vụ ít nhất phải ngoài kết đàn mới được Dù sao thì tất cả nhiệm vụ Đều cần cặp mắt vĩ đại chân linh xét duyệt Mới có thể thông qua Bạch Lân ho khăn Hắn nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần Tự mình ban bố nhiệm vụ Rồi chính mình hoàn thành Bạch Tiểu Thuần nghe xong Liền ngẩng đầu lên trời Đôi mắt lóe sáng Hắn cười cười Sau đó ôm quyền rời đi Cái khó ló cái khôn Bạch Tiểu Thuần kích động trở lại quân doanh Trong đầu suy nghĩ một lúc Lập tức gọi đám người triệu long Cầm địa đồ bên ngoài trường thành tới Trong quân doanh của mình Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu địa đồ Sau đó chỉ vào tiểu sơn cốc cách trường thành mười dặm Tại đây Triệu Long sững sờ một lúc Hắn hiếu kỳ dò xét xem tiểu sơn cốc trên bản đồ Nơi đó rất tầm thường Ngày bình thường không nhìn thấy bóng dáng người nào khác Hắn không biết Bạch Tiểu Thuần chỉ vào nơi đó làm gì Đại nhân, Sơn cốc này có vấn đề gì sao?" Triệu Long hỏi. "Căn cứ tình báo, trong tiểu Sơn cốc tồn tại hồn sừng thú tu vi nguyên anh sơ kỳ, cần có người đi vào diệt nó, cầm hồn rác đổi chiến công, người đi tuyên bố nhiệm vụ đi." Bạch Tiểu Thuần vung tay nói một câu. Triệu Long ngây ngốc. "Hồn sừng thú là hung thú đặc thù ở trong man hoang, sừng của nó không những có giá trị" càng là tài liệu chủ yếu luyện khảm hồn công. Chỉ có điều khu vực hồn sừng thú qua lại, không phải là tiểu sân cốc cách trường thành mời dặm. Nơi đó không có an hồn nào, tại sao lại có hồn sừng thú chứ? Hống hồ gần trường thành như vậy, thường xuyên phát sinh chiến tranh, cho dù là hồn sừng thú cũng phải sớm chạy mất. Trừ phi hồn sừng thú ngu ngốc thì mới ở lại đó. Trọng yếu nhất, hồn sừng thú tù vi nguyên anh sơ kỳ chỉ tồn tại sâu trong màn hoàng. Đại... Đại nhân Nơi đó có hồn sừng thú sao huống hồ chứ có vạn phu trưởng Mới có tư cách tuyên bố nhiệm vụ Chúng ta Triệu lòng do dự nhìn sang Bạch Tiểu Thuần Sắc mặt mờ mịt Ta nói có là có Mau đưa nhiệm vụ cho quân chủ đi Bạch Tiểu Thuần vung tay lên Ban thường chiến công bao nhiêu Triệu Long cười khổ Ông quyền hỏi Nhiệm vụ này là cực kỳ nguy hiểm Hung hiểm vạn phần cừu tử nhất sinh Chỉ có thiên kiêu thì mới dám tiếp Như vậy đi Phần thường sẽ là 100 triệu chiến công Bạch Tiểu Thuần ho khăn một tiếng Triệu Long khiếp sợ khi nhìn số lượng chiến công Hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần Còn nữa Đừng có quên nhắc nhở quân chủ Trước khi ban bố nhiệm vụ Hãy báo cho ta một tiếng Ngàn vạn lần không thể để kẻ khác gấp nhiệm vụ với ta Bạch Tiểu Thuần trịnh trọng dặn dò Triệu Long cười khổ Sau đó gật đầu rời đi Hắn tiến vào chủ thành Nội tâm hắn cảm khái Hắn vô cùng hâm mộ chuyện biển thủ như thế này Hắn đến nơi ở của Bạch Lân liền báo cáo nhiệm vụ Lúc Ngọc Giản rơi vào trong tay Bạch Lân Bạch Lân nhìn thấy chiến công là 100 triệu Đôi mắt hắn như rớt ra ngoài Thiếu chút nữa là rơi mất Ngọc Giản Đây Đây là minh đoạt cho dù có muốn chiến công này Thì cũng quá lộ liễu đi Trong tiểu sơn cốc cách trường thành mời dặm Có hồn sừng thú cũng bỏ đi Còn Nguyên Anh sơ kỳ Cuối cùng còn không biết xấu hổ Báo tới 100 triệu chiến công Bạch Lân giờ khóc giờ cười Hắn nghĩ Dù sao mình cũng không nói phục tông môn Miễn nhiệm vụ cho Bạch Tiểu Thuần Cho nên trầm ngâm liền cải biến chiến công từ 100 triệu Xuống còn 1 triệu Lúc này mới đưa đến cặp bắt vĩ đại trên tháp cao một triệu chiến công không ít Số chiến công này đủ giúp tu sĩ bình thường tấn trước bách Phu Trường Tiện nghi tiểu tử kia Bạch Lân đau lòng Phải biết đây là bác Bì Quân tuyên bố nhiệm vụ Chiến công cũng lấy từ bác Bì Quân Hết lần này tới lần khác Hắn vô cùng đau lòng Lại phải truyền âm nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần Nhiệm vụ nhanh chóng cho thông qua Cặp bắt vĩ đại trên tháp cao tuyên bố ra ngoài Trong nháy mắt Nhiệm vụ xuất hiện có nhiều người nhìn thấy Cả đại sành xôn xao không nhỏ Nhiệm vụ một triệu chiến công Trời ạ à, Nhanh tiếp thôi Đây Đây là cái nhiệm vụ gì Tiểu Xuân Cốc cách có mười dặm Lại có hồn sừng thú tu vi nguyên anh sơ kỳ Làm sao có thể chứ Nhiệm vụ này ta muốn Tất cả tu sĩ nhìn thấy nhiệm vụ Đều mở to mắt nhìn Tâm thần chấn động Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất để chiếm đoạt Bọn họ nhanh hơn Thì cũng không thể bằng Bạch Tiểu Thuần Hắn đã sớm chờ tại đó Có Bạch Lân nhắc nhở Vào lúc nhiệm vụ xuất hiện Hắn liền bắt lấy Sau đó còn ngây ngang đi ra ngoài Trong ánh mắt nhìn theo của mọi người <laughs> Các người cướp đoạt với ta làm gì chứ Nhiệm vụ là ta tự ban bố mà Các người có cướp được Thì cũng không tìm được hồn sừng thú Trong tiểu sơn cốc đâu Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn túi chữ vật Lần trước khi luyện chế tụ hồn đan Trong tài liệu cần thiết Hắn muốn một ít hồn sừng thú trong đó có sừng của hồn sừng thú, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Hiện giờ chỉ cần nhận nhiệm vụ là đi tới tiểu sơn cốc, liền trở về xem như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hắn đang dựa vào quyền lợi của mình mà mưu cầu chỗ tốt, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quá kích thích. Dù hắn đắc ý nhưng cực kỳ cẩn thận khi ra ngoài. Sau khi nhìn kỹ tình hình xung quanh, Bạch Tiểu Thuần mới an tâm ra ngoài. Mặc dù chỉ cách 10 dặm thậm chí khu vực đó còn nằm trong phạm vi chiến trường nhưng cũng không thể phớt lờ mình không thể đi một mình phải mang theo càng nhiều người càng tốt bạch tiêu thuần suy nghĩ một lát hắn lập tức nhớ đến tu sĩ dưới trướng của mình lại nghĩ đến mình mang ít người lại bất ngờ gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ mặc kệ an toàn là trên hết ta sẽ gọi cả binh doanh cùng đi sau khi đã có quyết định bạch tiêu thuần lập tức an bài một ngàn tu sĩ dưới tay rời đi Bạch Tiểu Thuần yêu cầu một ngàn tu sĩ phong tỏa tin tức. Bọn họ cũng không hỏi Bạch Tiểu Thuần đi làm cái gì. Bọn họ chỉ biết Bạch Tiểu Thuần là thiên phu trưởng của bọn họ. Càng có ân cứu mạng của chính bọn họ. Nên chỉ cần nghe lệnh của Bạch Tiểu Thuần là đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần cũng không bạc đãi bọn họ. Không tiếc chiến công đổi áo giáp và pháp bảo cho càng ngàn người. Hắn càng cấp đan dược cho bọn họ. Trang bị cho bọn họ vượt qua tu sĩ quân đoàn khác rất nhiều. Rốt cuộc, chờ thêm mấy ngày. Đêm nay trăng mở sao thưa Bầu trời tăm tối Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một ngàn tu sĩ cải trăng Tiềm hành ra khỏi trường thành Bọn họ quanh năm ở trường thành Nên hiểu rõ hồn tu Mặc dù không xa lạ bên ngoài trường thành Y phục hiện tại không giống với tu sĩ Ngược lại càng giống với hồn tu Nhất là trên người mang theo một ít oan hồn Trên người sinh ra hồn chấn động Kể từ đó trừ khi gặp phải cường giả Hoặc là sử dụng linh lực thi triển đại thần thông Bằng không khó nhìn ra xuất thân của bọn họ dù sao tu sĩ và hồn tu không khác nhau quá lớn một dựa vào linh khí thông thiên hạ một dựa vào hồn lực mà thôi Càng ngàn tu sĩ không đi cùng nhau mà là tứ tán đi ra bọn họ phân bố xung quanh trên thực tế chỉ cần bạch tiêu thuần truyền tin bọn họ sẽ tập hợp trong thời gian ngắn sau khi an bài một ngàn thủ hạ rời khỏi bạch tiêu thuần cảm thấy chấn định cũng cải trang cách ăn mặc sau đó cắn răng đi tới cửa trường thành lúc rời khỏi trường thành bạch tiêu thuần sờ sờ mặt mình hắn có phần không yên lòng suy nghĩ một chút liền lấy ra một thùng nước trong túi chứa vật đi ra ngoài trong thùng nước có đầy nước thông thiên hà bên trong ngâm một cái mặt nạ chính là mặt nạ da người biến ảo bộ dạng cải biến tất cả khí thức thậm chí có thể che giấu chấn động tính mạng tuy vật này có vấn đề nhưng trước mắt lại chật đề cải biến khí thức dung mạo của ta đã ta phải nắm chặt thời gian đi một vòng quanh tiểu sơn cốc rồi mới quay về huống hồ trong phạm vi mười dặm chỉ cần không gặp đại quân man hoang ta cũng không thể gặp được nguy hiểm nhiều quá có mặt nạ trong tay ánh mắt bạch tiểu thuần xuất hiện thần thái quyết đoán lúc hắn mang mặt nạ lên mặt khí tức cải biến rõ rệt không còn là thanh niên mà là biến thành hồn tu trung niên mặt vàng như giấy linh lực chấn động tiêu tán biến thành hồn lực nồng đậm hình dạng hồn tu chân chính sau khi làm xong tất cả bạch tiểu thuần mới yên lòng hắn bay trong bầu trời tối tăm Tối nay ánh trăng yếu ớt Cho nên xung quanh vô cùng tối tăm Chỉ có thể mượn nhờ ánh trăng ảm đạm Nhìn thấy vô số tảng đá và hài cốt trên mặt đất Xung quanh ngẫu nhiên có cô hồn dã quỷ bay qua Cũng có hung thú nhỏ Bới đất tìm thịt tối Đêm nay trăng mở sao thưa Trời tăm tối Ánh trăng thi thoảng bị mây đen che quất Cả mặt đất u ám mờ ảo Thi thoảng có tiếng hung thú kêu gào Từng đám cô hồn dã quỷ kêu lên thảm thiết Cả thiên địa lâm vào cảnh tượng hoang vắng thê lương đây không phải lần đầu tiên bạch tiểu thuần rời khỏi trường thành lần đầu tiên là lúc hắn ra trường thành hôm nay hắn dùng tốc độ thật nhanh tiến lên phía trước trái tim của bạch tiểu thuần đập mạnh không ngừng dù hắn đã là tu sĩ kết đan đại viên mãn nhưng trong nội tâm vẫn sợ hãi oan hồn chỉ có điều nỗi sợ hãi nhỏ hơn trước kia rất nhiều dù sao hắn sống trong trường thành đã nhiều năm hắn hiểu biết nhiều hơn khi tiếp xúc với màn hoang và oan hồn không có kiến thức rộng rãi nội tâm hắn đã có nhận định riêng của mình cho nên sợ hãi mất đi không ít mục tiêu tu tiên ban đầu của mình chính là trường sinh bất tử bạch tiêu thuần cảm khái hắn bay nhanh trong trời đất u ám trên đường đi bắt gặp không ít hài cốt nằm dài rác khắp mặt đất lạnh lẽo hắn cảm khái thở dài không ngờ lại đi đến nơi đây bạch tiêu thuần lắc đầu hắn hồi tưởng thời gian cảm khái thiên địa như bị bao phủ trong số mệnh vô hình dường như có tồn tại thần bí nào đó đang an bài con đường choán. Sau nửa ngày, Bạch Tiêu Thuần lắc đầu không nghĩ nữa, nội tâm cảnh giác, bước chân chậm lại. Vị trí còn đã cách trường thành tám dặm, mặc dù đây là một phần của chiến trường, nhưng cũng gần đến biên giới. Số lượng cô hồn dã quỷ dần dần nhiều hơn, nhưng số lượng của chúng không có ý nghĩa so với hồn triều. bởi vì đêm khuya nên chúng gào đặc biệt thê lương. Bạch Tiêu Thuần càng cảnh giác. Đám dã hồn không có hình người, mà là từng đám từng đám sương mù tỏa ra hàn khí khi thì ngưng tụ ra hình dạng hùng thú hoặc là gương mặt ác linh dữ tợn tấn công đám hùng thú đang ăn thì tối không ít dã hồn đang chưa vào trong đống hải cốt dường như chúng muốn phụ thể nhưng hải cốt đã mất đi linh động cho nên mặc cho đám dã hồn bay ra bay vào thế nào thì cũng không thể phụ thể thành công bạch tiểu thuần cẩn thận tiến vào tiểu sơn cốc lúc gặp những dã hồn loại này thì từ xa liền tránh đi không phải hắn không thể ra tay mà là số lượng oan hồn quá ít phẩm chất không cao tầm mắt bạch tiểu thuần hôm nay rất là cao cho nên trướng mắt một khi đã ra tay sẽ gây chấn động khắp nơi đến lúc đó cũng mang tới phiền toái không cần thiết oan hồn nhiều một chút còn tốt hắn lười ra tay với một đám dã hồn càng tiến về phía trước oan hồn càng nhiều bạch tiểu thuần cách tiểu sơn cốc chưa đến một dặm ánh mắt hắn tỏa sáng quan sát xung quanh nơi đây có không ít oan hồn hắn bắt gặp trước mặt mình có hơn một ngàn con oan hồn tụ tập chúng phiêu đãng nhìn xung quanh và gào thiết trên thực tế bên ngoài trường thành không có nhiều oan hồn như vậy chỉ có điều trải qua đại chiến mấy lần tụ hồn đan của bạch tiểu thuần làm nhiều oan hồn hoảng sợ bỏ chạy tứ tán từ đó số lượng oan hồn gần trường thành tăng nhiều hơn hơn một ngàn cũng có thể xem như là một ít chiến công bạch tiểu thuần động tâm hắn chậm rãi đến gần và nâng tay lên trong tay hắn xuất hiện một viên tụ hồn đan Hắn ném tụ hồn đan bay đi như là sao băng Lúc rơi vào trong đám oan hồn liền nổ tung Hình thành hấp lực rất mạnh Kéo cả ngàn oan hồn vào trong đan dược Bạch Tiểu Tuần dùng tốc độ nhanh nhất tới gần Hắn cầm lấy hồn cầu Do oan hồn biến thành Hắn vui vẻ đặt hồn cầu vào túi chữ vật Và nhìn xung quanh Phát hiện không gây động tĩnh quá lớn Cho nên nhanh chóng bay về hướng của Tiểu Sơn Cốc Vừa đến nơi đây bạch tiêu thuần cảnh giác nhìn trước mặt có mấy trăm oan hồn chặn đường hắn đi hắn vui vẻ khi phát hiện cảnh tượng trước mặt không ngờ lại thuận lợi đi đến nơi này như vậy bạch tiêu thuần cao hứng và cảm khái vận khí của mình quá tốt trên con đường tới đây hắn không bị thế lực nào phát giác có thể an toàn đến mục tiêu và còn đạt được một ít thu hoạch ánh mắt đảo qua sân cốc bạch tiêu thuần sắp ném một viên tụ hồn đan về phía trước bỗng nhiên nội tâm hắn rung động hắn xoay người ra sau ánh mắt sắc bén dò xét tình hình Vào lúc hắn xoay người phía sau hắn có một đám sương mù màu đỏ bay ra khỏi lòng đất tốc độ cực nhanh nhưng lại làm như không thấy bạch tiểu thuần sương mù bay qua người của bạch tiểu thuần và tiến vào trong sơn cốc sương mù màu đỏ là một con hồn sau khi bay vào sơn cốc liền hóa thành một con ác điều trực tiếp giết vào trong đám oan hồn nó không ngừng cắn xe đám oan hồn khác Cả sân cốc vô cùng hỗn loạn Nguyên anh hồn Ánh mắt Bạch tiêu Thuần sáng lên Và nhìn chằm chằm vào sương mù màu đỏ Sau khi thôn phệ tất cả oan hồn khác Màu sắc của nó còn đỏ hơn Bạch tiêu Thuần liếm môi Giá trị nguyên anh hồn không bằng thiên thú hồn Nhưng có thể đổi lấy chiến công nhất định Bạch tiêu Thuần do dự một lát Dựa theo đạo lý mà nói mục tiêu của nguyên anh hồn vừa rồi vẫn là ta mới đúng vì sao nó không nhìn thấy ta bạch tiêu thuần nhớ lại tình cảnh vừa rồi cảm thấy có chút không đúng sau khi trầm ngâm liền tiến về phía trước vài bước mặc hắn đến gần sân cốc như thế nào đám ăn hồn trong sân cốc hoàn toàn không phát hiện sự có mặt của người xa lạ còn có một ít dã hồn bị nguyên anh hồn đuổi theo chạy tứ tán qua bên người bạch tiêu thuần như không thấy gì bạch tiêu thuần ngạc nhiên há hốc mồm chúng không nhìn thấy ta. Bạch Tiêu Thuần giật mình không nhỏ, lá gan cũng lớn hơn một chút, dứt khoát tiến thẳng vào sơn cốc, đi xuyên qua đám oan hồn. Thời gian dần qua, đôi mắt của Bạch Tiêu Thuần càng mở lớn hơn trước, trong mắt mang theo thần thái không thể tưởng tượng nổi. thậm chí hắn còn thò tay ngăn cản một oan hồn, nhưng nó không có phản ứng, bị Bạch Tiêu Thuần bắt đi. Không nói oan hồn bị hắn bắt được, dù cho là nguyên anh hồn màu đỏ truy đuổi. Phía sau thì cũng không chú ý tới Bạch Tiểu Thuần Nó nhìn xung quanh Tìm kiếm các con mồi khác Oan hồn trong sơn cốc càng ngày càng ít Nơi đây chỉ còn lại một mình Nguyên Anh Hồn Rốt cục Bạch Tiểu Thuần đã xác định Một sự thực Những oan hồn kia không phát hiện ra mình Trái tim hắn đập mạnh cúi đầu nhìn thân thể Sau đó còn dùng tay bóp nạn mặt mình Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng Đám oan hồn trên chiến trường trước kia Có thể thấy thả nhưng bây giờ lại không nhìn thấy Chẳng lẽ nguyên nhân là mặt nạ Bạch Tiểu Thuần vút vút mặt nạ trên mặt trầm ngâm một lát Liền dơ tay kéo mặt nạ xuống Vào thời điểm hắn cởi mặt nạ ra khỏi mặt Nguyên anh hồn màu đỏ Đang muốn bay ra ngoài sơn cốc Dường như nó bị kích thích Nên quay đầu nhìn ra sau lưng Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Sau đó oan hồn gào rú thảm thiết Và hung hãn tấn công Bạch Tiểu Thuần không chờ cho Nguyên Anh Hồn thét lên xong Bạch Tiểu Thuần mang mặt nạ lên lần nữa Nguyên Anh Hồn giật mình Nó tìm kiếm xung quanh Nhưng không phát hiện tung tích của Bạch Tiểu Thuần đâu Bạch Tiểu Thuần đứng cách Nguyên Anh Hồn không xa Hắn tận mắt nhìn thấy tất cả Nội tâm vô cùng kích động Phát đạt rồi Mặt nạ còn có công dụng kỳ diệu như thế <laughs> Cũng may lúc trước không có ném đi đấy Bạch Tiểu Thuần rất vui mừng Hắn lập tức xuất hiện bên cạnh Nguyên Anh Hồn đang mờ mịt tìm kiếm xung quanh. Hắn vùng tay lên, nhưng Nguyễn Anh Hồn không phát giác. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thu oan hồn này vào trong tay. Thành, có chí bảo bắt hồn lại phối hợp với tụ hồn đan. <laughs> Chiến công giúp ta trở thành vạn thu trưởng nằm trong tầm tay rồi. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ thì càng cảm thấy sung sướng. Sau khi dò xét xung quanh, tiểu sân cốc này như đã hoàn thành nhiệm vụ. Lại nhìn sắc trời phát hiện cách bình minh rất lâu sau khi rời khỏi sơn cốc Bạch tiêu Thuần suy nghĩ Oan hồn không phát hiện ra mình Khi mình mang mặt nạ Xung quanh có cả ngàn hạ thù đang ẩn nấp Có thể thấy không cần lo lắng vấn đề an toàn nữa Còn an toàn của cả ngàn thủ hạ Bạch tiêu Thuần bảo bọn họ Chỉ tiêm hành theo sau Không cần thường xuyên ra tay là đủ Hai bên phối hợp với nhau Trừ khi trên đường gặp đại quân man hoang Ngược lại thì chả cần lo lắng cho an nguy của mình Nghĩ tới đây thì Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định Nếu hiện giờ quay về Thì quá đáng tiếc Có lẽ mình nên đi dạo xung quanh Phải thu nhiều oan hồn đổi chiến công mới được Sau khi có quyết định Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động trong nội tâm Trên đường bay đi Hắn gặp được rất nhiều cô hồn dã quỷ Hắn không né tránh Ngược lại còn đến gần Sau khi đến trước mặt đám cô hồn dã quỷ Liền phất tay áo Từ đầu tới cuối Những oan hồn kia không phát hiện ra nên bị Bạch Tiểu Thuần thu <laughs> Đây là nhặt chiến công mà Bạch Tiêu Thuần càng hưng phấn Dùng tốc độ nhanh nhất dò xét xung quanh Hắn không buông tha cả dã hồn đi một mình Chỉ cần cứ phát hiện là bắt ngay Hắn thu hoạch oan hồn càng ngày càng nhiều Nhất là bắt gặp hồn chiều loại nhỏ Bạch Tiểu Thuần lại càng vui vẻ Quên cả trời đất Trực tiếp xâm nhập vào trong đám oan hồn Suốt một viên tụ hồn đan cầm ở trong tay Và bóp nát Ở một tiếng Oan hồn xung quanh đã biến thành hồn cầu Bạch Tiểu Thuần cứ thế mà thui vào túi chữ vật Tuyệt vời Mặt nạ chính là lợi khí giúp ta dạo chơi man hoang đây mà Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi Bạch Tiểu Thuần đã thu hoạch rất nhiều Hắn bắt hơn vạn oan hồn Nhưng chưa gặp hồn trêu lại lớn Bằng không thu hoạch còn lớn hơn rất nhiều nữa Bởi vì Bạch Tiểu Thuần cần cú thu hoạch Càng ngàn tu sĩ âm thầm theo sau an toàn hơn trước rất nhiều Thậm chí không ít người nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần phía trước khi phát hiện được Bạch Tiểu Thuần bắt đám oan hồn tại nơi mình đi qua. Sau khi trải qua ngạc nhiên ngắn ngủi, liền không hiếu kỳ hay là quan tâm tới. Bọn họ xem Bạch Tiểu Thuần như là khắc tinh của đám oan hồn, bởi vì hắn toàn đạp lên đầu đám oan hồn, thành tựu thanh danh và địa vị như hiện giờ. Thời gian trôi qua, cách bình minh còn một canh giờ. Bạch Tiểu Thuần thu hoạch rất nhiều. Hắn đã đi mấy trăm dặm, rời khỏi phạm vi chiến trường gần trường thành, đã xem như là tiến vào khu vực trong màn hoàng nơi đây quái thạch mọc lên san sát như rừng thảm thực vật vô cùng đáng sợ một ít hùng thú lúc ẩn lúc hiện và hung tàn hơn trước ngẫu nhiên còn bắt gặp thân ảnh của thổ dân qua lại nữa thậm chí bạch tiểu thuần còn gặp một tên hồn tu bay qua dãy núi dường như đang truy kích một con hung thú hồn tu nơi đây khác với đám hồn tu gặp được trong chiến trường quần áo không hoa lệ tướng mạo không tuấn mỹ ngược lại còn rất tầm thường dù trên người có tỏa ra khí tức kết đan Nhưng vô cùng hỗn loạn Nếu là mấy năm trước Bạch Tiểu Thuần sẽ không hiểu ra sao Hôm nay hắn thân là Thiên Phu Trường Sau khi xem một ít tình báo dành riêng cho Thiên Phu Trường Hắn đã hiểu đại khái về Man Hoàng Bạch Tiểu Thuần biết màn Hoàng không phải thế lực đồng nhất Trên thực tế Có tông môn sản sát Biện pháp tu hồn khác nhau Thậm chí còn có rất nhiều hồn tu Giống với tán tu trong đại lục thông thiên Bạch Tiểu Thuần cũng đọc các thế lực chủ yếu trong màn hoàng Bọn họ chưa thành Vương Thành và Hoàng Thành Còn có quân chính quy và dự bị Hồn tu chiến đấu ngoài chiến trường là quân chính quy Hồn tu loại này rất ít Có rất nhiều hồn tu giải rác khắp nơi Đến từ các thế lực nhỏ Hồn tu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Có hồn lực pha tạp Hiển nhiên chính là loại này Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ Hắn phát hiện mình đã cách trường thành quá xa vì vậy dừng bước muốn quay về, chấm dứt nhiệm vụ nơi đây. Lúc hắn muốn rời đi, đột nhiên trong dãy núi xa xa có một tiếng nổ lớn vang lên. Sau khi tiếng nổ vang lên, nơi đó có rất nhiều bụi đất tung bay, giống như cả ngọn núi trước mặt sụp xuống một hố sâu. Trong khu vực sụp xuống, có rất nhiều oan hồn bay ra ngoài, vừa xuất hiện chúng liền tản ra bốn phía như là muốn chạy trốn. Bạch Tô Thuần ngạc nhiên khi phát hiện ra điểm này, đã xảy ra chuyện gì Bạch Tiểu Thuần quan sát xung quanh Cũng có không ít thổ dân và hồn tu phát hiện dị thường Cả đám động tâm khi phát hiện nhiều loại oan hồn bỏ chạy tứ tán Lập tức chạy thẳng về phía ngọn núi Để bắt oan hồn Bạch Tiểu Thuần bắt oan hồn vì chiến công Đối với màn hoàng Chúng chẳng những là thủ đoạn công thành Càng là một loại tài nguyên Dù sao màn hoàng không có thực lực thiên địa Chỉ có oan hồn vô cùng vô tận Bọn họ bắt những oan hồn kia Và buôn bán Thậm chí còn có thể bắn cho các luyện hồn sư Để đổi lấy các hồn dược tu hành Càng tiến đến gần trường thành Bởi vì chiến tranh và tử vong Cho nên oan hồn ít đi rất nhiều Cho nên không ít thổ dân và hồn tu Chờ đêm khuya tới đây bắt oan hồn Lúc ngọn núi sụp xuống Nhiều oan hồn xuất hiện Trung quanh có ít nhất mấy chục thổ dân Và hồn tu cướp đoạt oan hồn Bạch Tiểu Thuần cũng đỏ mắt Có ít nhất mấy vạn oan hồn Bạch Tiểu Thuần động tâm Ánh mắt nhìn sang mọi người phát hiện trong đó không có nguyên anh phần lớn là trúc cơ kết đan ba người mạnh nhất cũng chưa có tu vi kết đan đại viên mãn hắn bày nhanh lẫn vào trong đám thổ dân và hồn tu đang bắt oan hồn của ta của ta <laughs> bạch tiểu thuần càng thu càng nhiều hắn lại hét thật lớn ở trong đêm đám thổ dân và oan hồn không nhìn ra thân phận tu sĩ của bạch tiểu thuần cho rằng hắn cũng là hồn tu cho nên không lưu ý quá nhiều Thời gian trôi qua Bọn họ ngạc nhìn phát hiện Bạch tiêu Thuần bắt quá nhiều oan hồn Một mình bắt lấy cả năm thành oan hồn Bọn họ nhìn thấy tốc độ Bạch tiêu Thuần quá nhanh Thường thường nhờ vào trong đám oan hồn Không chờ oan hồn phát hiện thì đã dơ tay bắt một đống lớn Cho nên các thổ dân và hồn tu vô hụt Đám thổ dân và hồn tu trúc cơ nhìn thấy cũng chỉ nhẫn nhịn Trong mắt mấy tên hồn tu kết đan đại viên mãn Chỉ có tức giận và sát cơ Hầu tử này đến từ nơi nào Tốc độ nhanh như vậy Đáng chết Một mình hắn đoạt nhiều hơn chúng ta cộng lại Một lão già mặc quần áo tầm thường Ở trong đám hồn tu Tức giận quát lớn Hắn là một trong ba kết đan đại viên mãn Hai người khác Theo lời hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó Hắn lạnh lùng nhìn bạch kiều thuần Trong mắt mang theo lạnh lùng Màn hoàng là nơi không có quy tắc Cơn giả sinh tồn Mạnh được yếu thua Tại nơi này thực lực trí thượng Nhìn thấy sát ý của đám người tăng lên Bạch tiêu Thuần nhau mắt đường bước Thậm chí trên người hắn cũng bộc phát sát khí Nhìn vào đám người Nếu nơi đây có hồn tu nguyên anh Bạch tiêu Thuần tuyệt đối không làm như thế Nhưng những người mạnh nhất nơi đây chỉ có tu vi kết đan đại viên mãn Bạch Tiểu Thuần không sợ bọn họ Nhất là mình còn một ngàn thù hạ Đang đứng ở xa xa Chỉ cần mình ra lệnh thì bọn họ sẽ cùng lao tới Bạch Tiểu Thuần càng không sợ Thậm chí hung hăng cản quấy Lúc đấu Mắt hắn còn hung tàn hơn đám người kia rất nhiều <laughs> Đến đây Ai dám động thủ Bạch Tiêu Thuần gầm to một tiếng Cuối cùng Đám hồn tu và thổ dân không ra tay Dù sao thì bọn họ kiên kỵ tốc độ Bạch Tiêu Thuần thi triển lúc nãy Bộ dạng hắn càng lúc càng hung thần ác sát Am hiểu đấu hung ác Vì vậy lão giả hư lạnh Nhưng không hề để ý Bạch Tiêu Thuần Lão giả nhanh chóng bay về phía hố sâu Tại ngọn núi vừa mới sụp xuống Đám cường giả kết đàn còn như thế Những hồn tu và thổ dân trúc cơ Lại càng không dám trêu trọc bạch tiểu thuần Chỉ có thể bay sang hố sâu Phát hiện bọn người đã đi xa Bạch tiểu thuần cười hằng hắc Nhưng cũng hừ một tiếng <laughs> Xem như các người đã thức thời đấy Biết rõ bạch gia gia ngươi lợi hại Bạch tiểu thuần hất cầm Làm ra bộ dạng thiên hạ vô địch hình tượng như là công tử bột ỷ thế hếp người đương nhiên hắn không muốn rời đi vì vậy ngạo nghẽ bay theo sau đám hồn tu và thổ dân lúc đi tới hố sâu bạch tầu thuần phát hiện trong hố tồn tại một động quật rất nhiều oan hồn bay ra từ bên trong thậm chí phía dưới còn có một ít nguyên anh hồn tại sao nơi đây lại có nhiều oan hồn như vậy bạch tầu thuần ngạc nhiên hắn lập tức nhảy vào bên trong bắt oan hồn mỗi một nguyên anh hồn đi qua bên cạnh đều bị hắn thù lấy Đám thổ dân và hồn tu liên tục vồ hụt Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Mang theo sát ý càng đậm Thậm chí bắt đầu vây quanh Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần nhếch môi cười cười Đáy lòng ẩn ẩn Hiểu bọn chúng sắp ra tay Sau đó quay người cực đẹp Triệu hoán một ngàn tu sĩ xuất hiện Bạch Tiểu Thuần kích động khi nghĩ tới hình ảnh đó Nhanh ra tay với ta đi Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần hò hét Hắn dùng tốc độ cướp đoạt hồn tu nhanh hơn Lần này cũng không nhắm vào nguyên anh hồn Hắn không buông tha bất cứ oan hồn nào Tại những nơi đi qua Lão giả kết đàn đại viên mãn cười lạnh Trong lúc cười Hắn ra hiệu cho hai người theo sau mình Đột nhiên trên người chúng xuất hiện sương mù màu đen Ngưng tụ thành hình đầu lâu Lão giả bước từng bước về phía Bạch Tiểu Thuần Đột nhiên Hắn đang bước tới gần Bạch Tiểu Thuần Một tiếng nổ mạnh còn lớn hơn đúc trước vang lên Cả hốt sâu rung động thật mạnh Oanh một tiếng nổ mạnh xuất hiện cực kỳ đột ngột chẳng những làm lão già chuẩn bị động thủ với bạch tiểu thuần sững sở ngay cả bạch tiểu thuần cũng giật mình nhìn sang càng không cần nói những hồn tu và thổ dân xung quanh bọn họ khiếp sợ khi phát hiện sóng xung kích kinh khủng xuất hiện sóng xung kích theo sau tiếng nổ mạnh lan ra xung quanh khi sóng xung kích lan ra bốn phía mặc kệ người tu vi thực lực như thế nào đều bị cuốn đi ra xa thậm chí một ít thổ dân trúc cơ chấn động mạnh thân thể tan xương nát thịt khi va chạm với vách đá bạch tiều thuần hít khí lạnh khi phát hiện ra việc này những người còn lại thì vô cùng ngạc nhiên chuyện gì xảy ra ngọn núi trước mặt sụp xuống tạo thành hố sâu hiện tại ngay cả hố sâu cũng sụp đổ tạo thành thung lũng chẳng lẽ là có trọng bảo xuất thế mọi người xung quanh giật mình tiếng nổ mạnh vừa biến mất dưới thung lũng xuất hiện hấp lực kinh người hấp lực vô hiệu với mọi người xung quanh nhưng đám oan hồn xung quanh rung động ngay sau đó bọn chúng bị hút vào một cái động không đáy Cùng lúc đó trong thông lũng có gió lạnh xuất hiện Tiếng gió rung động tâm thần mọi người Mọi người đều cả kinh sợ hãi Nhưng lão già lại dùng ánh mắt không dám tin tưởng Nhìn xuống phía dưới Thậm chí thân thể kích động run rẩy Vì hưng phấn Đó là Đó là Lão già hô hấp dồn dập Không chờ hắn nói xong Đột nhiên dưới thung lũng lại có tiếng đổ sinh ra Trong tiếng đổ có một đám sương mù màu trắng bay lên cao lúc sương mù xuất hiện ở bên trong có một thân ảnh màu vàng ẩn hiện thân ảnh màu vàng kia chính là một con cá sấu là thân thể cá sấu hoàn mỹ không phải tàn hồn như các oan hồn khác khi thức kim thuộc tính lan tỏa trong không gian thình thành chấn động rất mạnh bạch tiêu thuần và đám người xung quanh đều phát hiện ra việc này trong đầu mọi người xuất hiện ba chữ thiên thú hồn tất cả thổ dân và hồn tu không dám tin vào mắt mình và hô to, ánh mắt xuất hiện điên cuồng và tham lam. Những thổ dân và hồn tu trúc cơ hãi hùng khép vía, lui về phía sau. Bọn họ biết mình không có tư cách xen vào việc này, một khi tham dự sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Những thổ dân và hồn tu kết đàn thì điên cuồng hơn trước, thân là cường giả man hoang, nơi đây vô cùng cằn cỗi, tất cả mọi người đều dựa vào cướp đoạt. Bọn họ cũng sớm dưỡng ra tính cách cầu phú quý ở trong nguy hiểm, nếu không đủ tu vi cũng bỏ đi, nhưng trước mắt chỉ toàn là kết đan tranh nhau, bọn họ không muốn bỏ qua. Thiên thú hồn quá hiếm thấy, thậm chí rất nhiều người cả đời còn chưa nhìn thấy một lần. Biết gặp được thiên thú hồn cũng là cơ duyên. Hiện tại, thiên thú hồn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, bọn họ không thể không điên cuồng. Tất cả người có tu vi kết đan đều bay thẳng về phía con cá số vàng. Lúc con cá sấu xuất hiện giữa không trung, trong mắt còn mang theo ánh mắt mờ mịt, dường như nó ra đời chưa lâu, còn không có nhiều thần trí, càng như vậy thì mọi người tranh đoạt lại càng kịch liệt hơn. Trong tiếng va chạm mạnh, các tu sĩ kết đàn không ngừng chém giết lẫn nhau, hơn phân nửa trong số đó lại đến từ một thế lực, bọn họ liên thủ đánh tàn các tán tu giải rác xung quanh, nhất là ba tên kết đan đại viên mãn, giống chiến thần vô địch. Những nơi đi qua đều có tiếng nổ mạnh vang lên càng lúc càng đến gần thiên thú hồn mặc dù thiên thú hồn chưa khôi phục thần trí nhưng bản năng mách bảo nó lùi ra sau chỉ cần có thể có người đến gần thì nó sẽ né tránh bạch tiểu thuần mở to mắt đầu óc rung động Khi tức dồn dập tuy hắn có thiên nhân hồn nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thiên thú hồn mặc dù giá trị thiên thú hồn không bằng thiên nhân hồn nhưng vô cùng hiếm thấy nếu mang đi đổi chiến công, giá trị to lớn đủ triệt tiêu ba thành chiến công, trở thành vạn phu trưởng. Hôm nay, bắt hắn gặp một con thiên thú hồn đang ở ngay trước mặt mình, bạch tiêu thuần kích động không nói nên lời. của ta. bạch tiêu thuần hét lớn, hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng về phía thiên thú hồn, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt xuyên qua đám hồn tô. hắn phất tay áo đánh ra một đạo cuồng phong, quất bay mấy tên tu sĩ kết đan cản đường sang hai bên hắn đã sử dụng linh lực nhưng dưới tác dụng của mặt nạ lại hóa thành hồn lực lạnh buốt không làm cho người nào nhìn ra mánh khóe trong đó mấy tên hồn tu bị quét bay qua hai bên phun máu tươi ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần giống như một con bạo long giết vào trong đám người hắn một đường phá tan tất cả ngăn cản đến gần thiên thú hồn hết lần này tới lần khác thiên thú hồn tránh né người khác tiếp cận nó không nhìn thấy bạch tiểu thuần đến gần cho nên không né tránh bạch tiểu thuần vui mừng hắn biết mình có mặt nạ nên thiên thu hồn không thể phát hiện lập tức cười ha ha đang muốn bắt lấy thì lão già hồn tu gần đó đã ra tay tất cả nghe lệnh không tiếc trả giá bắt lấy thiên thu hồn ta muốn hiến cho cự quỷ vương lão già hồn tu gào thét hai tay bấm niệm pháp quyết ánh mắt lão già và các hồn tu đỏ rực vây quanh bạch tiểu thuần bọn họ vô cùng tức giận không sợ sinh tử tấn công bạch tiểu thuần thề về giết Bạch Tiêu Thuần ngay lập tức. Hơn 10 người đồng đoạt ra tay, trong đó có hai kết đan đại viên mãn, bốn năm kết đan hậu kỳ, còn lại đều là kết đan trung kỳ, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Hết lần này tới lần khác, bọn họ không phải đối thủ của Bạch Tiêu Thuần, không thể ngăn cản bước chân của Bạch Tiêu Thuần tiến lên. Mặc dù ăn hồn không phát hiện Bạch Tiêu Thuần, nhưng phát hiện những người khác, thiên thú hồn kinh hãi nên chạy đi. Bạch Tiêu Thuần thất bại khi bắt nó tiếng đồ mạnh vang vọng bốn phương, hơn 10 pháp thuật thần thông đánh vào cho người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rung động toàn thân, lông tóc không tổn hao gì. Thiên thú hồn né tránh, lão giả ném một quang cầu màu đỏ ra ngoài, hiển nhiên quang cầu là bảo vật chuyên dụng bắt giữ oan hồn. Trong nháy mắt, quang cầu hóa thành tâm lưới lớn bao phủ thiên thú hồn ở trong. Bạch Tiểu Thuần tức giận, khí thế bùng nổ, khí tức chí hàn bộc phát cực mạnh. Hơn 10 tu sĩ kết đàn xung quanh hắn bị hàn khí trùng kích bay ra xa bọn họ lập tức hóa thành tượng băng, hình thần câu diệt, phạm vi vạn trượng hóa thành hàn trì. Lão già hồn tu sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn không ngờ Bạch Tiêu Thuần lại đáng sợ như vậy. Trong lúc lâm vào nguy hiểm sinh tử, hắn thu hồi tấm lưới lớn và vỗ vào chắn một cái. Trong thiên linh của lão già có một pho tượng cự quỷ tàn phá bay ra ngoài. Đầu pho tượng có sóng rác, làn da màu xanh, toàn thân bị gương mặt oan hồn bao phủ, cả thân thể trở nên đáng sợ nhưng mang theo lực lượng vô cùng đôi mắt đỏ rực không khác gì ác quỷ địa ngục hàng lâm nhân gian pho tượng vừa xuất hiện đã sinh ra hào quang màu xanh càng có sát khí âm trầm bao phủ thiên địa trong sát khí có mang theo khí thức thiên nhân bóng dáng giấu trong sát khí khu vực băng hàn vạn trượng của bạch tiểu thuần không thể bao phủ lão giả lão giả vội vàng mang theo thiên tú hồn thoát đi mặc dù miễn cưỡng chạy thoát nhưng toàn thân hắn bị đóng băng lão già há miệng phun máu tươi, trong máu tươi mang theo băng vụn, hắn sợ hãi không nhỏ, lập tức hét lớn: "Ta là đệ tử thứ bảy của Lan hầu, dưới chứng Cự Quỷ Vương, ta đến đây chấp hành nhiệm vụ bí mật, người dám thương tổn ta!" lão già biết rõ mình lâm vào nguy cơ sinh tử, sát khí bạch tiều thuần sinh ra quá khủng khiếp, hắn không quan tâm quá nhiều, dùng tay điểm vào một bức tượng Cự Quỷ tàn phá pho tượng nổ tung bên trong có 50 bóng dáng bay ra ngoài bóng dáng hóa thành 50 thổ dân sắc mặt thổ dân không mang theo tình cảm ánh mắt đỏ rực thân thể bành trướng hơn 10 trường lực lượng thân thể bọn chúng tương đương với tù sĩ kết đàn điểm kinh người nhất chính là thân thể bọn chúng mặc áo giáp giống nhau trên áo giáp đều khắc tượng cự quỷ chiến lược của bọn chúng vô cùng cường đại sau khi xuất hiện liền tạo thành trận pháp bảo vệ lão giả vào trong đám thổ dân đối kháng hàn khí và thu hộ lão giả. Lão giả thở ra một hơi, ánh mắt hắn mang theo sát cơ khi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hơn 50 thổ dân cự nhân xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc. Trước kia hắn phát hiện pho tượng không bình thường, hiện tại hắn lại càng kinh ngạc hơn trước. Lúc này, phát hiện những thổ dân lao tới thật hùng hồ, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, lại nghe lão giả tự xưng bản thân hắn biết rõ mình đã gặp được hồn tu không tầm thường. Nhất là những thổ dân kia, Bọn họ hoàn toàn không giống với những thổ dân Bạch Tiểu Thuần từng gặp trên chiến trường Những thổ dân theo đại quân xuất chiến trên chiến trường Mặc dù số lượng khổng lồ và sát ý vô cùng nặng nề Nhưng nhìn thế nào cũng giống như tán tù Chia rẽ phân tán và từng người tự chiến Hôm nay hơn 50 người thổ dân cự nhân xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần Lại khác với những thổ dân cự nhân hắn từng gặp qua Hắn nhìn thấy Tỉnh táo trên người bọn chúng Giấu trong tỉnh táo chính là tính cách điên cuồng đây mới là điểm làm cho Bạch Tiểu Thuần giật mình nhất Hiển nhiên Những thủ dân cự nhân trải qua huấn luyện đặc thù Cho nên mới bộc phát chiến lực không tầm thường như vậy Thậm chí Áo giáp của bọn chúng cũng không phải tầm thường Thậm chí có thể ngăn cản trí hàn quán một lúc Lại có thể hợp lực với nhau Bố trí thành trận pháp Bảo hộ lão giả cái an toàn lui ra phía sau Thậm chí Ẩn ẩn trận pháp Còn dung hợp lực lượng của 50 thổ dân cự nhân là một thể Sau khi phát triển sẽ có thể tạo thành hiệu quả giống như trận pháp cự nhân của người Hà Tông Tu vi bọn chúng bộc phát Có thể sánh ngang với nguyên ảnh Bạch Tiểu Thuần cong mày Ước lượng lực lượng hai bên Đương nhiên Trọng yếu nhất Hắn đang ước lượng lực lượng của pho tượng cự quỷ Nếu không phải là vật này ẩn chứa một thiết lực lượng thiên nhân Bảo hộ Thì cho dù là tinh nhuệ trong thổ dân Cũng bị lực lượng trí hẳn của Bạch Tiểu Thuần đó đóng bằng Hết lần này tới lần khác Một thiết lực lượng thiên nhân lại có thể ngưng tụ vào trong trận pháp Đây mới là thực lực chân chính của man hoang sao Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lúc Trong thời gian trước Hắn đứng trên trường thành Diệt sát rất nhiều thổ dân man hoang Bởi vì hắn liên tục giành thắng lợi Cho nên khinh thường đối thủ Hiện tại hắn đã không có tầm tư khinh thường trong lòng nữa Lão Phù đã nói rõ thân phận cho người biết Nhưng ngươi còn dám ra tay Ngươi muốn chết sao Lão già đứng trong trận pháp của đám thổ dân gào to Ánh mắt hắn mang theo sát ý cực mạnh Bạch Tiểu Thuần cường đại tới mức hắn kiêng kỵ Biết rõ nếu hôm nay không tiêu diệt đối phương Dùng phần thù hận mình đoạt thiên thú hồn hôm nay Chỉ sợ sau này hai bên biến thành kẻ thù Không chết không thôi Y và nhiều người tính toán là buồn sự gì chứ <laughs> Người có dám đơn đả độc đấu với ta hay không Bạch Tiểu Thuần cười lạnh liền tiếng Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già hồn tu Hắn liền lên tiếng khích tướng Lão già hồn tu nghe nói như vậy Thì cho rằng mình nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian Ánh mắt hắn lạnh buốt Sát ý đã đến lúc sắp bộc phát Hắn quát lớn <laughs> Đầu óc người có bệnh sao Ta ỉ vào nhiều người khi dễ người đấy Người đến cắn ta đi Lão vừa nói xong liền vung tay Đang muốn hạ lệnh diệt sát Bạch Tiểu Thuần Vào lúc Bạch Tiểu Thuần nghe lão già nói như vậy Thì liền cười lớn Ngạo nghẽ ngẩng đầu lên Hắn vươn tay Bóp ngọc giản Tốt <laughs> Nhiều người khi dễ ít người có đúng không Các huynh đệ xuất hiện đi Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong Lão già ngần người Đột nhiên hắn phát hiện ở nơi xa Có nhiều khí tức đang tới gần Lời của Bạch Tiểu Thuần vẫn còn quanh quẩn không gian Thì ở khu vực xa xa Đã có vài chục thân ảnh xuất hiện Bọn họ không hề che giấu Lúc này cũng vận dụng toàn lực bay tới nơi này <laughs> chỉ là một chút người như vậy sao lão già cười lạnh nhưng hắn chưa kịp nói xong thì da mặt lại giật giật thêm vài cái tại một hướng khác có rất nhiều đạo hào quang xuất hiện những hào quang này bay lên cao tại khu vực xa hơn cũng có vài chục bóng người bay lên chỉ trong nháy mắt khắp bốn phương tám hướng đều có người xuất hiện bọn họ dùng tốc độ cực hạn bay tới nơi này tất cả tập hợp cùng một chỗ lão già đếm sơ sơ cũng có tới mấy trăm người sắc mặt của lão tái nhợt hô hấp dồn dặc thân thể run rẩy hắn còn chưa biết như vậy đã chấm dứt hay chưa ở khu vực xa hơn lại có mấy trăm thân ảnh xuất hiện nữa bọn họ từ bốn phương bay tới nơi này hiển nhiên là đã sớm bao vây nơi này từ rất lâu hơn một ngàn người tụ tập tại nơi này khí thế của bọn họ bộc phát vô cùng đáng sợ sắc mặt của lão già hồn tu trắng như tờ giấy hắn mở to mắt và sợ hãi không nhỏ ánh mắt xuất hiện thần thái hoảng hốt và không dám tin tưởng Hắn không dám tin vào mắt mình Đều không có khả năng Hắn không biết những người này ẩn nấp như thế nào Bản thân hắn không phát hiện ra từ trước Hắn không hiểu đối phương đã dùng cái thủ đoạn gì Càng làm hắn e ngại Chính là hơn một ngàn người xung quanh Đều là kết đàn Không ít người có tu vi kết đàn đại viên mãn giống như hắn Các huynh đệ Tiêu diệt lão nhân này cho ta Bạch Tiêu Thuần dùng tư thái oai hùng bừng bừng Vô cùng kích động Và đắc ý hết lớn Hắn nâng tay phải lên Chỉ vào mặt lão giả trước mặt Giết Hơn một ngàn tu sĩ khí thế như cầu vồng Bọn họ thiên quân vạn mã Xông thẳng với đối phương Lúc xông lên cùng gào thét tăng sĩ khí Làm thiên địa biến sắc Phong vân đảo ngược Nhất là sát khí từ những người này thể hiện ra Có khí chất kiêu bình hãn tướng Lão giả hồn tu hoảng hốt khi bị sát ý của đối phương quá chặt Chẳng những hắn như thế Hơn 100 thổ dân cự nhân đều sợ hãi quên cả hô hấp Bọn họ ngu ngơ Bọn họ nằm mơ Cũng không nghĩ xung quanh mình lại có nhiều tu sĩ ẩn nấp như vậy Lão già hồn tu hết lớn Hắn biết rõ một khi những người này tụ tập với nhau Chính mình hắn phải chết không thể nghi ngờ Lúc này hắn mới gào to Trốn đi Trong lúc hắn lên tiếng Hơn 50 thổ dân cự nhân vận dụng lực lượng trận pháp Mang theo lão già bay về nơi xa Ý đồ trước khi bị hơn ngàn tu sĩ vây công Tìm cách mở đường thoát ra ngoài Đánh cho ta Bạch tiểu Thuần đắc ý gào to Mặc dù tốc độ bọn họ cực nhanh Nhưng hơn ngàn tu sĩ đều là binh lính xuất hiện ở trong năm đại quân đoàn Bọn họ từng trải qua khảo nghiệm tử vong với Bạch Tiểu Thuần Đều là nhân vật giết ra một con đường máu trong mấy chục vạn đại quân Khi thế đã biến hóa dữ dội Bọn họ đồng loạt ra tay tấn công hơn 50 thổ dân cự nhân Khốn nạn Người dám đoạt thiên thú hồn của ta <laughs> Quá phận nhất của các người Là y vào nhiều người khỉ dễ Bạch Tiểu Thuần nhìn hơn một ngàn người Vây công hơn 50 người Cảnh tượng vĩ đại như vậy Thiêu đốt máu huyết trong người hắn Bạch Tiểu Thuần cảm thấy vô cùng đắc ý Tiếng nổ vang vọng hư không Hơn 50 thổ dân cự nhân không kiên trì bao lâu Liền sụp đổ Bọn chúng gào thét thảm thiết Thậm chí hơn ngàn tu sĩ vây công Cho dù lực lượng thiên nhân bảo hộ thì cũng không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Đêm này không bình tĩnh, từ vong tới gần, tiếng kêu gào thảm thiết liên tục vang lên. Thân thể lão già hồn tu run run, bi phẫn. Hắn bi phẫn khi nghe bạch tiểu thuần gào to, hắn cảm giác ủy khuất như muốn khóc. Khinh người quá đáng, là người ì vào nhiều người, nếu có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta. Lão già hét trong thê lương, tóc tai bù xù. Hắn được đám thổ dân còn sót lại bảo hộ bay ra ngoài <laughs> Người bị nguy sao Ta ỉ vào nhiều người khi dễ người đấy Người đến cắn ta đi Bạch Tiểu Thuần đắc ý lặp lại lời của đối phương một lần Hắn lại giết thẳng về phía lão giả hồn tô Lúc này tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phương Hơn 50 thổ dân cự nhân từ trận không còn Lúc tử vong bọn chúng lựa chọn tự bạo Mỗi một lần tự bạo đều có uy lực không nhỏ cũng may Bạch Tiểu Thuần sớm lưu ý tới điểm này Hắn vận dụng trí hàn bảo hộ bản thân Sau khi 50 thổ dân cự nhân liên tục tự bạo Cũng không diệt sát được tu sĩ nào Trên thực tế Nếu không phải tiếc trả giá lớn Diệt sát hơn 50 thổ dân cự nhân Càng đơn giản hơn rất nhiều Bạch Tiểu Thuần lại ngăn cản thù hạ làm thế Hắn hy vọng mình mang người ra khỏi trường thành như thế nào Lúc mang về thì cũng như vậy Không để tổn thất người nào Kể từ đó Thời gian chậm hơn một chút sau khi đám thổ dân cự nhân tử vong lão già hồn tu tuyệt vọng pho tượng cự quỷ dường như nổi giận muốn bay ra ngoài bạch tiêu thuần không cho phép lão già thoát thần đối phương chỉ còn lại một người bạch tiêu thuần dùng tốc độ nhanh nhất tới gần pho tượng trong nháy mắt hắn vươn tay phải ra nhiều hát thành ngọn núi vỗ thẳng vào pho tượng cự quỷ ở trên đỉnh đầu của lão già oanh một tiếng lão già phun máu tươi pho tượng cự quỷ rung rung nó bị đánh bay ra ngoài thân thể lão già hồn tu như chúng phải trọng kích Hắn lùng này sắp đổ té xuống đất Bắt hắn cho ta pho tượng kia không tầm thường Là bảo bối đấy Bạch Tiểu Thuần lên tiếng Tiếp tục đuổi theo lão giả Tù sĩ dưới chướng Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng bay tới gần thu pho tượng cự quỷ Cả vùng đất bị nổ lớn ảnh hưởng Từ khi thiên thú hồn bị bắt đi Thông lũng cũng sụp xuống xuất hiện một hố sâu Trong hố sâu có sương mù bao phủ Đứng từ xa Không nhìn rõ cảnh vật trong sương mù Lão già phun máu tươi thân thể rơi xuống đất. Hắn nằm bên cạnh hố sâu, lão già cười thảm khi phát hiện một kích kinh người của đối thủ, đánh ngũ tạng đục vụ quán gần như sụp đổ, hồn lực gần như tàn rã, ngay cả tính mạng chi hòa cũng ảm đạm vô quang. Ta là đệ tử thứ bảy thân truyền của Lan Hầu dưới chứng cự quỷ vương. Ngươi dám giết ta, mặc kệ ngươi tới từ đâu, ngươi sẽ phải chết không nghi ngờ. Lão già triệt đề tuyệt vọng, Hắn chỉ có thể dùng lời lẽ hâm dọa. Lúc hắn nói lời này thì thân ảnh của Bạch Tiêu Thuần đã tới gần. Hắn dùng tay bóp cổ lão giả, tay phải đoạt thiên thú hồn bị lão giả bắt trở về. Hừ, "Chó má cự quỷ vương, lão tử ta là quan bình." Bạch Tiêu Thuần lên tiếng. Hắn hạ cấm chế trên người lão giả, sau khi phong ấn liền ném Chu Thủ Hạ giam giữ. "Mang đi." Lúc hai chiếc quan bình chuyển vào tay lão giả, lão sững sờ một lát. Hắn có phần không kịp phản ứng, nhưng sắc mặt hắn biến hóa rất nhanh. Hắn ngường ngác, đầu óc như nổ tung, hô hấp dừng lại. Lúc trước hắn có phần hoài nghi lai lịch của hơn một ngàn tu sĩ và bạch tiểu thuần. Hắn hy vọng mình gặp phải thế lực hồn tu khác. Như vậy, thế lực hồn tu này sẽ phải kiên kỵ thế lực của cự quỷ vương, từ đó mà tha cho hắn một mạng cũng không phải không có khả năng. Dù sao thì cự quỷ vương là một trong bốn đại thiên vương, hắn là một trong năm đại bán thần của man hoang. Không có nhiều người có can đảm trêu chọc tới hắn. Nhưng lúc nghe Bạch Tiêu Thuần nói là đến từ Đại Lục Thông Thiên, trong mắt của lão già chưa có tuyệt vọng, lúc nhìn Bạch Tiêu Thuần chỉ mang theo oán độc, lúc ánh mắt oán độc vừa xuất hiện thì Bạch Tiêu Thuần vỗ vào đầu hắn một cái. <laughs> sững sờ cái gì mà sững sờ? Ánh mắt của ngươi là có ý gì? Bạch Tiêu Thuần nhìn lão già hồn tu, hắn rất bất mãn với ánh mắt của người này, hắn cảm giác mình đã rất nhân từ rồi. Nếu là người khác Nói không chừng đã trực tiếp diệt lão già để cho xong rồi Bạch Tiêu Thuần là người lương thiện Cho nên không có giết lão già Chỉ ý định bắt lão Sau đó mang về trường thành Từ đó đạt được điểm công hiến thật lớn Dù sao bắt được tù binh Cũng có thể đổi chiến công Nhưng lúc nhìn thấy lão già dùng ánh mắt oán độc nhìn mình Bạch Tiêu Thuần lại vô cùng mất hứng Lão già hồn tu cắn rằng Đáy lòng thầm hận Hiện tại hắn đã hiểu chính mình đã không có lựa chọn nào khác Nếu không muốn lập tức chết ở chỗ này thì chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn Nghĩ muốn dùng bối cảnh thành cự quy của mình Có lẽ Trường Thành sẽ không diệt sát mình Nội tâm hắn cảm thán một tiếng Lão già cắn răng cúi đầu <laughs> Như vậy mới đúng Thành thật một chút đi Bạch Tiểu Thuần lại vỗ đầu lão già một cái nữa Hắn đắc ý quát tháo Bởi vì hắn cho rằng làm như vậy mới uy phong Hắn ho khan Bắt lão già phải khai hoàn trở về thành Đột nhiên sương mù trong hố sâu bên cạnh hắn nổ tung bên trong có tiếng gào thét thê lương thảm thiết vang lên bạch tiêu thuần đã quen thuộc với tiếng gào thét này đó là thanh âm ai oán của an hồn chuyện xảy ra quá đột ngột dọa cho bạch tiêu thuần sợ hãi không nhỏ hắn đập tức lui về phía sau sắc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào trong hố sâu hố sâu này lớn chừng vạn trượng cũng không rõ bên trong hố sâu bao nhiêu sương mù xung quanh quá nồng cho nên dùng mắt thường không thấy tình hình cụ thể thậm chí Hắn mở linh thức quan sát Thì cũng chỉ nhìn thấy sắc cảnh mơ hồ Nghe được tiếng kêu gào ai oán thề lương bên tai Hiển nhiên không phải chỉ một oan hồn gào thét Từ thanh âm vọng ra Có thể đoán số lượng oan hồn nhiều hơn một vạn Đại nhân Nơi đây không đúng Dường như có cấm chế tự nhiên tồn tại Chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi Lúc Bạch Tiểu Thuần cảnh giác nhìn xung quanh Sắc mặt hơn ngàn tu sĩ đi theo hắn ngưng trọng Triệu lòng tiến lên thấp giọng nói nhỏ bên tai Bạch Tiểu Thuần. Các bạn vừa nghe xong tập số 124 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 125. Bạch Tiểu Thuần cũng biết nơi đây có cổ quái, không nói sụp đổ hai lần liên tục, càng có một cái thiên thu hồn. Từ các phương diện đã chứng minh việc này, diễn ra trong thời gian không ngắn. Hết lần này tới lần khác, phía trường thành và các bộ lạc thổ dân không đến đây xem xét lần nào. Dường như bọn họ không phát hiện dị biến ở nơi đây. Sắc mặt Bạch Tiêu Thuần ngưng trọng, hắn gật đầu, sau đó nhìn sang hút sâu. Hắn biết bên trong tồn tại rất nhiều oan hồn. Hắn không cam lòng, nếu mình cứ rời đi như vậy, đây chính là chiến công đấy. Bạch Tiêu Thuần trầm ngâm trong chốc lát, còn mắt thứ ba trên mi tâm mở ra, hắn vận dụng tu vi rót vào trong thông thiên pháp nhãn một đạo ánh sáng tím bay ra khỏi ánh mắt của hắn dùng thông thiên pháp nhãn quan sát hố sâu bên dưới dưới tác dụng của ánh sáng tím sương mù biến thành trong suốt trong mắt của hắn phát hiện hữu hiệu bạch tiêu thuần tăng cường rót tu vi trong pháp nhãn ánh sáng tím trong thông thiên pháp nhãn mạnh hơn sương mù biến mất thật nhanh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt chẳng những bạch tiêu thuần có thể nhìn thấy mà ngay cả lão già hồn tu cũng nhìn thấy rất rõ ràng hơn ngàn tu sĩ xung quanh cũng phát hiện sương mù đang biến mất cực nhanh. Khi sương mù biến mất, hố sâu trừng vạn trượng sâu không biết bao nhiêu. Bọn họ đứng trên hố sâu, có thể nhìn thấy vô số oan hồn đang bồi hồi bên dưới. Số lượng oan hồn quá nhiều. Chiều tụ tập ở cửa động cũng nhiều hơn 10 vạn. Nhất là bên trong có không ít oan hồn nguyên ảnh. Chỉ khu vực bên dưới đã có nhiều oan hồn mạnh như vậy. Càng không dám tin sâu bên trong thì có bao nhiêu oan hồn nữa sợ rằng có lẽ không thể đếm nổi phát hiện tình hình dưới hố sâu chẳng những bạch tiêu thuần khiếp sợ hơn nữa ngàn tu sĩ phía sau lại càng ngưng trọng hơn đồng tử cò rút lại quá nhiều oan hồn cho dù là trên thân mọi người đều có tụ hồn đan nếu một khi đám oan hồn cùng bạo phát ra bay ra ngoài bọn họ chắc chắn chết không thể nghi ngờ nhất là oán khí từ những oan hồn bên dưới còn mạnh hơn cả các oan hồn bên ngoài quá nhiều kể từ đó một khi oan hồn bạo động Bọn họ chắc chắn rơi vào kết cục nguy hiểm Lão già hồn tu mở mắt ngơ ngác Nhìn hốt sâu Hắn bị dọa không nhẹ Không dám gây ra động tĩnh quá lớn Hắn hiểu phía sau số lượng oan hồn khủng khiếp bên dưới Là một lực lượng cực kỳ đáng sợ Một khi đám oan hồn chú ý bọn họ Như vậy thì hắn không chờ đám tu sĩ đến giết mình Chỉ đám oan hồn thôi Cũng đã đủ sức giết hắn ở đây Quá trình tử vong cực kỳ thê thảm Từ vị bị oan hồn cắn nuốt còn đáng sợ hơn bị đoạt giá gấp vạn lần đi theo đám người này trở về trường thành tuy bị bắt làm tù binh nhưng còn có chút hy vọng sống sót nếu bị đám hoàn hồn bên dưới bao vây hắn tuyệt đối không thể sống sót nổi thân là hồn tu màn hoàng hắn quá hiểu về hồn cũng may hắn phát hiện đám hoàn hồn bên dưới đang lâm vào trạng thái nửa ngủ say chúng chỉ bồi hồi ngay cửa động không ra ngoài chỉ cần không quấy giày thì bọn chúng sẽ không công kích những người khác vô cùng lo lắng Mặc dù ra đầu Bạch tiêu Thuần đang căng cứng Nhưng đám oan hồn trong mắt hắn Là có ý nghĩa khác biệt Hắn nhìn thấy vô số chiến công Bắt hết đám oan hồn này Có thể đổi bao nhiêu chiến công Nhất là bên trong còn có quá nhiều Trời ạ à, Nếu ta có thể bắt hết bọn chúng Vạn phu trưởng tuyệt đối không phải là mộng tưởng rồi Bạch tiêu Thuần cắn chặt môi Hắn đã tâm động Nhưng lại do dự Dù sao nơi này có quá nhiều oan hồn Cho dù là hắn có tụ hồn đan cũng vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất nên dẫn suốt một ít ra ngoài, hoặc là phân tám đán oan hồn bên dưới. Bạch Tiêu Thuần suy nghĩ, mặc dù hắn có mặt nạ bảo hộ, nhưng chưa đủ ổn thỏa, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn sẽ tiếc nuối nếu mình bỏ qua cơ hội lần này. Bạch Tiêu Thuần suy nghĩ sau đó lui ra phía sau, ý bảo tu sĩ xung quanh mình bảo trì khoảng cách an toàn, không đi kích thích đám oan hồn kia. Vào lúc hơn ngàn tu sĩ lùi lại mấy trăm trượng, khi đã cảm thấy đủ an toàn, Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lại liếc sang nhìn lão già hồn tu bên cạnh. Lão già hồn tu vừa mới thở ra một hơi, ở trong giây lát phát hiện Bạch Tiểu Thuần đang nhìn mình, hắn sững sờ không rõ, cũng nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, phát ra ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đang tỏa sáng. Nội tâm của lão già rung động khó hiểu, hắn không biết cường giả kết đan trước mặt muốn làm cái gì, hắn có cảm giác việc này không hề đơn giản. Không choán đến tiếng hỏi thăm, Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, nụ cười vô cùng bị ổi, hắn vỗ vai lão già vài cái. Đạo hữu Chuyện người tranh đoạt thiên thú hồn với ta Ta sẽ không so đỏ nữa Như vậy đi Người giúp ta một việc được chưa Cũng không phải là việc gì lớn đâu Rất là đơn giản thôi Ta cho ngư một viên thuốc Người cầm đi vào bên trong động Sau so đó bóp nát ở trong tay Nhớ đấy Nhất định phải bóp nát Đây Người xem Việc này là quá đơn giản còn gì nữa Bạch Tiểu Thuần dùng ánh mắt nóng bỏng Nhìn sang lão già hồn tu Hắn lấy một viên tụ hồn đan giao cho lão già vẻ mặt đầy trở mong lão già nghe nói liền sợ hãi thân thể run rẩy ánh mắt sắp khóc nhìn sang bạch tiểu thuần đại nhân người bỏ qua cho ta đi ta nguyện ý tác chiến thay ngươi ta ta biết rất nhiều tin tức ở trong thành cựu quỷ này ta ta rất có giá trị ai ta biết rõ biết rõ đến đây nghe lời cầm đan dược đi bạch tiểu thuần ho khan một tiếng Hắn lập tức đặt một viên tụ hồn đan vào lòng bàn tay của lão giả Đi thôi Lão giả dễ dụa Hắn quát lớn Không đi Đi vào là chết Ta tuyệt đối không đi đâu Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy lão giả không nghe lời Hắn không vui vẻ Và vô cùng tức giận Lập tức hét lớn Người không dám đi Ta sẽ cho đám người này đánh ngươi một trận Sau đó ném ngươi vào bên trong Hôm nay người đi cũng phải đi Mà không đi thì cũng phải đi Bạch Tiểu Thuần vừa nói như vậy hơn ngàn tu sĩ xung quanh bộc phát sát ý nhìn chằm chằm vào lão già lão già không ngừng run rẩy trên mặt đầy bi phẫn hắn hiểu mình đã không có lựa chọn nào khác nếu mình không đi đám gia hỏa xung quanh sẽ ném mình vào trong hố sâu rơi vào đường cùng lão già cắn răng một cái ánh mắt đỏ rực hắn cầm đan rực sau đó lao về phía trước cẩn thận tiến vào trong hố sâu lúc hắn bay đi bạch tiểu thuần liền lùi ra phía sau hơn ngàn tu sĩ xung quanh cũng lùi ra phía sau lúc sắp cách hố sâu chừng ngàn trượng liền bay ra bộ dáng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây bạch tiểu thuần càng như vậy lúc cách hố sâu ngàn trượng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một lão giả hồn tu đang tiến vào hố sâu lão giả về mặt bi trắng, nội tâm nghiền rủa bạch tiểu thuần cực kỳ ác độc hắn mặc dù cầm đan dược nhưng không liên tưởng đến thân phận của bạch tiểu thuần dù sao thì tụ hồn đan này không tiên nỗi mỗi tu sĩ trong quân đoàn đều có Nhưng cũng không khó khăn Hầu tử đáng giận Người chết sẽ không yên lành Lão già nội tâm chửi bới Cắn răng trong tâm thần bất định Tới gần hốt sâu Lúc đứng ở chỗ này Hắn nhìn lại và phát hiện đám người bạch tiêu thuần Đang cách nơi này ngàn trượt Nhất là bọn chúng làm ra vẻ tùy thời Sẽ bỏ chạy ngay Đây mới chính là điểm làm cho lão già khó chịu nhất Hắn cũng không có biện pháp Nếu dựa theo Bạch Tiểu Thuần nói Còn mang theo một tia khả năng sống sót Nếu mình quấy rối Như vậy bản thân hắn chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ Xoắn suýt suốt nửa ngày Bạch Tiểu Thuần chờ đợi từ xa Cũng không kiên nhẫn nữa hô to Người nhanh lên đi Tất cả mọi người đang chờ người đấy Đợi nãy nãy nhà người Nội tâm lão già mắng to Sau đó cắn răng bước về phía hố sâu Hắn bước vào trong hố Lúc hắn tiến vào Đám môn hồn đang phiêu đáng lập tức dừng lại Chúng đồng loạt quay đầu nhìn sang lão già Ra đầu lão già Căng cứng như là sắp nứt ra Đầu óc trống rỗng Hắn hét lớn và bóp nát đan dược trong tay Không chờ đám môn hồn kia kịp phản ứng Tụ hồn đan nổ tung và sụp đổ Chỉ trong nhẹ mắt Hấp lực cực lớn không ngừng tản ra xung quanh Trong thời gian ngắn Thân thể hơn vạn oan hồn vạn vẹo Chúng không kịp dễ dụa Đã bị đan dược hút đi Trở thành một hồn cầu và lão già hồn tu thu hồi cùng lúc đó các oan hồn xung quanh bị kích thích tất cả bọn chúng gào rú thể lương thảm thiết thậm chí trong hố sâu còn có tiếng gào thét kinh người trong chớp mắt một cơn phong bạo từ trong hố sâu lan ra bên ngoài lão già hồn tu hết cực lớn hắn quay người bỏ chạy cực nhanh trong nháy mắt hắn lao ra thì phía sau có một đám sương mù đầy trời xuất hiện trong đó ẩn chứa hơn trăm vạn oan hồn thậm chí còn đang bộc phát đằng sau vẫn còn hồn hài không ngừng bay ra ngoài cứu mạng lão già kêu lên thảm thiết hắn không dám chạy trốn sang khu vực khác đáy lòng quán càng ghi hận đám người bạch Tiều thuần không nhỏ vì vậy hắn nhanh chóng bay thẳng hướng về phía bạch tiểu thuần tốc độ hắn nhanh nhưng tốc độ của bạch Tiều thuần lại còn nhanh hơn trong nhà mắt lão già bóp nát tụ hồn đan thì hắn đã bay đi rất xa rồi tính cả hơn ngàn tu sĩ xung quanh chỉ trong nhà mắt bọn họ đã hóa thành hào quang rời xa miệng hố Đám người Bạch Tiểu Thuần trốn quá nhanh Lão già nghiến răng nghiến lợi Rơi vào đường cùng Chỉ có thể bộc phát toàn lực Hết lần này tới lần khác Tu vi quán lại hạn chế không ít Hiện tại liều mạng thì cũng chỉ miễn cưỡng chạy ra Hồn hài sau lưng vẫn truy kích không bỏ Tiếng gào thét của hồn hài bao phủ không gian Cảm giác tùy thời lâm vào nguy cơ sinh tử Làm lão già rơi vào tuyệt vọng Trực tiếp chửi ẩm lên Hầu tử Người chết cũng không yên lành Ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi Lão già giống lên bi thường Các tu sĩ xung quanh nghe được tiếng chửi rùa thảm thiết Thì càng chạy nhanh hơn Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch Sau lưng hắn có tiếng nổ rung trời Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn lại Hắn không nhìn lão già kia Ánh mắt của hắn nhìn sang hồn ảo vô biên vô tận Trăm vạn Không phải Ngàn vạn Cũng không phải Trời ạ à, Rốt cuộc nơi này có bao nhiêu hồn tâm thần của bạch tiểu thuần không bình tĩnh nổi hắn bỏ chạy thật nhanh bạch tiểu thuần không bận tâm lão già kê sống hay là chết đáy lòng còn lại một tia hối hận hắn cảm giác mình đã quá thảm lạp vào lúc cười gồ bỗng nhiên sắc mặt của bạch tiểu thuần hơi động hắn kinh ngạc quay đầu nhìn sang hắn nhìn thấy lão già kêu gào thảm thiết đang dễ dụa chạy trốn ở sau lưng hồn hải vô tận chỉ lao ra mấy trăm trưởng. thậm chí còn không đợi khuếch tán hoàn toàn liền dừng truy kích Chúng chỉ có thể hình thành phong bạo càn quét trong khu vực hạn chế Sau đó chúng lại quay về hang động Chúng an ổn Thì sau đó bình tĩnh trở lại như lúc ban đầu Bạch Tiểu Thuần sững sờ Hơn ngàn tu sĩ bỏ chạy cũng sững sờ Nhất là lão già hồn tu Cảm giác sống sót sau tai nạn Trong nội tâm cảm thấy rất là may mắn Không thể nói nên lời Ta... ta không chết Lão già run rẩy Nước mắt chảy xuống nhưng không chờ hắn kịp vui vẻ trong bao lâu, Bạch tiểu Thuần đã tiến tới gần. Hắn xuất hiện và dùng ánh mắt khó hiểu nhìn sang lão già. Thân thể của lão già cứng đờ, nội tâm hắn khi nhìn về Bạch Tiêu Thuần vô cùng bất định. Bốn phía đều là người của Bạch tiểu Thuần, hắn hiểu mình trốn không thoát, lại nghĩ tới mình trừ bấy lúc trước, sau khi run rẩy một lúc, liền giao viên hồn đan cho Bạch tiểu Thuần. Đại nhân, ta Lão già đang muốn giải thích một chút lại bị bạch tiểu thuần cắt lời bạch tiểu thuần đi vài vòng quanh người của lão hắn đang kiểm tra thi thoảng lại chạm vài cái hắn càng làm như vậy thì lão già càng khẩn trương chúng không tiếp tục truy kích chẳng nhẽ trên người của lão già này có gì đó cổ quái bạch tiểu thuần đi nhanh kiểm tra lão già vài lần cũng không có phát hiện cái gì hắn khó hiểu lên tiếng như vậy đám oan hồn không truy kích ngươi vậy người đi thử lại đi bạch tiêu thuần nói xong lại móc một viên tụ hồn đan giao cho lão già cầm lão già nghe xong những lời này thân thể hắn như sắp nổ tung đôi mắt mở to rốt cục lão già không thể kìm nén được nên bùng nổ không đi con bà nhà ngươi cho dù ngươi mang theo cả ngàn người giết ta ta cũng không đi chết cũng không đi lão già gào thét hắn sắp phát điên rồi lần trước hắn sợ vỡ mật Hắn có cảm giác mình sụp đổ khi đối mặt với thời khắc sinh tử tổn vong Hiện tại thân thể hắn run dày và kêu gào lên như kẻ điên Hơn một ngàn tu sĩ xung quanh cũng có phần đồng tình với lão giả Càng là băng hàn rất nhiều Muốn bảo hắn tiến lên giò đường có độ khó quá lớn Lúc này có người đi ra ôm quyền nói với Bạch Tiểu Thuần Đại nhân thuộc hạ nguyện ý đi dò xét Đại nhân ta đi Đại nhân thuộc hạ đồng ý tiến vào thăm dò Lập tức lục tục có người đi ra Bạch Tiểu Thuần biết rõ bọn họ muốn báo ân Nhưng hắn không đồng ý Dù sao nếu thực sự an toàn Thì bản thân hắn đi mới là an toàn nhất Vì vậy lại nhìn sang hú sâu phía dưới Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái Tất cả lui ra Còn người nữa Kêu cái gì mà kêu Ngươi muốn cho ta biết ngươi miệng rộng hay sao Bạch Tiểu Thuần lườm lão già hồn tu Phất tay trói lão già lại Sau đó ném cho thủ hạ Hắn nhìn sang hố sâu Hơi do dự một lúc Liền tiến vào bên trong Đám người triệu long kinh ngạc Đang muốn khuyên can Nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh Hắn đã tới gần hố sâu và nói với bọn họ Các người hãy lui về phía sau một chút Chờ ta Bạch Tiểu Thuần cũng không quay đầu lại Hắn đứng ở miệng hố sâu Nội tâm bất ổn và xoắn suýt Hơn ngàn tu sĩ sau lưng hắn vô cùng lo lắng Chỉ có lão già hồn tu Đang cắn răng Nội tâm cười lạnh Và nguyên rủa không ngừng Ta là hồn tu man hoang Trên người còn có một tia khí tức cự quỷ vương Cho nên đám hồn này không đuổi theo ta <laughs> Nhưng con khỉ này là tu sĩ Hắn tiến vào bên trong Thì chắc chắn phải chết Lão già cũng không biết vì sao đám hồn hồn không truy đuổi theo mình Chỉ có thể cân nhắc nguyên nhân Là do xuất thân của hắn Lão già hồn tu càng ngày càng cảm thấy có khả năng Mặc dù không xác định Nhưng rất hy vọng Bạch Tiểu Thuần bước vào Sẽ bị đám oan hồn thôn phệ Thời điểm hắn đang cười lạnh Những người khác khẩn trương Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra một tia quyết đoán Có lẽ không thành vấn đề Chúng nhất định sẽ không nhìn thấy ta Bạch Tiểu Thuần sờ sờ mặt nạ Hắn tiến liền phía trước Bước vào trong hút sâu Hắn đã quyết định một khi không ổn Dù có thân thể bị xé rách Thì cũng phải triển khai thần thông Để chạy khỏi nơi này Lúc hắn đang tiến vào hút sâu Đám hồn hồn bên dưới không thèm nhìn hắn Chúng vẫn dù đã như trước hơn ngàn tu sĩ bên ngoài sững sờ Nhìn cảnh tượng này Lão già kia thì ngây người Xảy ra chuyện gì Bạc Tiểu Thuần lập tức phấn chấn Hắn vẫn tiến lên thật chậm Khi hắn tiến đến gần đám oan hồn Dần dần đi vào chính giữa Trên đoạn đường này không có bất kỳ oan hồn nào Biểu hiện phát hiện ra hắn tới gần Dường như chúng không nhìn thấy hắn Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần tiến sâu vào đám oan hồn Hắn lập tức bóp nát một viên tụ hồn đàn oanh một tiếng, trong bàn tay hắn sinh ra hấp lực cực lớn, trong chớp mắt hơn vạn oan hồn bị hấp thu biến thành hồn cầu. Bạch Tiêu Thuần thu hồi hồn cầu. Cùng lúc đó vô số oan hồn bạo động, vô số con đang bỏ chạy xung quanh. Bạch Tiêu Thuần khẩn trương, hắn chờ trong chốc lát lại phát hiện mặc cho hồn chiều bốn phía nổi giận gào thét cỡ nào, thì cũng không tìm được chính mình. Hắn cũng an tâm không ít. Nhất là đám thủ hạ bên ngoài đang cả kinh nhìn mình, nội tâm Bạch Tiêu Thuần cười hắng hắc hắn dứt khoát chắp tay sau lưng và hất cằm lên bày ra bộ dạng cao thâm mạt chắc ánh mắt người bên ngoài nhìn hắn thực sự có sự khác biệt trong mắt bọn họ mấy trăm vạn oan hồn bên dưới không ngừng gào thét giận dữ chúng như đang phát cuồng dường như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ nhưng cũng chỉ bồi hồi xung quanh bạch tiêu thuần chúng gào thét hùng ác thậm chí còn ít nguyên anh hồn màu đỏ xuất hiện bên vai bạch tiêu thuần gào thét đám oan hồn khác hết lần này tới lần khác Bạch Tiêu Thuần vẫn bình tĩnh đứng ở đó Hắn không quan tâm những oan hồn này Thậm chí tùy ý vùng tay thu nguyên anh hồn Phong khinh vân đạp Hiền thị rõ phong phạm cao thủ tuyệt thế Hình ảnh này lọt vào trong mắt người bên ngoài Hơn một ngàn tu sĩ đều nhìn thấy rõ ràng Nội tâm chấn động Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo cuồng nhiệt Đáy lòng bọn họ không bình tĩnh Vừa nghĩ tới thân phận của Bạch Tiểu Thuần liền có cảm tưởng mọi thứ xảy ra trên người hắn Không có gì là không thể xảy ra dù sao đây chính là Bạch Đại Sư Là tồn tại trên màn hoang tất sát bảng Càng vượt qua vô số tu sĩ Nguyên Anh Là siêu cường nhân bài danh thứ 10 Bởi vì hắn Đã diệt quá nhiều an hồn Lại chẳng hài chiến thích Không quá lời khi nói hắn là khắc tinh của an hồn Những tu sĩ này càng mù quáng Sùng bái Bạch Tiểu Thuần Cho nên bọn họ rung động không gì sánh bằng Lão già hồn tu lại hoàng sợ Trong nhé mắt toàn bộ thế giới quan quán sụp đổ Điều... Điều này... Sao có thể chứ Đó Đó là hơn mấy trăm vạn oan hồn Lão già hồn tu nói rằng lộn xộn Nhất là khi hắn tự cho mình là cái thân trải nghiệm oan khí của đám oan hồn bao phủ toàn thân Hiện tại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phong khinh vân đạm đứng trong đám oan hồn Hắn cảm thấy tâm lý mình không cân bằng Sau đó lão già hồn tu vô cùng hoảng sợ Thậm chí tâm thần quán sụp đổ Xuất hiện Trong lúc vô số oan hồn gào thét Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó Tay phải cầm một viên tụ hồn đan sau đó bóp nát Hồn xung quanh giảm nhiều Chúng bị hút vào trong tụ hồn đan Cứ như vậy Bạch Tiểu Thuần đi dạo trong hố sâu Thi thoảng bóp nát một viên tụ hồn đan Thời gian dần qua Một vạn Ba vạn Năm vạn Mười vạn Hai mươi vạn Năm mươi vạn Cũng không đâu lắm Hơn trăm vạn hồn Đã bị Bạch Tiểu Thuần thu vào trong tay Trong khu vực biên giới của động quật Hơn một ngàn vạn oan hồn đã giảm đi một thành lão già hồn tu tận mắt nhìn thấy mọi việc hắn triệt để ngây người bộ dáng còn chưa tỉnh táo nhất là lúc hắn phát hiện bạch tiêu thuần tùy ý nhẹ nhõm tư thái ngây ngang giống như đang dạo chơi hậu hoa viên nhà mình lúc đó trong mắt của lão già hồn tu như sắp rơi xuống hô hấp ồ ồ đập loạn nguyên anh đáng chết người này nhất định là nguyên anh lão quái nếu không chẳng có biện pháp nào giải thích cái cảnh này cả hắn nhất định là nguyên anh lão quái trên tay hắn cầm giữ trọng bảo. Lão già hồn tu run rẩy, nội tâm đang gào thét. Sau khi tự cấp cho mình đáp án thì mọi việc đã trở nên thông suốt. Hắn hiểu vì sao đối phương lại lợi hại như vậy. Diệt sát kết đan như trò đùa, chính là vì người ta là tu sĩ nguyên anh. Tu sĩ thông thiên đáng chết, người có tu vi nguyên anh nhưng lại ưa thích giả vờ biến thành kết đan khi dễ người khác. Lão già đang đáng chát Bạch Tiểu Thuần đã đi tới biên giới động quật Hắn đã cướp một nửa oan hồn nơi đây Nội tâm hắn vô cùng kích động Bạch Tiểu Thuần muốn tiếp tục thu hoạch Nhưng phát hiện mình không có đủ tụ hồn đan Hắn lập tức bay ra khỏi động quật Và đến trước mặt đám người Triệu Long Triệu Long nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Như nhìn thần nhân Nội tâm kích động và cuồng nhiệt Giao tụ hồn đan trong tay các người cho ta mượn đi Sau khi ta về Ta sẽ trả các người gấp bội bạch tiêu thuần lên tiếng hắn vừa nói xong thì hơn một ngàn tu sĩ đồng loạt giao tụ hồn đan của mình cho bạch tiêu thuần sử dụng lúc có được nhiều tụ hồn đan trong tay bạch tiêu thuần vô cùng phấn chấn hắn quay người đi vào trong động quật hắn nhanh chóng thu hồi toàn bộ oan hồn đang bồi hồi ở cửa động hắn thản nhiên đi vào trong động quật đám người triệu lòng do dự một lúc nhưng sau đó lại tiến lên sau khi đến bên ngoài động quật lúc này mới nhìn rõ thân ảnh bạch tiêu thuần bên trong mọi người giật mình khi phát hiện ra việc này bọn họ nhìn thấy trừ bạch tiêu thuần ra mặt đất phía dưới trần đều là màu trắng bạch tiêu thuần đang quan sát mặt đất trong mắt sinh ra thần thái kinh hãi và không dám tin lúc ban đầu mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra sau khi cẩn thận quan sát mặt đất màu trắng tâm thần mọi người mới dần dần căng thẳng đó là trời ạ à, đây không phải là mặt đất đó là hơn một ngàn tu sĩ không ngừng sợ hãi bọn họ hít khí lạnh đầu óc như sắp nổ tung ngay cả lão già hồn tu cũng hết lên thảm thiết tại tại sao lại như vậy mặt đất đều là hài cốt trong động quật này trên thực tế chỉ mới bước vào thông đạo tiến vào trong động từ vị trí của bọn họ có thể thấy sâu bên trong chính là cung điện cực lớn nơi đây có cung điện lớn đến mức khó có thể hình dung được mặc dù bọn họ không nhìn thấy cụ thể nhưng phát hiện một bộ hài cốt to lớn kinh người. hài cốt to lớn hơn 10 vạn trưởng. Bọn họ nhìn thấy trong thông đạo có vài bộ hài cốt như vậy. Bạch Tiêu Tuần hiện giờ còn rung động hơn cả bọn họ. Sau khi hắn đi tới cửa động, nhìn thấy mặt đất màu trắng ở dưới chân, hắn phát hiện màu trắng dưới chân chính là xương cốt phong hóa biến thành. Cuối cùng lại nhìn thấy hài cốt cao hơn 10 vạn trưởng. Đây không phải là xương người mà là xương cự thú hình dáng cá sấu, hai cốt trồng chất thành núi trong cung điện. Bạch Tiêu Thuần hít một hơi sâu, đầu óc trống rỗng. Đồng thời, trong cung điện dưới lòng đất vẫn còn tồn tại hằng hà oan hồn. Những oan hồn này không có hình thể cố định, chúng chỉ là một đám sương mù màu trắng khác nhau, khi thì ngưng tụ gương mặt, khi thì mơ hồ không rõ. Trong cung điện dưới mặt đất có hàng trăm triệu oan hồn như vậy, cho dù thiên nhân đến đây cũng phải sợ hãi. Phải biết rằng một khi bị hơn trăm triệu oan hồn vây công nếu không có biện pháp áp chế thiên nhân thì cũng vẫn lạc cá sấu ta bắt con thiên thú hồn chẳng lẽ hải cốt chính là thân thể của nó tâm thần của bạch tiêu thuần rung động nhưng không quên suy đoán như vậy hồn là nó sau khi chết biến thành hay là những oan hồn giết nó ánh mắt bạch tiêu thuần nhìn hải cốt tâm thần hắn không tập trung hắn không tìm được đáp án nhưng lại hy vọng đáp án đầu tiên là đúng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy nơi này không thích hợp có lẽ khả năng thứ hai là lớn hơn một chút bạch tiểu thuần phải mất thời gian thật lâu mới bình tĩnh lại đối với những việc không đoán được hắn chỉ có thể vùi sâu trong đáy lòng mà không để ý tới huống hồ bạch tiểu thuần rất rõ ràng nơi này có bẩn dấu bí mật cực sâu bởi vì xung quanh nơi này tồn tại cấm chế che lấp tất cả dị thường không để người bên ngoài phát hiện ra nhưng hốt sâu sụp đổ cho nên theo thời gian đi qua tu sĩ trong trường thành và hồn tu man hoang sẽ phát hiện ra nơi đây đến lúc đó mình không có khả năng đi tới nơi đây oan hồn chính là chiến công trong mắt bạch Điều thuần xuất hiện một tia thần thái hô hấp ngừng trọng hắn tiến liền phía trước trong tay phải cầm một viên tụ hồn đan sau đó ném xung quanh trong nhà mắt tiếng nổ quanh quần động quật tụ hồn đan vừa nổ tạo thành hấp lực cực lớn đám oan hồn xung quanh gào thết thảm thiết chúng bị hấp lực biến thành những viên hồn cầu bởi vì nơi đây có quá nhiều oan hồn Nên tạo ra động tĩnh to lớn Càng kinh người là Thậm chí trên mặt đất đang run dày Đám oan hồn gào thét có thể chấn nát tâm thần của người khác Hơn ngàn tu sĩ bên ngoài Và lão già hồn tu nghe được tiếng oan hồn gào thét thảm thiết Tâm thần bọn họ rất bất ổn Thậm chí Khóe miệng người tâm thần yếu còn đang chảy máu tươi Cả đám giật mình hoảng sợ Đồng thời lui ra phía sau Nhất là lão già hồn tu Bởi vì bị phong ấn và tiếng gào thét kích thích Sắc mặt lão tái nhợt và phun máu tươi phía dưới có bao nhiêu oan hồn trời à tiếng gào thét kia vượt qua mấy ngàn vạn oan hồn gào thét hẳn hẳn là hơn trăm triệu oan hồn lão già cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết đại chiến trên chiến trường cho dù ngưng tụ hồn triều nhiều nhất cũng chỉ là mấy triệu oan hồn mà thôi hắn chưa bao giờ gặp qua hơn trăm triệu oan hồn đám triệu long nhìn nhau nội tâm bọn họ kinh ngãi không nhỏ lo lắng bạch tiêu thuần đang gặp nguy hiểm ở bên trong nhưng không dám tiến vào bọn họ lui ra sau nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động quật trong hút sâu sắc mặt bạch tiêu thuần tái nhợt hiện tại hắn phát hiện ra mặt nạ còn có công hiệu khác không ngờ có tác dụng suy yếu tính gào thiết của an hồn cho nên ảnh hưởng từ tiếng gào tác động lên đơn thể quán nhỏ đi nhiều giúp cho bạch tiêu thuần miễn cưỡng có thể thừa nhận nổi phát đạt phát đạt rồi mặc dù bạch tiêu thuần sợ ấy. Nhưng nội tâm hắn vô cùng vui vẻ Khi hắn thu thập một hồn Thì nội tâm đang tính toán chiến công Chỉ cảm giác này cũng làm cho lâm vào trạng thái kích động Hắn lại phất tay ném tụ hồn đan ra xung quanh Theo thời gian đi Một ngày trôi qua thật nhanh Trong ngày hôm nay hang động không ngừng có tiếng gào vang lên Mọi người đứng ngoài khẩn trương không nói thành đời Lão già hồn tu càng run rẩy không ngất Ánh mắt hắn mờ mịt và hoảng sợ Trời ơi Rốt cục ra hỏa kia là có tu vi gì Thanh âm này Khoảng cách này Kết đàn nghe tiếng gào cũng phải rung động tâm thần Nếu tiến vào bên trong hố sâu Sẽ lập tức sụp đổ Thậm chí cho dù là nguyên anh Thì cũng không thể thừa nhận thời gian dài như vậy Có thể Có thể làm được điểm này Chỉ, chỉ có thể là thiên nhân Hắn Hắn chính là thiên nhân sao Lão già hồn tu nghĩ ngợi lung tung Càng nghĩ càng khủng bố càng nghĩ càng run rẩy. lúc trước hắn cho rằng chỉ cần mình có cơ hội sống sót thì nhất định phải trả thù bạch tiểu thuần. nhưng hiện tại ý niệm này đã biến mất ở trong đầu hắn. trời ạ, à, nếu hắn ta là thiên nhân như vậy mọi chuyện đều đã rõ ràng. thiên nhân lão quái đều có tính tình rất cổ quái, lại còn đi giả dạng kết đàn cũng không phải là, là không thể làm được. lão già hồn tu mờ mịt biến thành thông suốt. lúc này đã hoảng sợ tới mức tận cùng. Mọi người bên ngoài cũng hoảng hốt Thậm chí đứng ở đây thời gian dài Càng khẩn trương hơn Bạch Tiểu Thuần đã tiến vào trong nội cung to lớn Ánh mắt hắn sáng lên Tâm thần vô cùng hấn hở Hắn đã sử dụng tất cả tụ hồn đan mình có Thời gian một ngày tiêu hao mấy ngàn viên tụ hồn đan Hắn cũng bắt được không dưới mấy ngàn vạn oan hồn Trong túi chữ vật quán Là hồn cầu chưa mấy ngàn vạn oan hồn Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức đào qua Đều cảm giác mình có thêm động lực phi phạm đây chính là chiến công vô cùng khủng bố Vạn phu trưởng Vạn phu trưởng Ta nhất định sẽ trở thành vạn phu trưởng Bạch Tiêu Thuần kêu gào Trong mắt hắn xuất hiện hào quang hưng phấn Lúc này hắn ném thêm vài viên tụ hồn đan cuối cùng ra ngoài Theo tiếng nổ quanh quần Ngay sau khi thu hồi lại mấy vạn oan hồn Bạch Tiêu Thuần lại sờ sờ túi chữ vật Không cam lòng Phát hiện tụ hồn đan đã hết rồi Ai... Sớm biết như thế này ta chuẩn bị nhiều hơn một chút. bạch tiểu thuần đau lòng nhìn hằng hào ăn hồn trước mặt của mình, hắn cảm thấy mình đang đi vào núi vàng, nhưng bởi vì mình chưa chuẩn bị đủ nên chỉ có thể mang đi một ít mà thôi. cảm giác không bỏ và xoắn suýt không ngừng dày vò nội tâm của bạch tiểu thuần. hay mặc kệ bản thân ta còn sẽ nói, nhưng bên ngoài còn rất nhiều huynh đệ đang chờ ta, ta nên suy nghĩ cho an nguy của bọn họ. phải về thôi, luyện chế thêm tụ hồn đan sau đó bản thân ta sẽ tự mình tới đây một chuyến bạch tiêu thuần cắn răng một cái lúc này hắn không cam lòng đôi mắt đỏ rực số lượng oan hồn nơi đây quá nhiều trèo chống hắn trở thành vạn phu trường dư sài cảm giác giơ tay có thể chạm vào vị trí vạn phu trường bạch tiêu thuần cảm giác thân thể nhẹ nhõm đi rất nhiều nhất là vừa nghĩ đủ loại khác biệt sau khi trở thành vạn phu trường trái tim quán đã đập nhanh hơn hắn hít sâu một hơi bỗng nhiên hắn quay người bay ra khỏi động quật tốc độ quán cực nhanh. Sau khi ra khỏi thông đạo, hắn liền bay lên cao. Hắn vừa bay ra ngoài, tâm thần hơn ngàn tu sĩ rung động. Bọn họ cùng nhìn Bạch Tiêu Thuần, chờ đợi Bạch Tiêu Thuần ra lệnh. Thân thể lão già hồn tu đang run rẩy, ánh mắt nhìn Bạch Tiêu Thuần mang theo kính sợ như thiên thần. Hắn nhìn thấy Bạch Tiêu Thuần lông tóc không có gì tổn hao, mặc dù đôi mắt đỏ rực và thân thể mệt mỏi, tinh thần của hắn thì đang phấn chấn. Từ đó lão già hồn tu càng khẳng định đáp án ở trong lòng mình. Nhất định Tên này là thiên nhân Lão già hồn tu như sắp khóc Trong tiềm thức của hắn Chỉ có thiên nhân mới có khả năng một mình Một người kiên trì trong động quật kinh khủng kia Suốt một ngày Càng không có chút thương tổn nào Người là tu sĩ thiên nhân Tại sao lại khi dễ ta Lão già hồn tu nghĩ tới điểm này liền dùng đôi mắt tuyệt vọng Nhìn sang Bạch Tiểu Thuần Lúc ánh mắt của mọi người nơi đây nhìn sang Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần bay lên cao sau đó bố trí đơn giản xung quanh hút sâu làm xong mọi việc hắn mới quan sát xung quanh một lúc quay về trường thành bạch tiêu thuần hít sâu một hơi và ra lệnh quay về hắn lại dẫn đầu mọi người quay về trường thành hơn một ngàn tu sĩ chờ đợi suốt cả ngày hiện tại nghe bạch tiêu thuần nói như vậy liền thở ra một hơi cho dù bọn họ là kiêu binh hãn tướng nhưng nơi này cách tường thành quá xa khu vực lại là có động tĩnh lớn mặc dù bọn họ phát hiện nơi đây có cấm chế tự nhiên cho dù nơi này sinh ra dị thường thì người ngoài khó phát hiện ra nhưng dù sao tại nơi này càng lâu thì lại càng có nguy hiểm một khi có thiết lực màn hoang tiến vào bọn họ sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử lúc bạch tiêu thuần ra lệnh trở về mọi người lập tức phân tán ra bọn họ dựa theo kinh nghiệm của mình quay về trường thành bạch tiêu thuần vừa rời đi vừa ghi nhớ lộ tuyến đi ra không bao lâu bạch tiêu thuần quay đầu nhìn về phía sau Hắn xem xét hố sâu Nơi đó có dãy núi phập phòng Giống như là trọng điệp ra vô số bóng dáng Một loại lực lượng tự nhiên Đang chế lấp mọi thứ Cho dù bên trong xảy ra động tĩnh lớn Thì cũng không truyền ra ngoài quá xa Dường như bị dãy núi ngăn cách Bây giờ đã là khuya ngày hôm sau Bốn phía đen kịt Lúc này có vô số ăn hồn đang bay Người yêu bóng vía sẽ sợ hãi không nhỏ Nơi này thực sự tồn tại cấm chế tự nhiên sao? Bạch Tiểu Thuần do dự một lát, trong đầu hắn xuất hiện hai cốt cá sấu khổng lồ. Hắn trầm mặc quay người lại, tiếp tục quay về trường thành. Lúc đến cần dò xét tuyến đường nên phải cẩn thận, mặc dù quay về cũng phải cẩn thận, nhưng tâm tính đã khác trước. Đoạn đường quay về vô cùng thuận lợi, mặc dù trên đường gặp một ít bầy oan hồn nhỏ, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Đoàn người Bạch Tiểu Thuần chỉ mất mấy canh giờ là nhìn thấy trường thành ở xa xa, Lúc này đã là tàng sáng ngày thứ ba Mặc dù thiên địa đen kịt Nhưng có thể thấy hào quang trận pháp trên tường thành Tường thành giống như cự long nằm đó Khí thế vô cùng kinh người Tâm thần mọi người rung động khó hiểu Đoàn người Bạch Tiểu Thuần còn khá tốt Dù sao đã thành thói quen Đối với lão già hồn tu Thì lại chính là ác mộng Hắn không thể dãy dỗ Đám người Bạch Tiểu Thuần nghiệm chứng thân phận xong Liền đi vào cửa nhỏ Lúc này đều an toàn quay về trường thành Lão già hồn tu từ đầu tới cuối Không phát hiện thân phận chân chính của Bạch Tiểu Thuần Sau khi mọi người quay về Liền có người mang lão già hồn tu rời đi Mang hắn vào nơi chuyên giam cầm tù binh Tại nơi đó Sẽ có người thẩm vấn và xác nhận tin tức Về phần hơn ngàn tu sĩ theo mình ra ngoài Bạch Tiểu Thuần cũng không có keo kiệt Trực tiếp xuất ra một ngàn oan hồn Ban thưởng cho mọi người Mặc dù với mọi người một vạn oan hồn Không có là chiến công quá nhiều nhưng đây là tổng số bạch tiều thuần xuất ra đó chính là một ngàn vạn oan hồn trừ bạch tiều thuần ra trong cả trường thành này ngay cả bạch lân hay năm đại quân đoàn trưởng cũng không cầm ra được nội tâm bọn hắn vô cùng cảm động các huynh đệ đi theo ta mọi người sẽ có rượu uống có thịt ăn có chuyện tốt gì bạch tiều thuần ta không bao giờ quên bạch tiều thuần vung tay lên hắn nói chuyện rất hào sảng lúc mọi người nhìn hắn đều mang vẻ cuồng nhiệt cũng không cần Bạch tiêu Thuần nhắc nhở Mọi người không nên nói gì Bọn họ đều hiểu Nếu không có Bạch Tiểu Thuần cho phép Bọn họ nhất định phải thù khẩu như bệnh. Không lãng phí thời gian Sau khi ban thưởng cho mọi người Bạch Tiểu Thuần không đi nghỉ ngơi Hắn hào hứng bừng bừng bay thẳng về nơi mình ở Hắn bắt đầu đám chìm trong luyện dược Tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất Luyện chế thêm rất nhiều tụ hồn đan Còn về phần nhiệm vụ hồn giác Đã có đám người triệu long đi làm thay Không bao lâu sau nhiệm vụ hoàn thành. 100 vạn chiến công được chuyển vào lệnh bài của Bạch tiểu Thuần. Hào quang màu đỏ trên lệnh bài biến mất không còn, lệnh bài đã khôi phục như thường. Theo thời gian đi qua, lại qua 3 ngày. 3 ngày này Bạch tiểu Thuần không nghỉ ngơi một chút nào, ánh mắt hắn đỏ rực và điên cuồng luyện dược. Khi hắn luyện ra những lô tụ hồn đan, hơn nữa hắn còn lưu lại cho mình. Tổng số đạt được tới hơn 5.000 viên. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác không thể chờ đợi được nữa đêm dài lắm mộng kéo dài thời gian càng lâu thì nơi đó càng bại lộ lớn bạch tiêu thuần cắn rằng một cái hôm nay trở thành vạn phu trường đã có khả năng kể từ đó bạch tiêu thuần cũng bất chấp trả giá sau khi hắn chuẩn bị thỏa đáng vào đêm ngày thứ ba hắn ra ngoài binh doanh không có nói với bất kỳ kẻ nào cũng không mang theo thu hạ gì hắn lập tức thi triển bất tử cần bao phủ toàn thân sau khi hắn vận dụng thần thông bất tử cấm liền bước về phía trước một bước hắn cũng mang mặt nạ lên. Hắn vận dụng tốc độ nhanh nhất và bộc phát hồn lực cùng sát khí bao phủ toàn thân. Một ít thổ dân và hồn tu gặp được trên đường chỉ dám đứng xa nhìn sang. Mọi người có cảm giác kẻ này không dễ chọc nên tránh đi. Rốt cục, Bạch Tiểu Thuần cũng vận dụng tốc độ cực hạn. Hắn đã thấy được bóng đèn của dãy núi trùng điểm. Nội tâm nóng lên. Sau khi quan sát xung quanh và phát hiện không có gì đáng ngại mới tiến đến. Nhưng rất nhanh Sắc mặt của Bạch tiêu Thuần biến hóa Hắn tìm kiếm thật lâu Cũng không tìm được hố sầu lúc trước Ta Ta xác định chính là chỗ này Vì sao không thể tìm được Hắn Hắn là có cấm chế sao Bạch tiêu Thuần rất kinh ngạc Sau khi hắn đi dạo xung quanh một vòng Ánh mắt của hắn tỏa sáng như có điều suy nghĩ Đột nhiên Có mắt thứ ba trên mi tâm mở ra Hắn rót tu vi vào trong thông thiên pháp nhãn Cẩn thận quan sát xung quanh tìm kiếm địa điểm khả nghi nếu đổi thành người khác trừ khi xác định địa điểm ngay chỗ này nếu không cũng không ai dừng lại quan sát quá lâu bạch tiêu thuần không cam lòng hắn rất khoát tìm kiếm xung quanh thi thoảng thi triển thông thiên pháp nhãn lại qua mấy canh giờ thời khắc tàng sáng hình ảnh dãy núi trọng điệp dung hợp với nhau mới sinh ra một chút biến hóa bạch tiêu thuần vận dụng thông thiên pháp nhãn thấy điểm khác biệt nhỏ vừa sinh ra thì ra là vậy tâm thần của bạch tiêu thuần rung động cấm chế tự nhiên nơi này nhìn như phức tạp nhưng trên thực tế nó vô cùng đơn giản vào thời điểm dãy núi và bóng của chúng trọng điểm với nhau sẽ xuất hiện biến hóa ngắn ngủi thời gian trọng điểm khác nhau phương pháp ra vào cũng khác nhau lúc trước bạch tiêu thuần bước vào nơi này là thời điểm cấm chế không tồn tại lúc rời đi đã là sáng sớm cho nên hắn nhớ rõ lộ tuyến nhất định phải tới sớm hơn điểm tàng sáng một khắc nếu hắn xuất hiện trong thời gian khác Sẽ không tìm thấy đường vào Cho dù là điểm tảng sáng Cũng cần một ít thủ đoạn đặc thù Mới có thể giúp người tìm được con đường chính thức Bạch Tiểu Thuần không phải rất xác định Nhưng lại có thông tin pháp nhãn Nếu không hắn khó có thể tới đây lần nữa Sau khi hiểu ra những điểm này Bạch Tiểu Thuần lập tức xuống bên dưới Hắn thuận lợi tiến vào con đường xuyên qua cấm chế Trên đường đi Hắn liên tục vận dụng thông thiên pháp nhãn dò xét xung quanh Rốt cục phải mất một giờ Mới có thể tìm được động quật hắn rời đi mấy ngày trước Sau khi đi tới nơi này Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động trong nội tâm Hắn không lập tức vào trong động quật Hắn đi dạo xung quanh một vòng Lúc trước hắn rời đi đã từng lưu lại một ít bố trí Nếu có người đến sẽ xuất hiện một ít mánh khóe lưu lại ở trên các bố trí Sau khi kiểm tra Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi Hắn biết rõ mấy ngày qua không ai đến nơi này Lập tức yên tâm Lúc này hắn bay vào trong hố sâu Hắn theo thông đạo trực tiếp đi vào bên trong cung điện Vừa bước vào Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ Nhìn số lượng hồn tu ở trong cung điện Đã khôi phục hơn trăm triệu như ban đầu Phải biết rằng lúc hắn rời đi Thì đã thu thập hơn một nửa Chẳng lẽ hồn ở nơi đây Là vô cùng vô tận sao Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ Hắn đập tức ném ra tụ hồn đan Sau đó kêu gào ngào ngào thu hồn cầu Mười vạn chiến công Trăm vạn chiến công Ha ha Ngàn vạn chiến công Cảm xúc của Bạch Tiểu Thuần sụp sôi Hắn chỉ hận tụ hồn đan của mình quá ít Lúc này hắn dùng thời gian 2 ngày Mới dùng hết 5.000 tụ hồn đan Sở dĩ hào phí thời gian dài như vậy Là bởi vì hắn muốn mỗi một viên tụ hồn đan Có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất Cho nên hắn không ngừng đi về phía trước Đi vào giữa đám oan hồn Và bóp nát đan dược Hai ngày sau Hắn mang theo hơn 5.000 vạn oan hồn trở về Bạch Tiểu Thuần hưng phấn rời khỏi hang động lúc ra bên ngoài liền chờ điểm trời tảng sáng hắn theo con đường lúc trước ra khỏi đời đây hắn quay về trường thành hắn vô cùng khẩn trương trên đường quay về có cảm giác người mang tài bảo quá lớn sợ mình bị người khác ăn cướp càng sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm mình không thể thuận lợi quay về trường thành khi đó thì giấc mộng vạn phu trường sẽ tàn nát cũng may mặt nạ quán vô cùng cường đại đám thổ dân vào hồn tu man hoang xem bạch tiểu thuần như là hồn tu hơn nữa hắn cẩn thận cho nên đoạn đường này không gặp trường ngại gì Rốt cục đã đi tới chiến trường bên ngoài trường thành Lúc này hắn bước ra một bước Lại thi triển thần thông dung nhập hư không có bất tử cấm Hắn thành công quay trở về trường thành Đã có hơn 7.000 vạn oan hồn Nếu đổi thành chiến công Sẽ có số lượng khủng bố Ta còn cách vạn phu trường không ít Ta phải cố gắng nhiều hơn Bạch tiêu Thuần hưng phấn Hắn lại lo lắng Trong động quật xuất hiện thêm chuyện ngoài ý muốn vì vậy sau khiến quay trở về tường thành, cũng không đi luyện chế tụ hồn đan nữa. Hắn ăn bài thủ hạ đi năm đại quân đoàn mượn tụ hồn đan. Dù sao Bạch Tiêu Thuần luyện chế tụ hồn đan suốt mấy năm qua đều chia cho thu sĩ năm đại quân đoàn. Lúc này hơn ngàn người giới chứng hắn đi mượn tụ hồn đan. Bạch Tiêu Thuần không có nhàn rỗi, hắn đi vào trong chủ thành, đi tới bên ngoài cửa hàng trận pháp, mua hết không biết bao nhiêu bộ trận pháp. Dù sao hắn không biết thủ hạ của mình mượn được bao nhiêu tụ hồn đan. Hắn cũng muốn chuẩn bị quay về động quật Nhiều lần để bắt oan hồn Mấy ngày sau Hơn một ngàn thù hạ dưới tay hắn Mượn được 9 vạn viên tụ hồn đan Giao cho Bạch tiêu Thuần Bạch tiêu Thuần mừng như phát điên Nhiều như vậy Nếu lần này ta có thể thành công Như vậy thân phận vạn phu trưởng sẽ là của ta Hơn 9 vạn tụ hồn đan Tăng thêm trước kia ta có không ít oan hồn Bạch tiêu Thuần ngừa mặt lên trời cười to Hắn lại đi ra ngoài trong đêm Lúc này hắn quên việc dễ làm Sau khi đi ra ngoài dãy núi trùng điệp Đúng vào lúc tảng sáng Hắn sẽ không chậm trễ thời gian Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bên ngoài động quật Và bố trí trận pháp xung quanh Mới tiến vào trong động quật Nhìn oan hồn trong cung điện ở dưới mặt đất Chúng đã khôi phục số lượng hơn trăm triệu Bạch Tiểu Thuần cười thật lớn Lúc này ta sẽ có thân phận vạn phu trưởng Nhất định sẽ thành công Bạch Tiểu Thuần thỏa thuê mãn nguyện Hắn lập tức tiến vào trong cung điện sau đó ném ra từng viên tụ hồn đan ra ngoài. Đan dược nổ tung ầm ầm, không gián đoạn. Mỗi lần có tụ hồn đan vỡ vụn, sẽ có hơn một vạn oan hồn thành hồn cầu. Bạch Tiêu Thuần hưng phấn không nhỏ. Hôm nay số lượng tụ hồn đan dồi dào chưa từng có. Hắn kích động dùng thời gian 3 ngày, rốt cục lần đầu tiên thu sạch oan hồn trong nội cung. Lại không qua một nén nhang. Rất nhanh, trên không trung cung điện, dưới đất xuất hiện thêm một đám sương mù, không ngờ lại hóa thành hàng hào oan hồn. Sau khi đám oan hồn vừa xuất hiện, đều gào rú và không ngừng dò xét khắp cung điện, dường như chúng đang tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, lúc oan hồn vừa xuất hiện, hắn rất khoát chờ đợi, tới khi oan hồn tới đây đạt tới trăm triệu, lúc này hắn bắt đầu thu hoạch. "Của ta, đều là của ta, <laughs> sắp trở thành vạn phu trưởng rồi." Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc ý, dường như nắm giữ bí quyết cho nên tốc độ thu hồn nhanh hơn không ít lúc hắn chỉ dùng hai ngày đã thu sạch oan hồn trong cung điện không bao lâu oan hồn đợt thứ ba xuất hiện thời gian trôi qua ba ngày bạch tiêu thuần chờ đợi một đợt oan hồn mới xuất hiện tụ hồn đan của hắn còn thừa lại mấy ngàn viên nếu tụ hồn đan còn bạch tiêu thuần sẽ không rời đi hắn hạ quyết tâm nhất định phải sử dụng tất cả tụ hồn đan mới rời đi nhưng không biết tại sao lúc này đã qua một nén nhang lại không có hồn mới xuất hiện không còn sao. Bạch Tiêu Thuần cảm thấy kỳ quái, hắn bay tới bay lui trong cung điện dưới lòng đất, sau khi chờ đợi suốt nửa canh giờ cũng không xuất hiện oan hồn, hắn ngạc nhiên không nhỏ. Các bạn vừa nghe xong tập số 125 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.